Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 62. Phía sau Ngao Xương, trên người Liễu Như Phi lóe sáng hồng quang, không biết một thanh đoản đao huyết sắc xuất hiện trong tay cậu ta từ lúc nào, trong mắt cậu ta là tàn khốc, đâm về phía Ngao Xương ở trước người cậu ta. Tiểu Vũ cảm nhận được Liễu Như Phi hơi kỳ lạ, vốn là sửng sốt, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô muốn ngăn cản theo bản năng, nhưng phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích. Cho nên cô vội vàng kêu lên. Xương tỷ tỷ, cẩn thận Tiểu Phi. Ngao Xương nhíu mày nhìn về phía Liễu Như Phi, cơ thể nghiêng sang một bên, nắm lấy tay Tiểu Phi. Không biết chuôi đao này do thứ gì tạo ra, tuy ở trong tay một đứa bé bình thường như Tiểu Phi, nhưng khiến cô ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Tốc độ của Tiểu Phi không nhanh, bị cô nắm được một cách dễ dàng. Nhưng cô giống như đang thất thần, Long Diệt lắc mình một cái liền tới trước người cô. Đoản đao giống hệt đoản đao trong tay Liễu Như Phi xuất hiện trong tay anh ta. Phập, đoản đao biến mất vào trong cơ thể Ngao Xương. Sắc mặt Ngao Xương khó coi, cô không quan tâm vết thương trên người, một tay kéo Liễu Như Phi ra ngoài, ôm Tiểu Vũ bay về nơi xa. Đồng thời Long Diệt và một bóng dáng khác nhoáng lên một cái, ba người tạo thành hình tam giác bao vây Ngao Xương ôm Tiểu Vũ vào giữa. Cách đó không xa, Liễu Như Phi lau máu tươi ở khóe miệng, cười hung ác nham hiểm. Cậu ta đứng dậy, đi đến chỗ đám Long Ảnh đang bao vây Ngao Xương và Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Thư, bây giờ cậu biết đó là kẹo gì rồi chứ? Liễu Như Phi cười nói. Trên gương mặt như búp bê sứ của Tiểu Vũ xám như cho tàn, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy vẻ khó hiểu. Cô cũng học tập y thuật với Mạc Phàm, tuy y thuật không bằng Khương Nguyệt, nhưng mạnh hơn người thường nhiều. Dựa theo y thuật Mạc Phàm dạy cho cô, viên kẹo Liễu Như Phi cho cô là độc dược. Còn là độc dược rất khủng bố. Lúc này cô mới ăn độc dược kia một lát, cơ thể đã không có một chút sức lực. Đó là vạn niên tuyệt, vì sao cậu lại làm vậy, Tiểu Phi? So với vạn niên tuyệt mà cô trúng, cô càng muốn biết vì sao Liễu Như Phi lại làm vậy. Từ khi cô gặp Liễu Như Phi lần đầu, đã có cảm giác rất đặc biệt. Cho dù Liễu Như Phi chỉ là người bình thường, mà cô đã có tu vi cấp bậc kim đan, còn có huyết mạch tương đồng với ca ca Mạc Phàm của cô. Nhưng cô vẫn lựa chọn làm bạn với Liễu Như Phi, thậm chí mới quen vài ngày, đã đi một mình với Liễu Như Phi. Tại đây, vậy mà Liễu Như Phi lại cho cô ăn vạn niên tuyệt, còn khiến Ngao Xương tỷ tỷ bị trọng thương. Đao kia không đâm vào cơ thể cô, nhưng cô có cảm giác thiện lương của bản thân như bị đâm thành hai, rất đau. Vì sao à? Liễu Như Phi hơi nhếch miệng, cười dữ tợn. Cậu có ca ca thiên hạ vô song, tôi chỉ là một người bình thường. Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu kết bạn với một người bình thường như tôi, hoàn toàn là vì thương hại tôi sao, nhưng nếu tôi làm theo lời bọn họ nói, bọn họ sẽ cho tôi sức mạnh như vậy, thậm chí khiến tôi trở thành người mạnh như ca ca cậu, cho nên tôi mới tiếp cận cậu, không ngờ cậu thân là em gái Mạc Phàm lại dễ bị lừa như vậy. Cái gì? Mắt Tiểu Vũ mở to, trong mắt đều là không thể tin được. Cô chưa từng nghĩ Liễu Như Phi chỉ là người bình thường, càng không vì vậy mà thương hại Liễu Như Phi. Thậm chí nếu Liễu Như Phi muốn trở thành tu sĩ, cô có thể nhờ ca ca cô giúp. Chỉ cần cô mở miệng, chắc chắn ca ca sẽ không từ chối cô. Cô thật sự không nghĩ ra, vì sao nhất định phải làm vậy. Tiểu Vũ, đừng để ý tới cậu ta, chúng ta đi. Ngao Xương cảm nhận được Tiểu Vũ hơi lạ, thì ôm chặt Tiểu Vũ vội vàng nói. Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, đả kích như vậy thật sự quá tàn nhẫn đối với cô, chỉ sợ sẽ thành bóng ma cả đời của Tiểu Vũ. Giống, tiếng long ngâm vang lên, long ảnh bảy màu xuất hiện trên người Ngao Xương, long ảnh bao quanh Tiểu Vũ, dung thân bay về phía Đông Hải. Đám long ảnh không nhúc nhích, căn bản không có ý ra tay. Còn muốn chạy, cô cảm thấy cô có thể thoát khỏi tay chúng tôi sao? Long Diệt cười mỉa nói. Nói xong anh ta vươn một tay ra, đoản đao huyết sắc đâm vào bên hông Ngao Xương đâm sâu xuống, cắm trên mặt đất. A, Ngao Xương kêu thảm thiết. Vội vàng dừng hình. Dù vậy vết thương vẫn kéo từ xương sườn tới đùi cô. Cô là long tộc, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở dưới đoản đao này thì như cắt đậu hũ, bị cắt ra một cách dễ dàng. Hơn nữa thanh đoản đao này rất kỳ lạ, nếu cô không rút ra được, chỉ sợ cô không có biện pháp mang Tiểu Vũ rời đi. Nhưng nếu có thể rút thanh đoản đao này ra, cô đã rút ra trước tiên rồi, mà không đợi tới bây giờ. Cô chịu đựng đau nhức. Lo lắng nhìn Tiểu Vũ đã đờ đẫn ở trong lòng, trong mắt cô đều là lo lắng.
cô đi được hay không cũng không sao, lại để Tiểu Vũ gặp tên tiểu tử kia, sớm muộn gì Tiểu Vũ cũng xảy ra chuyện. Nhưng cô rời khỏi nơi này thế nào đây? Mấy người là ai, vậy mà dám ra tay với chúng tôi, mấy người biết con bé là ai không? Ngao Xương cau mày, nhìn chằm chằm đám Long Ảnh nói. Hai người là ai, đương nhiên chúng tôi biết, chúng tôi không chỉ biết hai người là ai, chỗ chúng tôi còn có một người nói không chừng hai vị lại quen. Long Diệt chỉ Long Bác mặc trang phục của Ngạo Nhật Sơn Tông nhưng tướng mạo đã thay đổi nói. Long Diệt không nhắc nhở Ngao Xương còn không cảm nhận được, trải qua Long Diệt nhắc nhở, cô mới biết rõ ràng, người kia đứng ở một góc không nói gì, nhưng trên người lộ ra khí tức rất kỳ lạ, khí tức này là Long Bác bị Long Ngạo Thiên bắt đi lúc trước. Chẳng qua hiện giờ Long Bác khác trước hoàn toàn, không chỉ hoàn toàn không biết bọn họ, còn mang theo sát ý rất nặng. Đây là Long Bác. Nếu Long Bác được mang về, chỉ sợ hai người này là người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Lúc trước ông ta có tên này, nhưng bây giờ ông ta có một cái tên khác, tên là Long Nô, một tên nô lệ, cô gọi ông ta là Long Bác ông ta sẽ không có một chút phản ứng. Long Diệt cười nói, Long Bác thành người của Ngạo Nhật Sơn Tông, tất nhiên phải có tên của Ngạo Nhật Sơn Tông, chữ Nô thích hợp với Long Bác nhất rồi. Long Nô, Ngao Xương nghiến chặt răng, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Không sai, tiểu nha đầu, cô muốn thử sự lợi hại của ông ta không? Long Diệt nói với vẻ khinh miệt. Long tộc thì thế nào, chỉ là rồng đất mà thôi, còn không bằng một tên nô lệ mà Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ luyện chế ra. Mấy người là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, bắt nạt một đứa bé mà có bản lĩnh à, rất dễ đùa sao? Ngao Xương tức giận nói. Người của Ngạo Nhật Sơn Tông không đi đối phó Mạc Phàm, trái lại tới hành hạ Tiểu Vũ, quả thực không bằng cầm thú. Nói giống như rất có đạo lý, nhưng cô không thấy chỉ giết Mạc Phàm thì rất mất mặt à, đương nhiên cô yên tâm, bắt đầu từ hai người trước, người kế tiếp sẽ là tiểu tử Mạc Phàm, các người ai cũng không chạy thoát được, giết tiểu nha đầu này trước đi. Long Diệt ra lệnh cho Long Bác. Đôi mắt Long Bác trở nên sáng lên, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ nhìn về phía Ngao Xương. Vẻ mặt Ngao Xương ngẩn ra, sắc mặt khó coi hơn nhiều. Đúng lúc này, khí tức vô cùng khủng bố theo ông ta giáng xuống. Hửm, đám Long Ảnh nhíu mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía đông. Trên bầu trời ở phía đông, một đạo lôi quang màu bạc lóe lên, tiếng sấm ù ù vang lên theo. Một khắc trước lôi quang này còn ở chân trời, ngay sau đó liền tới trước người mấy người. Rầm, một thanh lợi kiếm lôi quang từ trên trời giáng xuống, khí tức chôn vùi toàn bộ mang theo lửa giận khôn cùng lan ra xung quanh. Trên mặt đất vừa rồi sân còn tốt, chỉ trong chớp mắt đã nát mảng lớn. Đá bay tới giữa không trung, cuối cùng lại rơi xuống. Trong bụi bẩm, mơ hồ lộ ra bóng dáng của Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ. Ngao Xương thấy là Mạc Phàm thì đôi mắt khẽ nhướng lên. Mạc Phàm, cậu mau nhìn Tiểu Vũ xem. Lúc này khí tức trên người Tiểu Vũ không chỉ yếu đi nhiều, mái tóc đen của cô cũng bắt đầu xuất hiện màu trắng, chuyện này rất không bình thường. Mạc Phàm nhìn Tiểu Vũ hai mắt vô thần, tóc hoa râm thì nheo mắt lại, điện quang và hỏa diễm xuất hiện trong mắt hắn, sát khí trước nay chưa từng có nhập vào cơ thể mà ra. Vạn niên tuyệt và thuận thiên thuật sao? Vạn niên tuyệt tên cũng như nghĩa, cho dù có tuổi thọ vạn năm cũng phải chết, loại độc này dùng độc dịch của huyền xà vạn năm làm nguyên chính để luyện chế. Huyền xà vạn năm không gặp được thì không nói, cho dù tìm được cũng rất khó đối phó, bởi vì thực lực của huyền xà tu luyện vạn năm, tu sĩ nguyên anh kỳ tuyệt đối không thể đối phó được. Loại độc này tích lũy hơn vạn năm, rất khó giải trừ. Người trúng loại độc này, tuổi thọ sẽ sói mòn theo thời gian, nói cách khác một ngày tương đương với 24 năm. Chỉ người có tuổi thọ trên vạn năm, mới chống đỡ được loại độc này. Cho dù có thể sống sót, tu vi vạn năm cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Trên người Tiểu Vũ không chỉ trúng loại độc này, còn có thuận thiên thuật, có thể nói loại thuật pháp huyền môn và vạn niên tuyệt là tuyệt phối, không chỉ tăng nhanh tốc độ chảy tuổi thọ, còn đẩy quỹ đạo vận mệnh ra hướng xấu nhanh hơn. Tiểu Vũ hiện giờ, tốc độ sói mòn tuổi thọ không khủng bố như dây, nhưng không khá hơn chút nào. Nếu trong người Tiểu Vũ không có tu vi, có thể áp chế vạn niên tuyệt một chút, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường, nếu không chỉ sợ hắn nhìn thấy thi thể của Tiểu Vũ trôi nổi trên hồ vong tình như kiếp trước rồi. Đồng thời trong hai loại độc này, cho dù là đệ tử hạch tâm của thần Nông Tông cũng khó chữa trị. Hắn không có bất luận do dự gì,
ngón tay sáng lên, một loạt ngân châm rất mảnh xuất hiện. Ngón tay hắn chỉ về phía Tiểu Vũ, ngân châm như mưa hoa lê rơi xuống trăm huyệt vị trên người Tiểu Vũ theo ý của hắn. Trên trăm cây châm bạc vừa tiến vào trong cơ thể Tiểu Vũ, trong mắt Tiểu Vũ lập tức khôi phục chút thần quang. Không đợi Tiểu Vũ tỉnh táo hoàn toàn, hai ngón tay Mạc Phàm điểm lên mi tâm Tiểu Vũ, những chuyện liên quan tới Liễu Như Phi đều được hắn xóa sạch, đổi thành một số trí nhớ khác. Hắn vừa làm xong những chuyện này, Tiểu Vũ tỉnh lại hoàn toàn. Anh, hình như em trúng vạn niên tuyệt, anh từng nói loại độc này rất khó giải, không giải trừ được thì tuổi thọ sẽ hết sạch, em còn có thể cứu chữa được không? Ngao Sương và Lưu Phỉ Phỉ đều nhăn mày, bọn họ không biết vạn niên tuyệt là gì, nhưng chắc chắn không phải độc dễ giải. Mạc Phàm lại càng khó chịu, giống như bị một thanh đao đâm mạnh vào tim. Nhà đầu ngốc, có anh ở đây, không có độc gì anh không thể giải được, nhưng em phải ngủ một lát trước, có thể không? Mạc Phàm véo má Tiểu Vũ, cố nặn ra nụ cười nói. Thật sự ngủ một lát sẽ tốt hơn sao? Tiểu Vũ hơi sửng sốt, bán tín bán nghi nói. Thật, Mạc Phàm gật đầu liên tục. Vạn niên tuyệt cộng thêm thuận thiên thuật, hắn có thể giải, nhưng cần một số dược liệu mới được, những nguyên liệu này cho dù ở tu chân giới cũng chỉ có mấy nơi mới có. Cho nên tạm thời hắn chỉ có thể phong ấn Tiểu Vũ, dừng sói mòn tuổi thọ, đợi hắn tới tu chân giới tìm được những dược liệu này mới chữa bệnh được cho Tiểu Vũ. Vậy anh để em ngủ một lát đi, có một số việc em giống như không nghĩ ra, em ngủ một lát suy nghĩ cẩn thận vậy. Tiểu Vũ giống như hơi mệt mỏi, nghi ngờ nói. Rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô nghĩ mãi không ra. Mạc Phàm đáp, đặt một tay lên đầu Tiểu Vũ, tay còn lại hai ngón tay dựng thẳng trước ngực, chú ngữ khổ sáp truyền từ miệng hắn ra. Theo chú ngữ vang lên, phù văn màu vàng thông qua tay hắn lan từ đỉnh đầu Tiểu Vũ ra khắp toàn thân cô. Phù văn đến chỗ nào, ngân châm lần lượt bay ra. Đợi phù văn lan tới lòng bàn chân Tiểu Vũ, mắt Tiểu Vũ khép lại hoàn toàn. Mạc Phàm ôm lấy Tiểu Vũ giao cho Lưu Phỉ Phỉ. Hắn nhìn thoáng qua đoạn đao huyết sắc trên đùi Ngao Sương, lông mày hắn nhíu lại, trong lòng bàn tay có một ấn ký sáng lên, huyết đao mà Ngao Sương làm thế nào cũng không rút ra được chớp lóe hồng quang, bay vào trong tay hắn. Tay hắn tạo pháp thuật, miệng vết thương khủng bố trên người Ngao Sương nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cô mang hai người đứng sang một bên đi, thù của Tiểu Vũ và một đao này của cô, tôi sẽ báo giúp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Người đó là Long Bác, cậu cẩn thận một chút. Ngao Sương nhắc nhở. Tôi biết rồi. Mạc Phàm nói. Long Bác là tu sĩ ngoại đạo, hắn vẫn luôn biết, tuy từng được Ngạo Nhật Sơn Tông dùng bí pháp huấn luyện, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Lông mày Ngao Sương nhíu lại, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng nữa. Long ảnh xuất hiện, cô mang theo Lưu Phỉ Phỉ và Tiểu Vũ lùi về phía xa. Đám Long ảnh không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm ở giữa bọn họ, giống như nhìn con mồi đã tiến vào trong cạm bẫy của bọn họ. Phong thiên thuật, hồi đao tuyệt, vậy mà cậu đều biết, tiểu tử, quả nhiên Long thiếu bảo tôi tới đây là không sai, quả thật cậu không đơn giản. Long ảnh cười âm hiểm, mở miệng nói. Vạn niên tuyệt cộng thêm thuận thiên thuật. Cho dù là đệ tử của thần Nông Tông cũng ít có biện pháp, Mạc Phàm vừa ra tay liền dùng phong thiên thuật rừng sói mòn tuổi thọ trên người tiểu nha đầu kia. Ngoài ra thanh đao trên người Ngao Sương là huyết hồn đao, là bí kỹ độc nhất vô nhị của Long Diệt, một khi đâm vào trong cơ thể trừ phi Long Diệt nguyện ý, nếu không rất khó rút lui. Mạc Phàm dùng hồi đao tuyệt của huyết đao môn, vậy mà rút huyết hồn đao ra được. Có thể làm được những chuyện này, đúng là không đơn giản. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Long Ảnh nói, đôi mắt như lợi kiếm hàn băng nhìn về phía Liễu Như Phi. Vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ là cậu cho con bé ăn đúng không, Liễu Như Phi? Tiểu Vũ không ăn đồ người lạ đưa, hắn từng dặn dò Tiểu Vũ rất nhiều lần, Tiểu Vũ vẫn luôn nghe theo, nhưng có thể khiến Tiểu Vũ ăn độc vạn niên tuyệt chỉ có tiểu tử này, Liễu Như Phi. Là tôi, chỉ cần tôi cho nha đầu ngốc kia ăn dược, thì có thể trở thành người như anh. Liễu Như Phi không chỉ không sợ Mạc Phàm, trái lại còn cười hưng phấn nói. Trở thành người như tôi sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lắc đầu. Lúc trước hắn còn suy nghĩ, nếu Tiểu Vũ lại ở bên Liễu Như Phi, hắn sẽ không ngăn cản chỉ phái người thủ hộ Tiểu Vũ. Dù sao Tiểu Vũ có tu vi trong người, hồ vong tình này sâu tới mấy cũng đừng mơ làm Tiểu Vũ chết chìm.
Hiện giờ hắn phát hiện hắn sai rồi, hắn nên sớm giết Liễu Như Phi nhìn như rất vô hại này mới phải, như vậy sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Cậu vĩnh viễn sẽ không thành được, bởi vì cho dù hôm nay tôi không giết cậu, cậu cũng sống không quá 100 ngày. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Sao có chuyện như vậy được, chắc chắn anh đang gạt tôi. Liễu Như Phi hơi sửng sốt, không thể tin được nói. Mạc Phàm lắc đầu, Liễu Như Phi này từ một người bình thường biến thành tu sĩ trong 3 ngày ngắn ngủi, đâu đơn giản như vậy. Long Ảnh không chỉ hạ độc thuận thiên thuật lên người Tiểu Vũ, trên người Liễu Như Phi cũng có, nếu không sao quỹ đạo vận mệnh của hai người lại gặp nhau nhanh như vậy. Chẳng qua không phải là vạn niên tuyệt giống như Tiểu Vũ, Liễu Như Phi trúng độc nhất nhãn bách niên. Loại độc này phối với thuận thiên thuật sẽ sản sinh ra hiệu quả tương tự là tốc độ chảy của thời gian nhanh hơn, cho nên 3 ngày này tương đương với 3 năm của Liễu Như Phi. Cứ tiếp tục như vậy, Liễu Như Phi chỉ sống được chưa tới 100 ngày. Hắn không giải thích với Liễu Như Phi, cũng không cần giải thích. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống. Liễu Như Phi thấy Mạc Phàm không trả lời, cũng không giống như đang nói đùa, cậu ta lập tức luống cuống. Dù sao cậu ta vẫn là đứa bé, cho dù chúng độc nhất nhãn bách niên, có tâm tính của đứa bé 16, 17 tuổi, cũng không thành thục hơn mấy. Long thúc thúc, chú nói cho anh ta biết, sau này cháu sẽ mạnh hơn anh ta, không phải không sống quá 100 ngày đi. Liễu Như Phi nhìn về phía Long Ảnh nói. Gương mặt Long Ảnh được che giấu trong bóng đêm, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên cười nham hiểm. Chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt cậu ta nói không sai, quả thật cậu không sống được 100 ngày, nhưng không phải cậu muốn trở thành tu sĩ, có được sức mạnh của tu sĩ sao, tôi đều cho cậu rồi, tuy thời gian hơi ngắn một chút, nhưng cậu sẽ trở thành người nghịch thiên hơn Mạc Phàm, trong 100 ngày ngắn ngủi sẽ thành cao thủ thần cảnh, cho dù là Mạc Phàm cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Cái gì? Mắt Liễu Như Phi mở to. Lùi về sau mấy bước theo bản năng, sắc mặt cậu ta tái mét. Nếu chỉ có thể sống 100 ngày, cậu ta cần tu vi để làm gì? Vì phong quang 100 ngày, cậu ta còn hại người. Chú gạt tôi, tên lừa đảo này, tôi phải giết chú. Liễu Như Phi giận dữ hét, đoạn đao huyết sắc trong tay không do dự đâm về phía Long Ảnh. Long Ảnh hơi nhếch miệng cười khinh thường. Giết tôi, cậu đã quên sức mạnh mà cậu có được từ đâu à? Cậu đã không thích có thể thuận lợi vui vẻ sống 100 ngày, vậy thì tôi tiễn cậu lên đường. Anh ta vốn định để Tiểu Vũ bị Liễu Như Phi trà đạp xong, sau đó nhảy xuống hồ tự sát. Mạc Phàm đến là chuyện nằm ngoài dự kiến của anh ta, sớm hơn anh ta nghĩ nhiều. Nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi, nói gì cũng không có tác dụng. Nếu Mạc Phàm đến đây, Liễu Như Phi này đã không còn tác dụng. Một tay anh ta vươn ra. Liễu Như Phi còn chưa xông tới trước người anh ta, cơ thể đã bị anh ta nâng lên không trung. Tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Năm ngón tay anh ta nắm chặt, âm thanh đùng đùng lập tức vang từ người Liễu Như Phi lên. Đôi mắt Liễu Như Phi mở to, sau khi cậu ta gặp đám Long Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có kết quả như vậy. Cậu ta muốn tránh thoát, nhưng lực lượng trói buộc trên người giống như một tòa đại sơn. Cậu ta không thể tránh thoát được. Lúc cậu ta sắp bị Long Ảnh bóp nát, vòng tay mà cậu ta đeo trên tay sáng lên, hình thành một màn hào quang huyết sắc bảo hộ cậu ta ở bên trong. Thiếu chút nữa quên mất, tiểu nha đầu kia đưa cho cậu một kiện pháp khí phòng thân. Long Ảnh hơi bất ngờ nói, nhưng không để ở trong lòng. Liễu Như Phi cảm thấy vui vẻ, lúc này mới nhớ tới Mạc Phàm đứng cách đó không xa. Mạc đại ca, anh cứu em với, em rất thích Tiểu Vũ. Những chuyện này đều là bọn họ ép em không làm như vậy người này sẽ giết người nhà em, anh cứu em với, em thề nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Vũ. Lúc này có thể cứu cậu ta chỉ có Mạc Phàm không chỉ có thể cứu cậu ta từ tay Long Ảnh, còn có thể giải được độc trên người cậu ta, vì mạng sống cậu ta chỉ có thể làm vậy. Cách đó không xa, Mạc Phàm lắc đầu cười. Lúc trước có người nói với hắn tính cách con người là trời sinh, hắn vẫn không tin. Hiện giờ hắn hơi tin rồi, Liễu Như Phi này vốn là người đê tiện như vậy, hơn 20 tuổi là như vậy, mười mấy tuổi cũng thế này, chỉ là trước đó không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mạc Phàm nâng một tay lên, vươn về phía Liễu Như Phi. Liễu Như Phi thấy Mạc Phàm ra tay, trong lòng vui vẻ, trong đáy mắt lóe lên chút giảo hoạt. Cậu ta tưởng rằng Mạc Phàm là đại anh hùng gì cơ,
không ngờ cũng chỉ là một tên ngốc, cậu ta nói mấy câu, Mạc Phàm liền ra tay cứu cậu ta. Như vậy là tốt nhất, cứu cậu ta mới tốt. Đa tạ Mạc đại ca, anh yên tâm, em nhất định. Liễu Như Phi vui sướng nói. Nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu. Vòng tay trên tay cậu ta chớp lóe hồng quang, biến mất trên tay cậu ta, bay về phía tay Mạc Phàm. Đã không còn vòng tay này, chỉ trong chớp mắt màn hào quang trên người cậu ta biến mất, lực đạo trên tay Long Ảnh cũng nối gót mà tới. Bùm, Liễu Như Phi bị Long Ảnh bóp mạnh, huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ một vùng nước trong hồ. Ở nơi xa Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, ngực cảm thấy rất khó chịu. Mạc Phàm và Ngao Sương không nhăn mày một cái, nhất là Mạc Phàm, làm như không nhìn thấy. Hai kiếp Liễu Như Phi đều ra tay với Tiểu Vũ, nếu hắn không đến nhanh như vậy, chắc chắn Tiểu Vũ sẽ đi theo con đường kiếp trước. Một người như vậy, tuy vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, hắn không ra tay giết Liễu Như Phi đã xem như thủ hạ lưu tình, vậy mà tiểu tử này còn chơi giả bộ với hắn, quá tự tin rồi. Long Ảnh, vạn niên tuyệt mà anh hạ cho Tiểu Vũ là độc dịch lấy từ trên người huyền xà vạn năm do Ngạo Nhật Sơn Tông nuôi đúng không? Mạc Phàm cất vòng tay lấy từ người Liễu Như Phi đi, hỏi. Thực lực của huyền xà vạn năm rất mạnh, với thực lực của Long Ảnh, mười anh ta cũng không có biện pháp lấy được độc dịch từ miệng huyền xà vạn năm. Nhưng phần lớn đại tông phái sẽ nuôi nhốt loại yêu thú này, phòng bất cứ tình huống nào. Ngạo Nhật Sơn Tông có một huyền xà vạn năm, vẫn luôn giấu kín ở trong huyền hồ nhai. Long Ảnh và Long Diệt vốn nhướng mày, sau đó trong mắt lộ ra chút dị sắc. Không chỉ kinh ngạc vì Mạc Phàm biết huyền xà vạn năm của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, còn vì nguyên nhân khác. Nếu bọn họ nhớ không nhầm, bọn họ còn chưa nhắc tới tên bọn họ với bất luận người nào, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tới địa cầu, vậy mà Mạc Phàm biết tên bọn họ. Tiểu tử, vậy mà cậu biết tên của tôi? Long Ảnh cười nói. Tên của anh sao? Quỷ ảnh nhất tộc của các anh còn sống bao nhiêu người, hẳn là không hơn 100 người ở tu chân giới, hơn nữa đều là đàn ông, không có một người phụ nữ. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Quỷ ảnh nhất tộc là một nhánh của quỷ tộc, đặc biệt am hiểu ẩn nấp, huyền thuật và luyện độc, cho nên phần lớn quỷ ảnh nhất tộc là thích khách. Cũng chính vì nghề nghiệp này, quỷ ảnh nhất tộc đắc tội một cường giả tuyệt thế. Trái lại cường giả này không diệt tộc quỷ ảnh nhất tộc, nhưng giết sạch phụ nữ trong quỷ ảnh nhất tộc. Chuyện này khiến người của quỷ ảnh nhất tộc càng ngày càng ít, Long Ảnh là một trong số người không nhiều của quỷ ảnh nhất tộc. Chuyện này không phải là bí mật gì đối với hắn. Quỷ ảnh nhăn mày, tươi cười trên mặt thay bằng lạnh lùng. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, hôm nay quỷ ảnh nhất tộc sẽ ít đi một người. Mạc Phàm mở tay ra, tiếng xé gió truyền từ đằng xa tới. Ở phía xa, Hồng Liên như laser mang theo âm thanh phá không mà tới, bay vào trong tay hắn. Sát khí nồng đậm tỏa từ người hắn ra. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, Ngọc Tỷ Truyền Quốc mượn từ tay Hiên Viên Vô Kỳ xuất hiện trong tay hắn. Phong! Hắn khẽ quát một tiếng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc bay đến giữa không trung, chiếu ra bạch quang nhàn nhạt. Một trận pháp vĩ đại bao gồm cả màn hào quang lập tức xuất hiện, lan ra bốn phương tám hướng. Hồ Vong Tình là một địa điểm nổi tiếng ở Giang Nam, lúc này trên mặt hồ có không ít người ngồi du thuyền du ngoạn, trên hành lang giữa hồ có không ít người tản bộ. Màn hào quang và trận pháp vừa tới bên cạnh bọn họ, mọi người được trận pháp và màn hào quang này đẩy dễ dàng, nhanh chóng bị đẩy lên bên hồ. Ban ngày ban mặt, sao lại thế này? Có người hoảng sợ kêu lên. Bọn họ đều là người bình thường, tất nhiên không nhìn thấy trận pháp và màn hào quang. Tôi là Mạc Phàm. Muốn sống thì nhanh rời khỏi nơi này. Mạc Phàm thản nhiên nói, giọng nói không chỉ bao trùm cả hồ Vong Tình, ngay cả mấy km xung quanh cũng nghe thấy rõ. Trong đám Long Ảnh yếu nhất cũng tới Nguyên Anh Trung Kỳ, còn không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường, cho dù là có Ngọc Tỷ Truyền Quốc phong ấn nơi này, cũng khó bảo vệ không có dư âm lao ra khỏi phong ấn. Dư âm của tu sĩ Nguyên Anh đủ để giết chết vô số người bình thường, những người này vẫn nên rời đi thì hơn. Người ở xung quanh nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vốn là sửng sốt, không nói gì thêm nhanh chóng rời đi. Chỉ trong phút chốc, gần hồ Vong Tình chỉ còn lại đám Mạc Phàm. Long Ảnh và Long Diệt thấy Mạc Phàm phong ấn tiểu hồ này, đuổi đám người đi thì hơi nhếch miệng. Tiểu tử, cậu còn việc phải làm sao? Chúng tôi có thể đợi cậu thêm một lát. Long Diệt giống như không sốt ruột, cười hỏi. Chuyện tôi phải làm xong rồi,
các anh còn di ngôn gì, trước khi tôi tới giữa hồ có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời cho Long Ngạo Thiên giúp các anh. Một tay Mạc Phàm nâng Hồng Liên, đi về phía ba người ở giữa hồ Vong Tình, trường kiếm Hồng Liên hình thành dấu vết ở trên mặt nước, gợn sóng dập dờn mà ra. Di ngôn sao? Long Ảnh và Long Diệt đều cười khinh thường. Nhất là Long Ảnh, trong đôi mắt ẩn nấp trong tối đều là khinh thường. Anh ta thừa nhận Mạc Phàm là một người vô cùng thần bí, rõ ràng là người trên địa cầu lại hiểu rõ về Ngạo Nhật Sơn Tông như vậy. Nhưng tu vi vẫn còn đó, tuy anh ta không biết tại sao lại như vậy, nhưng đợi giết Mạc Phàm xong siêu hồn thì biết. Tiểu tử, thứ nhất, hôm nay chỉ có cậu chết, thứ hai, tuy cậu dùng phong thiên thuật với tiểu nha đầu kia, nhưng cô nhóc kia chỉ chống đỡ được gần nửa năm, trong vòng nửa năm, nếu cậu không tìm được phương pháp chữa trị cho cô nhóc này vẫn phải chết. Đúng rồi, cậu hỏi nguồn gốc của huyền xà độc là muốn lấy răng độc của huyền xà làm giải dược đúng không? Tôi có thể nói thẳng với cậu, đó đúng là độc dịch của huyền xà, nhưng tôi khuyên cậu đừng có chủ ý này. Huyền xà kia ngay cả trưởng lão của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi cũng không dám trêu chọc dễ dàng, cho dù hôm nay cậu may mắn không chết, cũng không có khả năng lấy được răng độc của huyền xà, thứ ba sao? Long Ảnh ngừng một lát. Trong trăm mét thứ kịch độc, tất có giải độc, tục truyền chúng vạn niên tuyệt. Có thể dùng răng độc của huyền xà làm giải dược, chuyện này chỉ là nghe nói, tuy anh ta có thể luyện chế vạn niên tuyệt, nhưng cũng không thể giải được. Nguồn gốc của vấn đề độc dịch, chắc chắn Mạc Phàm đang suy tính vấn đề này. Thứ ba sao, cậu đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi tinh cầu này, thông đạo tới tu chân giới đã bị chúng tôi che lại, cần tôi và bên tu chân giới mở mới được, bên kia đã được chúng tôi động tay động chân, trong một năm này sẽ không có ai mở ra, qua một năm, nhà đầu kia đã sớm chết. Long thiếu chúng tôi đã kết hôn với người phụ nữ của cậu rồi, nếu cậu từ bỏ những chuyện này, chúng ta có thể bình an vô sự qua một năm này, cậu cảm thấy thế nào, đương nhiên cậu cũng có thể thông qua không gian liệt phùng, nhưng với thực lực của cậu hiện giờ. Cho dù không chết ở trong không gian liệt phùng, cũng không biết phải ở bên trong không gian liệt phùng bao lâu. Long Diệt cười âm hiểm nói. Anh ta có biết Mạc Phàm đánh cược với Long Ngạo Thiên, bọn họ đạt được mệnh lệnh ngăn cản Mạc Phàm tới tu chân giới trong vòng một năm. Không có nói nhất định phải giết Mạc Phàm, cho nên chỉ cần giữ Mạc Phàm ở đây là được. Một năm không đáng là gì với anh ta, nhưng Mạc Phàm thì khác. Vẻ mặt Mạc Phàm vẫn như thường, trên mặt không có một chút giận dữ. Răng độc của huyền xà có thể giải trừ vạn niên tuyệt, đây chỉ là truyền thuyết, sở dĩ hắn hỏi chuyện này là muốn xác nhận con huyền xà này có đáng chết hay không. Chỉ cần hắn tiến vào tu chân giới, chưa tới nửa năm hắn sẽ tìm được dược chữa trị cho Tiểu Vũ. Còn thông đạo truyền tống bị phong lại, như vậy không còn gì tốt hơn, hắn chưa từng có ý định rời đi thông qua truyền tống trận ở Sơn Ngoại Sơn. Truyền tống trận kia được phong ấn, nói lên trong một năm này sẽ không có cao thủ ở tu chân giới hàng lâm địa cầu. Kiếp trước hắn rời khỏi địa cầu, một đời này vẫn có thể. Anh nói xong rồi chứ? Cậu có muốn suy nghĩ không, tiểu tử? Long Ảnh cười âm hiểm nói. Mạc Phàm không suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Diệt. Long Diệt, Long Bác bị anh luyện thành như vậy đúng không? Mấy đời hồn của Long Bác đều hợp làm một thông qua nuốt hồn, không chỉ như vậy, trên người Long Bác còn được thêm gông xiềng dùng để khống chế ông ta, những gông xiềng này có không ít cái mang theo dấu vết của Long Diệt. Không sai, sau khi Long Thiếu dẫn ông ta tới Ngạo Nhật Sơn Tông, vẫn luôn do tôi tới huấn luyện ông ta. Long Diệt cũng không phủ nhận, nói thẳng. Được lắm. Nếu là như vậy, di ngôn thì không cần nữa, anh cũng ở nơi này đi, xuống dưới mà nói chuyện với Long Tuyệt. Chảm! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, linh khí như gợn sóng mãnh liệt rót vào trong Hồng Liên, trường kiếm khí ba trượng tăng vọt, trên mặt hồ Yên Bình lập tức bốn bể dậy sóng, một kiếm khuynh thiên chém về phía Long Diệt. Long Diệt hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, vẫn không nhúc nhích, chỉ cười khẽ quát. Long Nô, còn không nhanh bảo vệ tôi. Giọng nói của anh ta mới vang lên, dưới chân Long Nô vừa động, Long Nô như mũi tên nhọn bắn ra, vọt tới trước người Long Diệt. Long Nô cũng như Long Diệt đứng ở đó, không nhúc nhích. Mạc Phàm nhíu mày, kiếm khí trên Hồng Liên chỉ cách Long Nô ba ngón tay thì dừng lại, kiếm quang nhoáng lên một cái, vẫn lưu lại một đạo vết thương trên trán Long Nô, máu tươi chảy ra. Tiểu tử, không phải cậu muốn giết tôi sao, sao cậu không chém đi, nếu không tôi giúp cậu. Long Diệt thấy Mạc Phàm dừng tay, cười âm hiểm nói. Anh ta lấy một thanh huyết hồn đao ra,
không do dự đâm vào trong cơ thể Long Nô từ phía sau. Long Nô giống như không cảm nhận được, lông mày đều không nhăn lại một cái, ánh mắt đờ đẫn mơ hồ bất định nhìn mặt hồ dưới chân. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén tỏa từ trong mắt hắn ra. Chơi rất vui sao? Còn nữa, cậu đã không thích, vậy chúng ta chơi trò khác. Long Diệt cười trêu tức. Anh ta nắm lấy Long Nô, xách cơ thể Long Nô như xách một con gà trong tay, tay còn lại lóe lên một thanh huyết hồn đao. Đi, giết tiểu tử đó cho tôi. Anh ta đặt huyết hồn đao vào tay Long Nô, chỉ về phía Mạc Phàm nói. Bỗng nhiên đôi mắt Long Nô sáng lên, trong mắt lóe lên dữ dằn tới gần Mạc Phàm. Đi. Long Diệt cười âm hiểm ra lệnh. Không phải Mạc Phàm không muốn Long Nô bị thương sao, vậy thì nhìn xem Mạc Phàm không muốn Long Nô bị thương nhiều hơn, hay quý trọng mình hơn một chút. Chữ này vừa ra khỏi miệng, khí tức vô cùng hỗn loạn giống như tích lũy rất lâu cuối cùng cũng như núi lửa bộc phát, tỏa từ người Long Nô ra, mặt hồ yên bình lập tức như sôi trào. Rầm, một tiếng thật lớn, Long Nô giống như sư tử bị chọc giận xông về phía Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh, đến chỗ nào sóng nước phóng lên trời. Không đợi sóng nước thứ sáu hạ xuống, Long Nô đã tới trước người Mạc Phàm. Đao khí huyết sắc trên huyết hồn đao mà Long Diệt cho ông ta tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã từ hơn một thước biến thành loan đao bán nguyệt ba trượng. Đao khí như hoa chém mạnh về phía đầu Mạc Phàm, không lưu tình chút nào. Ở phía xa, Ngao Sương và Lưu Phỉ Phỉ nhìn Long Nô và Mạc Phàm ra tay, quả đấm nắm chặt lại, trong mắt bọn họ tràn đầy lo lắng. Long Bác vì Mạc gia mới biến thành dáng vẻ như hiện tại. Hiện giờ Long Diệt bảo Long Nô đối phó Mạc Phàm thật sự sẽ ra tay với Long Bác sao? Nếu là Long Bác lúc trước, ngay cả người Mạc Phàm ông ta cũng không tới gần được, Mạc Phàm có thể bắt được Long Bác dễ dàng. Nhưng hiện giờ khí tức trên người Long Bác mạnh hơn Long Diệt nhiều, Mạc Phàm muốn chế trụ Long Bác mà không bị thương thì rất khó, bên cạnh còn có hai cao thủ là Long Diệt và Long Ảnh, Mạc Phàm khó mà ứng phó được. Thậm chí Mạc Phàm vì Long Bác mà bị đánh chết cũng không phải không có khả năng. Long Bác vừa tới bên cạnh Mạc Phàm, Long Ảnh và Long Diệt hơi nhếch miệng, cơ thể cũng biến mất theo, xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. Tuy hai người tới sau, nhưng lại chém giết Mạc Phàm trước Long Bác một bước. Trên tay Long Diệt là quả đấm màu đen, theo một quyền của anh ta đánh về phía Mạc Phàm, khí tức tràn ngập lập tức xuất hiện. Đồng thời mấy chục huyết hồn đao mang theo tiếng xé gió đâm về phía Mạc Phàm. Long Ảnh thì cầm một thanh trường kiếm hình xà, rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng chỉ như hư ảnh, thông qua ảnh ngược trong nước là có thể nhìn thấy, mắt thường không nhìn thấy thanh kiếm mà Long Ảnh cầm trong tay. Một thanh kiếm nhìn như không vô hại, lại khiến Mạc Phàm nhíu mày. Thanh kiếm không nhìn thấy nãy tên là ảnh, là một mệnh kiếm. Mệnh kiếm là pháp bảo độc nhất của quỷ ảnh nhất tộc, nghe nói loại kiếm này đã bị cao thủ tiêu diệt quỷ ảnh nhất tộc hủy diệt toàn bộ, hắn ở tu chân giới 500 năm, cũng chỉ từng thấy thanh kiếm này. Loại kiếm này đả thương người không chỉ mất mạng, còn vô cùng quỷ dị khó lường. Không chỉ không thể đụng vào liền mất mạng, phần lớn pháp khí, pháp thuật đều không có biện pháp ngăn cản mệnh kiếm sắc bén. Trong tay Long Ảnh có một thanh kiếm như vậy, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu hắn vẫn giống như trước, chỉ mới ngưng tụ ra kim đan, chỉ sợ lần này hắn sẽ chết dưới tay ba người. Thực lực của ba người này không yếu, cho dù là Long Diệt yếu nhất cũng có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Tuy là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng Long Diệt có thể nghiền áp đám An Bớt, dù sao bọn họ đều là tu sĩ của Ngạo Nhật Sơn Tông, không phải tu sĩ trên địa cầu. Hơn nữa trong ba người không chỉ có Long Bác thần trí không rõ, còn có thứ phiền phức như mệnh kiếm ảnh. Hắn không quan tâm Long Bác trước người hắn, trên kiếm hồng liên trong tay tỏa ra huyết quang. Diệt hồn. Hắn cũng không quan tâm mệnh kiếm ảnh trên tay Long Ảnh, một kiếm hồng liên đâm về phía Long Ảnh. Răng rác, kiếm ra, lôi điện huyết sắc ngưng tụ thành một đóa liên hoa xuất hiện từ mũi kiếm của hắn, bay về phía Long Ảnh. Đồng thời, diệt vũ. Tay còn lại của hắn nắm chặt, một vùng tinh vân đủ màu sắc xuất hiện trên nắm tay hắn, không sợ chút nào đánh về phía Long Diệt. Chỗ phương hướng mà hồng liên chém ra, Long Ảnh nhìn một kiếm này của Mạc Phàm, sắc mặt hơi đổi. Đây là... Một kiếm này rất giống kiếm pháp của người diệt quỷ ảnh nhất tộc bọn họ. Nhưng kiếm pháp của cao thủ tuyệt thế kia đã không lưu truyền tới nay, theo người kia chết đi, bộ kiếm pháp này cũng biến mất theo, sao Mạc Phàm có thể sử dụng bộ kiếm pháp này? Tên điên! Anh ta mắng thầm một câu,
thân thể nhoáng lên một cái liền từ bỏ tấn công Mạc Phàm. Bộ kiếm pháp này được xưng là khắc tinh của vạn tộc bao gồm cả quỷ ảnh nhất tộc bọn họ. Quả thật mệnh kiếm ảnh của anh ta có thể đâm Mạc Phàm, nhưng nếu anh ta bị một kiếm của Mạc Phàm đâm trúng, có khả năng anh ta bị Mạc Phàm giết chết trước. Long ảnh chớp lóe, lôi điện huyết sắc tạo thành kiếm hoa chụp hụt, nổ tung ở phía xa. Trong vùng không gian đó tràn đầy khí tức chôn vùi. Mạc Phàm nghiêng đầu, Long Diệt không cố kỵ nhiều như vậy, quả đấm chạm vào quả đấm của Mạc Phàm. Bùm một tiếng kinh thiên động địa vang lên, giống như trên vạn tấn thuốc nổ nổ tung, cả hồ vong tình như vỡ thành hai, thủy tinh trên nhà cao tầng ở gần đó vỡ nát. Long Diệt nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, tuy ngưng tụ cửu chuyển kim đan nhưng cường đại cũng có hạn, lực lượng có thể so được với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thì dễ nói, không ngờ một quyền này còn mạnh hơn anh ta một chút. Anh ta cũng không ham chiến, dưới chân vừa động lùi về phía sau. Nhưng theo quả đấm của anh ta hạ xuống, huyết hồn đao rơi như mưa về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, dưới chân vừa động, hồ nước phun trào mà lên, ngưng tụ thành một mặt tường nước ở trước người hắn. Những huyết hồn đao này bay vào trong tường thủy thì biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã tới trước người Long Ảnh, đâm mạnh về phía Long Ảnh. Long Ảnh nhíu mày, thân thể lùi về sau. Chỉ trong chớp mắt hai người bị Mạc Phàm ép lui. Mà lúc này, một đao tràn đầy khí thế của Long Bác cũng tới trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Bác, một tay lập tức vỗ lên đao của Long Bác. Rầm, Mạc Phàm mới đụng vào huyết hồn đao, chỉ trong chớp mắt ống tay áo bị cắn nát, vết thương sâu đủ thấy xương lan từ tay đến vai hắn, huyết dịch chảy ra. Ở phía xa Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ hơi sừng sốt. Mạc Phàm không dùng kiếm Hồng Liên để ngăn cản, lại giơ tay ra đỡ, đây là muốn làm gì? Long Ảnh và Long Diệt thì cười đắc ý, huyết hồn đao không hạn chế được Mạc Phàm, nhưng trên huyết hồn đao có vạn niên tuyệt. Mạc Phàm là một tu sĩ kim đan, chúng vạn niên tuyệt, có bao nhiêu tuổi thọ tiêu hao dưới vạn niên tuyệt. Tiểu tử địa cầu này đúng là ngu ngốc. Long Diệt cười nói. Ở giữa hồ vong tình, ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh thấu xương nhìn chằm chằm hai mắt Long Bác. Hắn đường đường là y tiên bất tử, trên thanh huyết hồn đao này đã thêm thứ gì, sao hắn có thể không nhìn ra? Nhưng Long Bác vì Mạc gia mới bị bắt. Hắn muốn chế trụ Long Bác, sẽ tạo thành một chút thương tổn với ông ta, một đao này coi như là trả lại cho Long Bác. Chấn hồn đao. Ba chữ vang lên, đôi mắt hắn biến thành màu lam, giống như hai viên ngọc bảo thạch. Hai đạo lam quang chiếu từ mắt hắn ra, tụ thành một điểm mở nơi cách hắn không xa. Một thanh phi đao màu lam bay từ trong ra. Thanh phi đao màu lam này chỉ chớp lóe một cái, liền biến mất vào trong mi tâm Long Bác. Phù văn trên người Long Bác lập tức sáng tắt bất định, sáng rọi trong mắt cũng thay đổi không đồng nhất, khi thì tỉnh táo khi thì hung ác như mãnh thú. Mạc Phàm làm xong những chuyện này, không để ý tới Long Bác nữa, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Long Diệt và Long Ảnh. Long Diệt nhận thấy được thay đổi của Long Bác thì nhíu mày. Long Nô. Ông đang làm gì đấy, còn không nhanh giết tên tiểu tử kia. Tiếng nói vừa ngừng, Long Nô không có biện pháp phản ứng, khí tức trên người vẫn đang không ngừng thay đổi, lúc tỉnh táo còn nhiều hơn lúc hung ác. Long Diệt hơi sửng sốt, trong mắt đều là không thể tin được. Anh ta hạ 9981 cấm chế trên người Long Bác, những cấm chế này hoàn toàn đan xen, Long Bác đừng mơ phá giải được những cấm chế này, những người khác muốn hủy diệt những cấm chế này, cũng gần như là không thể. Cho dù Long Bác chết đi, cũng không thể thoát khỏi những cấm chế này. Thanh đao kia của Mạc Phàm khiến Long Bác thoát khỏi cấm chế, hơn nữa Long Bác giống như không có chuyện gì. Chuyện này, phải biết rằng Long Bác là lợi khí của bọn họ, nếu được Mạc Phàm thức tỉnh, trái lại Long Bác sẽ thành đối thủ của bọn họ. Bây giờ tôi có thể giết hai người rồi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nói, giết chúng tôi, cậu không cảm thấy mình có chút vấn đề sao? Long Diệt cười mỉa nói. Không có Long Bác cũng không sao, dù sao giá trị của Long Bác cũng hoàn thành rồi, Mạc Phàm đã trúng vạn niên tuyệt. Nếu Mạc Phàm lại dùng linh khí, tuổi thọ sẽ sói mòn nhanh hơn. Vạn niên tuyệt sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Chúng loại độc này cảm thấy thế nào? Long Ảnh hơi nhếch miệng, cười nói. Trái lại anh ta không có cảm giác gì với cấm chế trên người Long Bác, nhưng anh ta vô cùng tự tin với vạn niên tuyệt. Nếu Mạc Phàm có thể giải trừ vạn niên tuyệt, đã lập tức giải cho em gái rồi,
sẽ không phong ấn em gái cậu ta lại. Long Ảnh, Long Ngạo Thiên có từng nói cho hai người biết, tôi có chút quan hệ với Thần Nông Tông không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Thần Nông Tông, cậu là đệ tử của Thần Nông Tông sao? Long Ảnh nhướn mày. Trái lại anh ta không nghe Long Ngạo Thiên nói chuyện này, nhưng nếu Mạc Phàm là người của Thần Nông Tông, chỉ có Vạn Niên Tuyệt ở trên người Mạc Phàm thì phiền phức rồi. Người của Thần Nông Tông không chỉ có độc dược, nguyền rủa, khắc tinh bệnh hoạn, ngay chính bản thân bọn họ lại càng miễn dịch với mấy thứ này. Ở tu chân giới còn có câu, vĩnh viễn đừng hạ độc với đệ tử của Thần Nông Tông, bởi vì độc này không chỉ không thể tạo thành thương tổn với đệ tử của Thần Nông Tông, trái lại còn khiến kháng độc tính của đệ tử Thần Nông Tông càng mạnh. Nếu Mạc Phàm là đệ tử của Thần Nông Tông, Mạc Phàm dám đỡ một đao của Long Bác, vậy có thể lý giải dễ dàng rồi. Vậy mà Long Ngạo Thiên không nói cho hai người, chỉ là cũng bình thường. Mạc Phàm thoải mái nói. Hơn 10 ngày trước hắn mới ngưng tụ kim đan, với thực lực của Long Diệt và Long Ảnh đủ đối phó hắn rồi. Cho dù là hiện giờ hắn muốn giết hai người, cũng chỉ 50,50. Nếu anh ta không nói cho hai người, vậy tôi nói cho hai người biết, tôi là đệ tử của Vô Cực Đạo Nhân trưởng môn của Thần Nông Tông. Mạc Phàm nói tiếp. Quả đấm của hắn nắm chặt lại. Miệng vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép lại, khí thể đen tuyền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồ đệ của Vô Cực Đạo Nhân sao? Mắt Long Ảnh và Long Diệt mở to, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Ở tu chân giới, gần như không ai không biết Vô Cực Đạo Nhân, ông ấy không chỉ có y thuật cao minh, uy vọng cao, tu vi cũng thâm bất khả trắc, cho dù ít khi ra tay, nhưng có không ít thiếu tông chủ đã vô cùng e sợ Vô Cực Đạo Nhân, Mạc Phàm thực sự là đồ đệ của người này sao? Nếu như chuyện này là thật, thân phận của Mạc Phàm không chỉ không thấp, trái lại còn cao hơn Long Ngạo Thiên một chút. Bởi vì tuy thiên phú của Long Ngạo Thiên không tệ, nhưng không phải đệ tử thân truyền của tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông. Còn nữa, hai người một người thích dùng Vạn Niên Tuyệt như vậy, thích đùa giỡn số mệnh, một người khác thì thích dùng Huyết Hồn Đao, thích luyện chế nô lệ. Tuy tôi không am hiểu hai thứ này, nhưng hôm nay tôi chuẩn bị chơi với hai người một lát. Trong đôi mắt Mạc Phàm chớp lóe lạnh lùng, nói. Long Ảnh này sử dụng Thuận Thiên Thuật với Tiểu Vũ và Lưu Phỉ Phỉ, còn khiến Tiểu Vũ trúng Vạn Niên Tuyệt, nếu như hắn không dùng phương pháp như vậy trả lại gấp bội, thì hắn tính là đàn ông sao? Long Diệt luyện Long Bác thành dáng vẻ này, nếu hắn không khiến Long Diệt thiên sinh vạn thế hối hận vì làm chuyện này, hắn còn là y tiên bất tử sao? Nói xong hắn thu hồi Hồng Liên, trong lòng bàn tay xuất hiện chữ mệnh màu đỏ bằng triện cổ. Quang kiếm toàn thân đều là phù triện màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm chặt Vạn Niên Tuyệt màu đen tuyền trong tay, Vạn Niên Tuyệt biến thành một viên tiểu cầu màu đen. Hắn để tiểu cầu màu đen lên chuôi kiếm bạch ngọc phù lục, trên thân kiếm lập tức có một số phù lục bay ra, bao hắc cầu vào bên trong. Một lát sau, trên thân kiếm bạch ngọc phù lục xuất hiện một vùng quang hoa màu đen. Nhìn thấy kiếm bạch ngọc phù lục trong tay Mạc Phàm, vẻ mặt Long Ảnh như bị sét đánh. Đây là mệnh kiếm phù. Quỷ ảnh nhất tộc có tổng cộng 9 mạch, cũng có tổng cộng 9 thanh mệnh kiếm ảnh của anh ta là một thanh, phù triện mà Mạc Phàm tạo ra cũng là một thanh. Thanh kiếm này là thanh kỳ lạ nhất trong 9 mệnh kiếm, chỉ cần nắm giữ được phương pháp ngưng tụ, thì có thể cầm thanh kiếm này. Hơn nữa tới trước được trước, nói cách khác một khi có người ngưng tụ, người phía sau cho dù nắm giữ phù triện ngưng tụ, cũng không thể ngưng tụ thành công. Trừ chuyện đó ra, thanh mệnh kiếm này cũng là thanh kiếm phù hợp với những vật khác nhất, ví dụ như vừa rồi Mạc Phàm trúng Vạn Thiên Tuyệt, chỉ cần bị mệnh kiếm phù đâm trúng, sẽ như trúng mệnh số và độc cùng lúc. Theo anh ta biết, ngoại trừ mệnh kiếm ảnh trong tay anh ta, 8 mệnh kiếm khác đã không còn tồn tại, sao có thể xuất hiện trong tay Mạc Phàm? Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không trả lời. Thanh mệnh kiếm này là thanh mệnh kiếm duy nhất hắn thấy ở kiếp trước, bởi vì hắn không phải là người của quỷ ảnh nhất tộc. Sau khi hắn đạt được vẫn chưa từng sử dụng. Nếu gặp người của quỷ ảnh nhất tộc, vậy thì dùng thanh kiếm này chơi với anh ta một lát. Trong tay kia của hắn, huyết hồn đao lấy trên người Ngao Xương xuất hiện, đao mang huyết sắc lóe lên trên lưỡi đao kia. Hai người cùng lên cả đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, tôi vốn chuẩn bị ở đây tiêu hao cậu một năm, hiện giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn mệnh kiếm phù trong tay cậu, ngoài ra không phải hai chúng tôi đối phó cậu. Mà là 100 người đối phó cậu. Long Ảnh nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tham lam. Mệnh kiếm của quỷ ảnh nhất tộc, mỗi cái đều có năng lực đoạt thiên mệnh,
Tuy mệnh kiếm phù không do nhất mạch anh ta nắm giữ, nhưng anh ta lấy còn tốt hơn để người ngoài sử dụng. Nói xong anh ta không nói thêm gì với Mạc Phàm nữa, cơ thể nhoáng lên một cái, một đám bóng dáng giống anh ta như đúc không ngừng đi từ sau anh ta ra. Những bóng dáng này có tổng cộng 99 cái, trong tay từng người đều cầm mệnh kiếm ảnh, mỗi khí tức đều tương đồng với bản tôn của anh ta, nhưng mang theo biểu cảm khác nhau nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có khinh bỉ, hy vọng, lãnh khốc, khinh thường. Những bóng dáng này vừa xuất hiện, ngọc tỷ trên bầu trời nhấp nháy vài lần, càng ngày càng sáng hơn, cố gắng trấn phong Hồ Vong Tình. Dưới lực trấn phong, rõ ràng cả Hồ Vong Tình chỉ là một vũng hồ nước, lập tức như hợp kim rắn chắc, đạn pháo cũng khó mà lay động được. Tiểu tử, nếu cậu đồng ý tự mình giao mệnh kiếm phù cho tôi có thể chỉ giết mình cậu, tha cho người nhà cậu. 99 Long Ảnh cùng nói, giọng nói chồng lên nhau khiến da đầu người ta run lên. Phân thân hóa ảnh thuật sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nói. Không sai, tiểu tử, cậu có thể suy nghĩ đề nghị vừa rồi của tôi một phen, tôi cho cậu 10 giây. 99 Long Ảnh cười lạnh lùng, cùng nói. Đợi anh sống sót dưới tay tôi rồi nói sau. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn vừa động, mệnh kiếm phù ở trên tay xuất hiện phù văn, chỉ trong chớp mắt bạch ngọc phù kiếm dài 3 mét tăng không chỉ gấp 10 lần. Cự kiếm không do dự quét qua những long ảnh phân thân hóa ảnh. Nhưng không đợi một kiếm này của Mạc Phàm chém lên long ảnh, mặt hồ chỗ hắn trở nên tối sầm lại. Trên bầu trời ở đỉnh đầu Mạc Phàm, một ngọn núi màu đen đè về phía Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt ngọn núi đã hạ xuống. Dầm một tiếng thật to, trận pháp ở trên mặt hồ sáng trưng, mặt hồ lập tức bốn bể sóng dậy. Mặt nước cứng như hợp kim còn đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Đủ để thấy lực lượng của ngọn núi này mạnh tới cỡ nào, Mạc Phàm đã bị ngọn núi này đè ở phía dưới. Ở phía xa, Ngao Sương và Lưu Phỉ Phỉ sửng sốt, trong mắt đều là không thể tin được. Ngọn núi kia xuất hiện nằm ngoài dự đoán của mọi người, lúc bọn họ nhìn thấy ngọn núi kia, Mạc Phàm đã bị ngọn núi đè lên rồi. Chuyện này, cách đó không xa khóe miệng Long Diệt đầy tươi cười, một tay đang duỗi về phía Mạc Phàm. Ấn ký hình ngọn núi ở trong lòng bàn tay anh ta đang lóe sáng hào quang màu đen. Ảnh đại nhân, giết tiểu tử này mệnh kiếm kia thuộc về anh, nhưng tôi muốn đạt được một số công pháp có tác dụng với tôi ở trên người cậu ta, hẳn là không thành vấn đề đúng không? Long Diệt cười nói, giống như Mạc Phàm đã là cá trong chậu. Phân thân hóa ảnh là thiên phú thần thông của quỷ ảnh nhất tộc, anh ta từng thấy Long Ảnh sử dụng rồi, nhưng không sử dụng tất cả bóng người giống ngày hôm nay. Long Ảnh liều mạng như vậy, Mạc Phàm gần như không có khả năng sống sót. Nếu là như vậy, phải phân chia chiến lợi phẩm trước mới tốt. Không thành vấn đề. Long Ảnh không có chút do dự, gật đầu nói. Mạc Phàm thân là đệ tử thân truyền của trưởng môn thần Nông Tông, địa vị tôn quý tới mức bọn họ không thể so sánh được. Nếu người như vậy bị giết, anh ta không cho Long Diệt chút ưu đãi, đợi ngày sau Long Diệt nói một câu, có thể đẩy anh ta vào chỗ chết ngay. Cho dù Long Diệt không ra tay, anh ta cũng sẽ phân cho Long Diệt chút ưu đãi. Lúc hai người phân chia, ngọn núi lắc lư dữ dội. Ngay sau đó ngọn núi như tòa nhà cao 30 tầng được nâng lên, dưới ngọn núi, một tay Mạc Phàm cầm mệnh kiếm phù, một tay nâng ngọn núi lên, cho dù quần áo trên người có mấy chỗ bị rách, nhưng vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt. Sơn pháp không tệ, nhưng nếu cường thịnh hơn chút nữa, có thể thương tổn được tôi mà không phải chỉ quần áo, trả lại cho anh này. Ngạo Nhật Sơn Tông nổi tiếng về sơn pháp và hỏa pháp nhất, sơn pháp vạn nhận sơn phong có thể ngưng tụ co rút lại dễ dàng, không chỉ có được lực lượng vô cùng, còn có được các loại thuộc tính. Ngọn núi của Long Diệt là một tòa từ sơn, có thể hút phần lớn pháp bảo và linh khí của tu sĩ. Hỏa pháp thì ngưng tụ hỏa diễm thành như mặt trời. Hỏa pháp đại thành giả, thật sự có được uy lực tương tự với mặt trời vừa xuất hiện, tứ phương đều thành cho tàn. Sơn phong trấn áp. Hỏa pháp diệt thế, quả thật uy lực rất đáng sợ. Nói xong tay nâng ngọn núi của hắn nắm chặt, năm ngón tay như thép nắm lấy ngọn núi, cánh tay hơi cong lại, nắm ngọn núi ném về phía Long Diệt. Ngọn núi to như vậy, to hơn Mạc Phàm vô số lần, vậy mà được Mạc Phàm ném ra ngoài dễ dàng, một cơn bão cuồng phong lập tức nổi lên cuồn cuộn. Tiểu tử, sơn pháp không được, vậy cậu cảm nhận hỏa pháp của tôi thử xem, bảo. Long Diệt cười nói. Mạc Phàm nhíu mày nhìn dưới chân. Không biết từ lúc nào, một vầng thái dương xuất hiện ở trong hồ nước dưới chân hắn.
Đường kính mặt trời này to hơn 10 mét, giống như một vòng tròn vĩ đại. Nhưng theo Mạc Phàm nhìn nó, vòng tròn biến thành một viên cầu vĩ đại màu đỏ, bao Mạc Phàm ở bên trong. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có trên vạn tấn thuốc nổ nổ tung. Viên cầu vĩ đại kia không tản ra, bóng dáng Mạc Phàm bị bao phủ ở bên trong, năng lượng khủng bố giống như gợn sóng, tản ra từng đợt, lan ra xung quanh. Lần này không chỉ mặt hồ bốn bề sóng dậy, ngay cả không gian quanh hồ Vong Tình đều chồng lên nhau. Không, bên ngoài hồ Vong Tình, Lưu Phỉ Phỉ thấy Mạc Phàm biến mất, đôi mắt cô mở to, muốn chạy về phía hồ Vong Tình. Ngao Sương cũng sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục như thường, giữ chặt lấy Lưu Phỉ Phỉ. Ngọc Tỷ Truyền Quốc còn đó, cậu ta không sao đâu. Người khống chế Ngọc Tỷ Truyền Quốc là Mạc Phàm, tuy Mạc Phàm biến mất trong Thái Dương, nhưng nếu Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn duy trì trận pháp, vậy nói lên Mạc Phàm còn sống. Thật sao? Lúc này Lưu Phỉ Phỉ mới hơi bình tĩnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm mặt trời kia, nhưng lo lắng ở trong mắt không giảm chút nào. Một tiểu Thái Dương tự bạo, Mạc Phàm sẽ không sao thật chứ? Đúng lúc này, bỗng nhiên mặt trời nhỏ đi. Chỉ trong phút chốc từ đường kính hơn 10 mét, biến thành 2 mét, bóng dáng Mạc Phàm chậm rãi lộ ra. Lúc này trong hai mắt Mạc Phàm tràn đầy lửa giận, quần áo trên người đầy vết rách, lộ ra cơ thể chồng chất vết thương. Nhưng dưới tạo hóa bất diệt ấn, những vết thương và quần áo rách nhanh chóng khép lại, nhanh hơn khi hắn sử dụng lực lượng của tạo hóa bất diệt ấn. Ngoài ra một tay hắn mở ra, lực chân hỏa trong mặt trời rực rỡ chen chúc biến mất vào lòng bàn tay hắn. Chỉ trong phút chốc, mặt trời to như vậy đã bị Mạc Phàm hấp thu toàn bộ. Tôi nhận Thái Dương này của anh. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, nói. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Hỏa pháp của Ngạo Nhật Sơn Tông không giống bình thường, cố hấp thu mặt trời này sẽ khiến cơ thể hắn không chịu nổi. Nhưng hắn chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn, sử dụng tạo hóa bất diệt ấn mạnh hơn trước rất nhiều, đã có người đưa chân hỏa tới, vậy thì hắn sẽ nhận. Cách đó không xa, Long Diệt nhíu chặt mày lại, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Thái Dương kia là hỏa pháp của anh ta ngưng tụ thành, tuy bị Mạc Phàm hấp thu cũng không ảnh hưởng gì tới tu vi của anh ta, nhưng anh ta muốn ngưng tụ ra một Thái Dương nữa phải mất mấy năm thậm chí là 10 năm, cứ thế bị Mạc Phàm hấp thu mất rồi. Nếu Thái Dương này tạo thành thương tổn vô cùng nghiêm trọng với Mạc Phàm thì không sao, quan trọng là Mạc Phàm giống như không có chuyện gì. Ngay cả Long Ảnh cũng sửng sốt, tuy anh ta không tu luyện công pháp của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng biết Thái Dương này đáng sợ tới mức nào. Tu sĩ bình thường đừng nói là hấp thu Thái Dương này, dính cũng đừng nghĩ dính một chút, Mạc Phàm lại hấp thu Thái Dương này rồi. Tiểu tử, trả Thái Dương lại cho tôi. Long Diệt nổi giận thét lên một câu. Sơn ấn ở trong tay tỏa ra hào quang. Trên ngọn núi chấp lóe lôi quang, lại xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm, lực từ tuyệt đại lập tức hàng lâm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tay mới nắm lại mở ra, một mặt trời cỡ quả đấm xuất hiện trong tay hắn. Cho anh này. Mạc Phàm không quan tâm ngọn núi Long Diệt điều khiển tới, ném một cái, tiểu Thái Dương kia đón gió mà bay về phía Long Diệt. Còn chưa tới trước Long Ảnh, không ít nước trong hồ đã bị bốc hơi. Nước trong hồ Vong Tình hạ xuống hơn một thước. Đó là một tên điên. Long Diệt nhíu chặt mày mắng. Mạc Phàm hoàn toàn là liều mạng, nếu anh ta dùng ngọn núi đè bẹp Mạc Phàm một phen, anh ta vẫn phải chịu một kích của Mạc Phàm. Anh ta không có sức khôi phục cường đại như Mạc Phàm, bị Thái Dương này của Mạc Phàm đánh trúng, anh ta không chết cũng trọng thương. Sơn ấn trong tay anh ta sáng lên, ngọn núi đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm biến mất, chắn ở trước người anh ta. Trên ngọn núi đen tuyền lóe lên điện quang đen tuyền, lực hút lập tức sản sinh ra, lực chân hỏa trên Thái Dương bị hút vào trong sơn thể. Nhưng vẫn có không ít chân hỏa nổ tung. Bùm, tiếng nổ mạnh khai thiên tích địa vang lên, Thái Dương bùng nổ ra, hỏa diễm bao phủ khắp ngọn núi ở bên trong. Cả hồ Vong Tình run rẩy kịch liệt, giống như muốn vỡ ra. May mà Mạc Phàm bố trí trận pháp ở bên trong, nếu không chỉ riêng nổ mạnh hiện giờ. Có không biết bao nhiêu người ở Giang Nam đang trong chấn động. Cho dù là vậy cũng có không ít người cảm nhận được chấn động, nhao nhao nhìn về phía hồ Vong Tình. Trong hồ Vong Tình, bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở phía sau Long Diệt. Trên huyết hồn đao chớp lóe huyết quang, đâm về phía người Long Diệt. Sắc mặt Long Diệt thay đổi, anh ta đang cố gắng khống chế sơn ấn ngăn cản Thái Dương của Mạc Phàm,
đâu còn dư sức để đối phó với Mạc Phàm nữa. Thấy huyết hồn đao trong tay Mạc Phàm sắp đâm trúng Long Diệt, một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện trước người anh ta. Long Diệt không do dự bước vào trong vòng xoáy màu đen này. Anh ta vừa biến mất, ngọn núi chắn trước Thái Dương cũng biến mất theo, Thái Dương lập tức đuổi về phía Mạc Phàm. Lực Thái Dương còn chưa tới, kình phong mãnh liệt đã khiến tóc và quần áo Mạc Phàm bay phấp phới. Mạc Phàm nhướn mày, huyết hồn đao giống như ma thuật thay đổi biến mất trong lòng bàn tay hắn, Thái Dương dừng lại theo tay hắn, nhanh chóng biến thành to bằng nắm tay, trôi nổi trong tay hắn. Quả đấm của hắn nắm chặt, tiểu Thái Dương biến mất, đôi mắt rét lạnh nhìn Long Ảnh cách đó không xa. Bên cạnh Long Ảnh xuất hiện vòng xoáy màu đen, Long Diệt đi từ trong ra, trên mặt anh ta không còn cao ngạo như trước, trái lại có vài phần kiêng kỵ. Tuy sơn pháp và hỏa pháp của anh ta không dùng toàn lực, nhưng hiệu quả ở trên người Mạc Phàm cũng quá kém rồi. Long Ảnh ẩn nấp trong bóng tối thì hơi nhếch miệng lên. Long Diệt, anh đừng dùng hỏa pháp nữa, hỏa pháp và chân hỏa bản mệnh của cậu ta đều ở trên anh dùng hỏa pháp với cậu ta cũng không có tác dụng gì đâu. Vừa rồi anh ta không ra tay, không phải không làm gì, mà anh ta đang quan sát Mạc Phàm. Trên người Mạc Phàm không chỉ có một loại chân hỏa, hơn nữa cấp bậc hai loại chân hỏa này đều trên Long Diệt. Ngoài ra trình độ hỏa diễm của Mạc Phàm không xứng với tuổi, tuyệt đối không chỉ mấy chục năm đơn giản như vậy, ít nhất phải mấy trăm năm. Có lẽ thời gian không bằng Long Diệt, nhưng thủ pháp thì Long Diệt không thể so sánh được. Ngoại trừ điểm này ra, cơ thể Mạc Phàm cũng vô cùng kỳ lạ, chỉ sợ thần thể đã tới đệ nhị trọng. Long Diệt nghịch lửa với Mạc Phàm, đã bị Mạc Phàm hấp thu toàn bộ, khiến uy lực hỏa pháp của Mạc Phàm càng thêm cường hãn. Sau đó thì sao? Long Diệt có chút không cam lòng nói. Nếu luận về hỏa pháp, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ tuyệt đối là số một, điểm này Thần Nông Tông cũng thừa nhận, anh ta lại chịu thiệt dưới tay Mạc Phàm. Dùng nguyên tử thần quang trong sơn pháp của anh, cố gắng hạn chế tiểu tử này, nếu tôi đoán không nhầm, tiểu tử này ngoại trừ am hiểu hỏa pháp, còn am hiểu lôi pháp, nguyên tử thần công sẽ hạn chế cậu ta mạnh hơn chút, những chuyện khác thì giao cho tôi. Long Ảnh nói tiếp. Long Diệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên vui mừng. Sơn pháp tu của anh ta đúng là nguyên tử thần sơn, ngọn núi này có thể hấp thu lực ngũ hành bát hợp. Trong lực ngũ hành bát hợp, nguyên tử thần quang khắc chế lực kim hành, nếu Mạc Phàm là khí tu, pháp khí toàn thân sẽ bị nguyên tử thần quang của anh ta lấy đi. Ngoài lực kim hành ra, là lực lôi hợp, cho dù là pháp khí thuộc tính lôi hay là linh khí gặp nguyên tử thần quang, đều giống như sắt gặp được nam châm, đều được anh ta hút đi. Không thành vấn đề, nhưng anh cũng phải cẩn thận một chút, đám người của Thần Nông Tông đều rất kỳ lạ. Long Diệt tốt bụng nhắc nhở một câu. Nếu không phải Long Ảnh kéo anh ta trở về, có khả năng anh ta đã bị thương. Kỳ lạ thì có ích lợi gì, mạng của cậu ta chỉ có một, tôi xem mạng của cậu ta cứng tới cỡ nào. Long Ảnh cười âm hiểm nói. Dưới mệnh kiếm. Mỗi lần bị đâm một nhát mệnh sẽ nhạt đi một chút, xem Mạc Phàm có thể chống đỡ được bao lâu. Long Diệt thấy Long Ảnh tự tin như vậy thì không nói gì thêm, trong đôi mắt chớp lóe ánh sáng đen tuyền. Bùm một tiếng sấm vang lên, tiểu sơn lại xuất hiện, bên trên chớp lóe lôi quang đen tuyền, mạnh hơn trước đâu chỉ chục lần. Cả bầu trời không đều là điện xà cuồng vũ. Lôi quang này vừa xuất hiện, lông mày Mạc Phàm lập tức nhíu lại. Long Ảnh này nói không sai. Quả thật hắn tu luyện lôi pháp, nguyên tử thần quang của Long Diệt cũng có thể khắc chế hắn. Nguyên tử thần quang này vừa xuất hiện, linh khí ở trong cơ thể hắn không còn linh hoạt như trước, trái lại có dấu hiệu hỗn loạn. Tuy hỗn loạn này không mạnh, ảnh hưởng không lớn đối với hắn, nhưng rất ghê gớm. Phải biết rằng hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, lực khống chế linh khí cường đại tới cỡ nào, nguyên tử thần quang này có thể lay động được một chút, đã rất khó lường rồi. Nguyên tử thần quang của Long Diệt mới xuất hiện, 99 Long Ảnh cùng nhoáng lên một cái, lao về phía Mạc Phàm. Ngay sau đó 33 Long Ảnh cùng xuất hiện ở mỗi phương hướng của Mạc Phàm. Mệnh kiếm ảnh hiện đao ảnh trên mặt nước, chớp lóe sắc bén quỷ dị liền tới trước người Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh. Không chỉ 33 kiếm này, cảm giác suy bại, cô quạnh bao phủ toàn bộ hồ vong tình. Cho dù là Ngao Xương và Lưu Phỉ Phỉ đứng ở phía xa. Nhìn thấy những kiếm này cũng thấy tinh thần chán nản muốn phí hoài bản thân, càng không nói tới Mạc Phàm ở dưới 33 kiếm này. Không hay rồi, Mạc Phàm gặp nguy hiểm. Ngao Xương nghĩ thầm.
Long ảnh này gần như không cố sức ra tay, vừa ra tay liền khiến người ta sợ hãi. Cô thấy được một kiếm này, nhưng tuyệt đối không phản ứng kịp. Phải biết rằng cô đã là nguyên anh kỳ, khiến cô không có phản ứng, Mạc Phàm cũng chưa chắc đã làm được, nhưng long ảnh này có thể, đủ để thấy thực lực của long ảnh trên Mạc Phàm cỡ nào. Tốc độ nhanh thì không nói, còn có 33 người. Giữa 33 kiếm Mạc Phàm không nhúc nhích, đôi mắt chỉ nhìn long ảnh ở phía xa. Long ảnh, mệnh kiếm của anh đối phó bất luận người nào đều được, nhưng dùng để đối phó tôi, anh sai rồi. Bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm long ảnh nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Vậy sao, vậy tôi thật sự phải thử một chút, sai lầm ở chỗ nào? Mệnh kiếm có người không đối phó được, anh ta thân là người của quỷ ảnh nhất tộc vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới chuyện này. Phập, 33 kiếm đều đâm vào cơ thể Mạc Phàm. Hửm, Long Diệt nhíu mày, nguyên tử thần quang của anh ta có khắc chế Mạc Phàm, nhưng hiệu quả có hạn, không đến mức ép Mạc Phàm không thể động đậy. Mạc Phàm lại để mặc mệnh kiếm của Long Ảnh đâm lên người cậu ta, ngay cả trốn đều không trốn. Đây chính là mệnh kiếm, người bạc mệnh đâm một kiếm sẽ chết. Mệnh của tu sĩ bình thường dài hơn mệnh của người bình thường một chút, nhưng Mạc Phàm trúng khoảng 33 kiếm, vậy chỉ có thể chết. Long Ảnh thật sự không ngờ anh ta ra tay thuận lợi như vậy. Tiểu tử, cậu làm vậy là chứng minh tôi sai à, chết đi. Long Ảnh cười âm hiểm nói. Hai chữ chết đi vừa nói ra khỏi miệng, mệnh kiếm ảnh trong tay anh ta trở nên lộ rõ. Đồng thời những mệnh kiếm ảnh trên tay phân thân của anh ta từ sáng nhanh chóng tắt đi, lực lượng huyền hoặc khó hiểu chảy tới cơ thể Mạc Phàm. Đã quên nói với anh, có người trong huyền môn từng xem mệnh cho tôi, nói cho tôi biết là tôi có mệnh nghịch thiên, sau đó mắt anh ta bị mù, hẳn là anh không nhìn ra tôi có số mệnh nghịch thiên. Mệnh nghịch thiên. Long Ảnh nghe thấy mấy chữ này. Tươi cười trên mặt anh ta lập tức cứng ngắc, trong mắt tràn đầy bối rối. Không. Ý niệm của anh ta vừa động, 33 phân thân vội vàng muốn rút mệnh kiếm ảnh ra. Nhưng không đợi mệnh kiếm ảnh rút ra, sắc mặt 33 phân thân thay đổi, giống như bị lực lượng vô hình nắm lấy cổ, một tay không cầm kiếm vội vàng nắm lấy cổ mình, muốn kéo lực lượng kia ra. Nhưng bọn họ còn chưa thành công, 33 phân thân kia giống như thủy tinh bị vỡ toàn bộ. Không chỉ 33 phân thân này, trên mặt 66 long ảnh còn lại xuất hiện biểu cảm kỳ lạ. Nhất là bản thể long ảnh, đắc ý trong mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khủng hoảng. Quỷ ảnh nhất tộc am hiểu huyền thuật, cho nên anh ta biết mệnh nghịch thiên. Loại số mệnh này, không thể nhìn không thể phá không thể tính, một khi có ý đồ làm những chuyện này, sẽ giống như nhòm ngó thiên cơ, phải chịu phản vệ của số mệnh. Loại số mệnh này cũng có thể nói là khắc tinh của huyền môn, người nào nhìn người đó xui xẻo. Đôi mắt mù là nhẹ, nói lên đạo hạnh của người này không sâu, nếu đạo hạnh sâu hơn một chút, rất có khả năng dẫn tới cả nhà bị giết. Chẳng trách Mạc Phàm không sợ mệnh kiếm ảnh của anh ta, trốn cũng không trốn, bởi vì không né tránh là biện pháp tốt nhất loại bỏ phân thân của anh ta. Lúc mệnh kiếm rút sạch tuổi thọ của người này, cũng sẽ lấy lượng lớn mệnh số của người này. Như vậy sẽ mạo phạm mệnh số của họ. 33 kiếm của anh ta đâm lên người Mạc Phàm, tuyệt đối không chỉ bị mù mắt đơn giản như vậy. Anh ta gần như không do dự, chẳng thèm quan tâm những phân thân khác, mệnh kiếm ảnh trong tay không do dự đâm về phía người mình. Anh ta đã bị phản phệ mệnh số, nếu mình chết, cũng sẽ bị phản phệ chết. Anh ta chết còn có thể khống chế một chút, phản phệ không đơn giản như vậy. Phập, mệnh kiếm ảnh đâm vào cơ thể anh ta như cắt đậu hũ, mệnh kiếm ảnh sáng lên, gương mặt âm trầm của long ảnh dưới sương mù lại trắng bệch hơn nhiều, giống như bệnh nặng mới khỏi, lúc này lực lượng nắm lấy cổ anh ta mới biến mất. Những phân thân khác không may mắn như vậy, toàn bộ đều vỡ nát, hóa thành khí đen biến mất trong không khí. Những phân thân này biến mất, sắc mặt long ảnh lại khó coi hơn vài phần, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy lửa giận. Anh ta vốn tưởng rằng đối phó Mạc Phàm như vậy là đủ rồi, không ngờ không thương tổn được Mạc Phàm, trái lại tự thương tổn bát bách. Cách đó không xa Long Diệt nhíu mày. Thực lực của Long Ảnh mạnh hơn anh ta không ít, vậy mà cũng chịu thiệt thòi. Lần này bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tiểu tử, trên người cậu đúng là có nhiều thứ kỳ lạ. Long Ảnh nghiến răng nói. Một tiểu tử trên địa cầu. Không chỉ là đệ tử thân truyền của tông chủ thần Nông Tông, trên người còn nắm giữ mệnh kiếm phù của quỷ ảnh nhất tộc bọn họ. Không chỉ như vậy,
còn có mệnh nghịch thiên. Loại mệnh số nghịch thiên này không có mấy người được ghi trong quỷ ảnh nhất tộc bọn họ, trong mấy vạn triệu người cũng không nhất định tìm được một người, nhưng Mạc Phàm lại nằm trong số đó. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tạo hóa bất diệt ấn lại sáng lên, vết thương do mệnh kiếm ảnh để lại trên người hắn nhanh chóng khép lại. Hai người cũng có năng lực, nhưng hai người lựa chọn sai đối tượng rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, Long Ảnh và Long Diệt so với người cùng cấp, tuyệt đối là người nổi bật. Nhất là Long Ảnh, thân là quỷ ảnh nhất tộc, tay cầm mệnh kiếm, dưới một kích lôi đình giết cao thủ hóa thần cũng không phải không có khả năng. Dù sao cũng là mệnh kiếm tấn công, cho dù 99 kiếm không thể mài mòn mệnh số của cao thủ hóa thần, cũng không khác nhiều lắm. Nhưng mà Long Ảnh gặp hắn, hắn là người không đoán trước được số mệnh. Tiểu tử, cậu, cho dù mệnh kiếm không thể đối phó được cậu, cậu vẫn phải chết. Long Ảnh cất mệnh kiếm ảnh đi, tức giận nói. Hắn không có mệnh kiếm, thực lực trên Mạc Phàm rất nhiều, dựa vào thực lực giết Mạc Phàm không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không chật vật như hiện tại. Khi nói chuyện một tay anh ta nắm lấy quần áo, dùng lực kéo ra. Xoẹt một tiếng, trong chớp mắt quần áo của Ngạo Nhật Sơn Tông trên người anh ta rách nát, lộ ra trang phục luyện võ màu đen có hình đầu quỷ. Đồng thời hắc phụ trên mặt anh ta cũng tán đi theo, gương mặt một người đàn ông xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Khuôn mặt này không khác người bình thường lắm, chỉ khác là trên trán có con mắt thứ ba. Con mắt này chỉ hơi mở ra, nhưng bên trong tỏa ra huyết quang khiến người ta có cảm giác không rét mà run, khai. Long Ảnh quát lớn, con mắt mở ra, huyết quang lập tức nở rộ, chỉ trong chớp mắt một vùng huyết sắc bao phủ cả hồ Vong Tình. Không chỉ bầu trời là huyết sắc, mặt trời huyết sắc, ngay cả hồ nước cũng là huyết sắc. Chỉ trong chớp mắt, hồ Vong Tình như rơi vào địa ngục Tu La. Ngoại trừ huyết quang này, từng vòng gợn sóng dập dờn từ người Long Ảnh mà ra, mỗi một đạo gợn sóng tản ra, khí tức trên người Long Ảnh sẽ mạnh gấp đôi. Lực lượng khiến tim người khác đập nhanh xuất hiện, khiến Ngao Xương không tự chủ được muốn dẫn Lưu Phỉ Phỉ và Tiểu Vũ rời đi. Long Ảnh này vốn rất mạnh, vừa rồi là ở trạng thái che giấu khí tức. Nếu để anh ta phóng thích toàn bộ lực lượng, thật sự khủng bố tới cỡ nào? Trong hồ Vong Tình, Long Diệt vốn đang do dự có nên hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng cảm nhận được khí tức của Long Ảnh, trước mắt anh ta lập tức sáng lên. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp Long Ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy gương mặt thật của Long Ảnh. Anh ta vẫn luôn không có quá nhiều hảo cảm với Long Ảnh chỉ ỷ vào thân phận cận vệ của cha Long Ngạo Thiên, mạnh hơn anh ta không được bao nhiêu. Bây giờ xem ra anh ta sai rồi, còn sai rất nhiều. Cho dù Long Ảnh không có mệnh kiếm, sao chỉ mạnh hơn anh ta một chút. May mà anh ta không quá phận, nếu không có khả năng anh ta đã bị Long Ảnh giết chết. Nhưng bây giờ người chết là Mạc Phàm rồi. Chỉ trong phút chốc khí tức trong cơ thể Long Ảnh đã tới đỉnh phong, hỏa diễm màu đen thiêu đốt hừng hực trên người anh ta. Tiểu tử, đã lâu rồi không ai có thể khiến tôi lộ mặt, trăm năm qua cậu là người đầu tiên, cũng là người khiến tôi phẫn nộ nhất. Long Ảnh tức giận nói. Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, hắn bình tĩnh nhìn Long Ảnh. Long Ảnh, anh cũng là tu sĩ mạnh nhất tôi gặp cho tới bây giờ, nhưng anh vẫn phải chết ở đây. Đúng là thực lực của Long Ảnh trên hắn không ít, thậm chí còn trên Long Ngạo Thiên nhiều, dựa vào thực lực, mình Long Ảnh đối phó hắn là đủ. Nhưng nơi này là Hoa Hạ, hắn là y tiên bất tử. Cửu kiếp, hai chữ truyền từ miệng hắn ra, quang mang màu đỏ lập tức sáng lên trên người hắn. Nguyên tử thần quang ở trên bầu trời vốn đang xoay tròn, hút linh khí thuộc tính lôi ở trong cơ thể hắn. Quang mang màu đỏ này vừa sáng lên, nguyên tử thần quang giống như không tìm thấy mục tiêu, dừng lại. Cửu trọng. Hai chữ này vừa vang lên, hào quang màu cam sáng lên, khí tức của Mạc Phàm cũng lập tức biến mất, rõ ràng Mạc Phàm ở nơi đó, trên người vẫn còn đang tỏa sáng, nhưng không có cách nào dùng thần thức cảm nhận được. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Cửu thiên. Hào quang màu vàng sáng lên, giống như Long Ảnh, từng đạo khe hở tản từ người Mạc Phàm ra, lực lượng tăng lên gấp bội. Cửu nan. Cửu vũ. Hào quang chín màu sáng lên trên người Mạc Phàm, trên mặt Long Diệt mới tràn đầy tươi cười lập tức cứng ngắc. Ngay cả Long Ảnh cũng như vậy, anh ta vốn rất tự tin với thực lực của mình, nhưng lúc hào quang chín màu trên người Mạc Phàm đại phóng, anh ta không còn tự tin như trước nữa. Đây là cửu cực bí pháp của cửu cực môn. Long Diệt kêu lên.
Cửu cực môn là cửu cực chi địa ở tu chân giới, là một trong 10 nơi nguy hiểm ở tu chân giới. Vì thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn như vậy, tông môn này đã nghiên cứu ra cửu cực bí pháp, tăng 9 loại tiềm lực ở trên người tới tận cùng chỉ trong chớp mắt, do đó chạy trốn trong cửu cực chi địa. Mới đầu bí pháp này không được chú ý lắm, nhưng sau đó có một đại tu hóa thần muốn đi vào cửu cực chi địa, muốn tìm cơ duyên, đại tu hóa thần này nghe nói cửu cực môn biết rất rõ về nơi này, liền chặn ở sơn môn của cửu cực môn, yêu cầu môn chủ đạt nguyên anh kỳ của cửu cực môn dẫn đường cho ông ta. Môn chủ của cửu cực môn không đồng ý, tu sĩ hóa thần này không chỉ đả thương môn chủ, còn giết mấy đệ tử của cửu cực môn. Về sau một thanh niên, nguyên anh kỳ đi từ trong cửu cực môn ra, mở cửu cực chi địa, không biết tiềm lực của người thanh niên này rất cao, hay là cửu cực bí pháp này quá mạnh, trực tiếp lấy tu vi nguyên anh nghiền áp tu sĩ hóa thần. Tu sĩ hóa thần này gần như không có bất luận năng lực phản kháng gì, chỉ có chịu đòn, mãi đến khi tu sĩ hóa thần này cam nguyện làm nô lệ mới dừng lại. Nguyên anh và hóa thần nhìn chỉ kém một đại cảnh giới, thực ra là kém rất nhiều, gần như không có tu sĩ nguyên anh kỳ nào có thể vượt được tu sĩ hóa thần, cho dù là nguyên anh đỉnh phong chống lại hóa thần sơ kỳ cũng không có, tiểu tử này lại làm sụp phân cách giữa đại cảnh giới. Chính vì chuyện này, cửu cực môn lập tức đông như chảy hội, không ít đệ tử trẻ tuổi vì cửu cực bí pháp mà nhao nhao gia nhập cửu cực môn. Nhưng cửu cực môn truyền cửu cực bí pháp có hạn chế rất lớn. Người bình thường mở được hai cực đã không tệ rồi, kỳ tài ngút trời cũng chỉ mở được 4 cực, cho dù là đệ tử chân truyền của cửu cực môn, cũng chỉ có thể mở 7 cực. Ngoại trừ người thanh niên kia của cửu cực môn, gần như không ai có thể mở được 9 cực. Mạc Phàm có được cửu cực bí pháp cũng không có gì kỳ lạ, thần nông tông có không ít bí pháp, nhưng lập tức mở được 9 cực, chuyện này hơi đáng sợ rồi. Phải biết rằng bí thuật này mở 9 cực, tu sĩ Nguyên Anh có thể nghiền áp tu sĩ hóa thần. Chỉ sợ Mạc Phàm có tu vi kim đan đối phó Long Ảnh tới Nguyên Anh kỳ càng không có vấn đề gì. Sao cậu có thể mở được 9 cực? Cơ thể Long Diệt run lên nói. Trong hào quang cửu sắc, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt. Cửu cực bí pháp được xưng là có thể mở ra 9 cực, thực ra phần lớn đều không làm được. Sở dĩ đệ tử của cửu cực môn kia có thể mở 9 cực, chính là vì thể chất của người đó đặc biệt, là cửu cực chi thể, nên có thể mở được 9 cực trên cơ thể. Nhưng loại vấn đề này không là gì đối với y tiên bất tử hắn. Trong y điển của thần Nông Tông, có một bộ sách thuốc tên là Cửu Cực, trong đó giảng giải cửu cực chi môn trên nhân thể, cùng với biện pháp mở cửu cực chi môn. Hắn chỉ thêm chút sửa chữa với cửu cực bí pháp, là có thể mở 9 cực. Đương nhiên sau khi sửa có không ít di chứng. Nhưng hắn không để ý mấy chuyện đó, Tiểu Vũ đang đợi hắn tìm dược về, Tiểu Tuyết cũng đợi hắn mang về. Lúc này hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Long Diệt. Cùng lúc đó, Ngọc Tỷ truyền quốc ở trên bầu trời sáng lên, bóng dáng Mạc Phàm biến mất tại chỗ. Sắc mặt Long Diệt thay đổi, không có bất luận do dự gì muốn chạy trốn. Vừa rồi anh ta đã bị Mạc Phàm ngược, lúc này càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng anh ta còn chưa kịp chạy trốn, xung quanh lập tức như ngưng kết, anh ta muốn cử động một ngón tay đều không thể cử động được. Sau đó một tay Mạc Phàm cầm thanh huyết hồn đao, tay còn lại cầm mệnh kiếm phủ xuất hiện trước người anh ta. Ảnh đại nhân, cứu tôi! Long Diệt kêu lên. Cách đó không xa, mắt Long Ảnh đảo liên tục, trong con mắt trên trán bắn ra một đạo huyết quang, giống như laser bắn đi. Hồng quang vừa bắn ra, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, hồng quang biến mất ở trong hư không, nhưng lực lượng khiến tim người ta đập nhanh bay về phía Mạc Phàm thông qua hư không. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Ảnh, phù văn trên mệnh kiếm phù chuyển động, danh kiếm phù quét qua không trung, phù văn tràn đầy chớp lóe tạo thành quang môn chắn trước người hắn. Bùm một tiếng thật to, hào quang trên quang môn đại phóng. Đạo hồng quang của Long Ảnh đến trước quang môn, trực tiếp bị cản lại. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh dễ dàng. Đôi mắt rét lạnh của Mạc Phàm nhìn Long Diệt nói. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Long Diệt cao giọng quát. Tôi nói rồi, để anh nếm thử tư vị bị luyện thành nô lệ và huyết hồn đao, nhất định phải thử mới được. Mạc Phàm cầm huyết hồn đao trong tay, trên tay hiện lên một vùng phù văn. Những phù văn này giống như sống, bơi về phía huyết hồn đao, rất nhanh đã che kín huyết hồn đao. Phập, huyết hồn đao biến mất vào trong cơ thể Long Diệt. Vẻ mặt Long Diệt ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ma vương. Đây là ma thiên lục. Ma thiên lục là cấm chế cường đại nhất ở tu chân giới, một khi chúng ma thiên lục,
thì đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi cấm chế này. Bởi vì Ma Thiên Lục quá tàn nhẫn trong rất nhiều cấm chế, bị rất nhiều tông phái liệt vào cấm thuật cấp cao, người bình thường đều không tiếp xúc tới, cũng không được tu luyện, vậy mà Mạc Phàm còn tu luyện cả Ma Thiên Lục. Giải trừ cấm chế trên người Long Bác. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, ra lệnh. Hắn cũng có thể giải trừ cấm chế còn thừa lại trên người Long Bác, nhưng những cấm chế này do Long Diệt hạ, do anh ta giải trừ thì hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Long Diệt nhíu chặt mày, rõ ràng không muốn giải trừ cấm chế cho Long Bác, nhưng hai tay không thể khống chế kết thành một ấn ký. Khai! Dưới tiếng quát nhẹ, bên cạnh Hồ Vong Tình, trên người Long Bác đã ngất đi, phù văn phức tạp sáng lên vài cái liền biến mất hoàn toàn không còn. Thần thức của Mạc Phàm quét qua người Long Bác một phen, xác định toàn bộ cấm chế trên người Long Bác được giải trừ, lúc này hắn mới mở miệng lần nữa. Ê ả đi thôi, Long Diệt, giết Long Ảnh cho tôi. Vẻ mặt Long Diệt ngẩn ra, trong mắt đều là vô cùng hoảng sợ. Cần tôi lặp lại lần nữa sao? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh hỏi. Những lời này vừa vang lên, Sơn Ấn và Thái Dương Ấn trong hai tay Long Diệt đều sáng lên, ngọn núi biến thành một chiếc khiên vĩ đại. Hỏa diễm biến thành một vùng lửa đao, cơ thể không thể khống chế nhoáng lên một cái, liền xông về phía Long Ảnh. Mạc Phàm, cậu có bản lĩnh thì giết tôi đi. Long Diệt vừa chém một đao lực phách hoa sơn về phía Long Ảnh, vừa quát. Cho đến bây giờ đều là anh ta huấn luyện dạy dỗ nô lệ như vậy đối phó người khác, chưa từng bị người ta sử dụng thành nô lệ, sao anh ta có thể chịu đựng được. Giết anh rất đơn giản, nhưng anh cảm thấy tôi sẽ cho anh chết dễ như vậy sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lúc Long Diệt dùng Long Bác đối phó hắn, hẳn là không ngờ sẽ xảy ra tình cảnh như hiện giờ. Nếu yêu cầu Long Bác tới giết hắn, dù thế nào hắn cũng phải cho Long Diệt nếm thử tư vị này. Long Diệt nghiến chặt răng, hỏa đao đã chém tới trước người Long Ảnh. Ảnh đại nhân, nhanh khống chế tôi. Chắc chắn anh ta cầu xin Mạc Phàm sẽ vô dụng, chỉ có thể trông cậy Long Ảnh không giết anh ta. Long Ảnh nhíu chặt mày. Thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Phế vật! Anh ta vươn một tay ra, tay không nắm được hỏa đao của Long Diệt, tay anh ta hơi dùng lực, hỏa đao bị anh ta bóp nát. Thân thể anh ta nhoáng lên một cái liền đến trước người Long Diệt, một quyền đánh vào ngực Long Diệt. Một quyền này không đánh lên người Long Diệt, trái lại đánh lên trên nguyên tử sơn của Long Diệt, không biết Long Diệt đã di chuyển tới chỗ ban đầu của anh ta từ lúc nào. Anh ta mới đụng vào nguyên tử sơn. Sơn thể cứng rắn lập tức như nước bùn, cơ thể anh ta hãm sâu vào bên trong. Trên sơn thể, nguyên tử thần quang đại phóng, cùng hút anh ta vào trong sơn thể luôn. Đồng thời một thái dương xuất hiện trong tay Long Diệt, nhanh chóng biến to. Một tay Long Diệt nâng thái dương, đánh về phía anh ta. Long Diệt, anh điên rồi à? Long Ảnh nhíu chặt mày, tức giận nói. Lúc Long Diệt đối phó Mạc Phàm đều không có bản lĩnh như vậy. Đối phó anh ta thì như nước chảy mây trôi, đi lên liền giam anh ta ở trong sơn pháp. Ảnh đại nhân, tôi. Long Diệt giống như ăn phải hoàng liên câm điếc, có khổ khó nói. Nhưng Thái Dương trong tay vẫn đánh lên trên nguyên tử sơn. Bùm, Thái Dương bất chợt nổ tung, ánh lửa màu đỏ bao phủ Long Diệt và Long Ảnh ở bên trong. Nhưng không đợi ánh lửa tán đi. Long Diệt như diều đứt dây thổi bay đi. Quần áo trên người anh ta bị chấn vỡ, cơ thể lộ ở bên ngoài đầy vết thương, chỗ ngực bị một quyền xuyên thủng, có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng nhúc nhích ở bên trong. Khụ khụ, Long Ảnh, sao anh lại ra tay với tôi? Long Diệt phun ra vài ngụm máu, quát. Còn dám ra tay với tôi giết anh. Long Ảnh lạnh lùng nói. Tất nhiên anh ta có biết chuyện Long Diệt bị Mạc Phàm khống chế, nhưng làm chậm trễ chuyện của anh ta, người nhà cũng phải chết. Sắc mặt Long Diệt đỏ bừng, gần như không do dự nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm, truyền tống trận là tôi phong ấn, cậu giải trừ Ma Thiên Lục trên người tôi mở truyền tống trận giúp cậu, để cậu tới tu chân giới. Anh ta bị Mạc Phàm khống chế, chắc chắn còn ra tay với Long Ảnh. Với hiểu biết của anh ta về Long Ảnh, sẽ thật sự giết anh ta. Lúc này anh ta chỉ có thể cầu xin Mạc Phàm rồi. Long Diệt, anh dám làm hỏng chuyện của Long Thiếu. Anh muốn chết à? Long Ảnh nghe thấy lời Long Diệt nói thì hơi híp mắt, nói. Giọng nói như truyền từ trong khe hở ra, rét lạnh thấu xương. Ở gần đó, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không có ý đối phó Long Ảnh với Long Diệt, cũng không để ý tới anh ta.
Long Diệt thấy Mạc Phàm không trả lời, trên mặt hiện lên tuyệt vọng, sau đó trong mắt anh ta lóe lên tàn nhẫn. Anh ta đã xem như phản bội Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm lại hạ Ma Thiên Lục lên người anh ta đã không còn đường để đi nữa rồi. Nhưng nếu muốn chết, cũng phải cho hai người này trả giá thật lớn. Hai người đều đáng chết, bạo cho tôi. Những lời này vừa vang lên, một đứa bé chui từ trong cơ thể anh ta ra, quang mang chói mắt nở rộ từ trên nguyên anh, năng lượng khủng bố sắp nổ tung. Không đợi Mạc Phàm ra tay, Long Ảnh hừ lạnh một tiếng. Tự bạo, anh cho rằng có tác dụng à? Trong con mắt trên trán anh ta, một đạo hồng quang bắn ra, chỉ trong chớp mắt là tới. Nguyên anh của Long Diệt còn chưa nổ tung, bị xuyên thủng trong hồng quang này. Cơ thể Long Diệt run lên, ánh sáng trong đôi mắt không cam lòng nhanh chóng nhạt đi, cơ thể rơi xuống mặt nước hồ vong tình. Một kích của Long Ảnh giết Long Diệt, lông mày cũng không nhăn lại, ba con mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm. Đệ tử của Thần Nông Tông không hổ là đệ tử của Thần Nông Tông. Long Ảnh lạnh lùng nói. Bọn họ vốn định ba người cùng đối phó Mạc Phàm, chiếm thế thượng phong. Hiện giờ một người được Mạc Phàm giải trừ cấm chế trên người, một người bị giết chết, chỉ còn lại mình anh ta, ưu thế đã bị Mạc Phàm mài mòn. Ngay cả anh ta cũng chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm mở cửu cực chi môn. Hiện giờ Mạc Phàm vẫn chỉ là kim đan kỳ, nếu để Mạc Phàm tấn thăng tới nguyên anh kỳ, chỉ sợ anh ta và Long Diệt đã sớm bị Mạc Phàm giết. Anh nói xong chưa? Mệnh kiếm phù trong tay Mạc Phàm sáng lên, đi về phía Long Ảnh. Thực lực của đệ tử Thần Nông Tông thế nào cả tu chân giới đều biết, không cần Long Ảnh khen ngợi. Long Ảnh hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Xem ra địa cầu này ngoại trừ truyền tống trận ở Sơn Ngoại Sơn và Hải Ngoại Hải ra, cậu còn biết truyền tống trận khác có thể khiến cậu tiến vào tu chân giới. Mạc Phàm nhất định phải nhanh chóng tiến vào tu chân giới, nếu không không chỉ mất đi em gái, còn mất đi người yêu của mình. Nhưng Mạc Phàm thờ ơ với thỉnh cầu của Long Diệt, phần lớn là có biện pháp khác tiến vào tu chân giới. Phải thì thế nào? Mạc Phàm không giấu giếm, gật đầu. Vậy tôi cáo từ. Đợi trạng thái cửu cực trên người cậu được giải trừ, tôi còn xuất hiện, hoặc đợi cậu tiến vào truyền tống trận, tôi sẽ xuất hiện, đương nhiên cũng có khả năng đợi cậu tiến vào tu chân giới, tôi sẽ xuất hiện ở địa cầu. Long Ảnh cười âm hiểm nói. Dưới trạng thái cửu cực của Mạc Phàm, đánh bại tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không phải không có khả năng, cho dù đánh bại anh ta cũng không có chút vấn đề, dù sao thực lực khác biệt còn đó. Nhưng Mạc Phàm cầm mệnh kiếm phù trong tay, lại có mệnh nghịch thiên. Càng tinh thông các loại thuật pháp. Những nhân tố này cộng vào, anh ta lại giao đấu với Mạc Phàm chỉ bị đánh. Thay vì như vậy, không bằng tạm thời tránh đi. Mạc Phàm không có khả năng mở cửu cực chi môn bất cứ lúc nào, cho dù có thể làm được, cũng không thể rời khỏi địa cầu. Bất luận là anh ta rời khỏi địa cầu, hay là đợi Mạc Phàm rời khỏi địa cầu, đều là tai họa ngập đầu đối với Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ em gái và người yêu mình. Hay từ bỏ tất cả người Mạc gia. Cho dù là loại lựa chọn nào, đều là lựa chọn rất khó đối với Mạc Phàm. Thay vì ở đây liều mạng với Mạc Phàm, anh ta càng thích Mạc Phàm lựa chọn một trong hai lựa chọn khó khăn. Anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng anh ta muốn đi, Mạc Phàm cũng không ngăn được. Nói xong con mắt trên trán anh ta nở rộ huyết quang, một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện trước mặt anh ta, một chân anh ta bước vào trong. Tiểu tử, nếu cậu biết tôi là người của quỷ ảnh nhất tộc, hẳn là biết quỷ ảnh nhất tộc có thể ung dung ra vào quỷ vực đúng không? Long Ảnh cười nói, Mạc Phàm không thể đuổi theo anh ta giết được, một chân khác cũng tiến vào trong vòng xoáy, cả người cả vòng xoáy cùng biến mất. Bên hồ, Ngao Sương và Lưu Phỉ Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm vì Long Diệt bị giết, nhìn thấy Long Diệt biến mất, trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch. Trong hai người cho dù Lưu Phỉ Phỉ không có tu vi, cũng có thể nhìn ra Long Ảnh mạnh hơn một chút. Hiện giờ Long Ảnh chạy mất, chuyện này có vẻ phiền phức rồi. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt không có chút bối rối. Hắn liếc mắt nhìn Long Bác một cái, ý niệm vừa động, trên đại trận bao phủ hồ vong tình mở ra một cánh cửa, Long Bác đang hôn mê bay lên, cộng cả nhẫn chữ vật trên tay Long Diệt cũng bay ra khỏi hồ vong tình, rơi xuống bên cạnh Ngao Sương, hồ vong tình được phong bế lại. Mọi người tới phong thiên chi địa trước, đợi tôi giết Long Ảnh, sẽ đi tìm mọi người. Mạc Phàm nói với Ngao Sương. Người kia thì sao? Ngao Sương lo lắng nói. Anh ta sao,
hai người không cần phải xen vào, anh ta trốn không thoát đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Muốn chạy thoát khỏi tay Y Tiên Bất Tử hắn, có thể, nhưng Long Ảnh không được. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, kế sau Ngọc Tỷ Truyền Quốc, tỷ ấn một phương xuất hiện trong tay hắn. Tỷ ấn này không phải thứ gì khác, đúng là quỷ tỷ lúc trước hắn đạt được. Nếu Long Ảnh chạy trốn tới nơi khác, có lẽ hắn sẽ gặp chút phiền phức, nhưng là quỷ vực thì không thành vấn đề đối với hắn, còn là chui đầu vô lưới. Khai! Hắn khẽ quát, trên quỷ tỷ đại phóng hào quang, ấn về phía không khí trước người hắn. Quỷ tỷ đập vỡ không khí, đại môn thanh đồng cổ xưa chớp lóe xuất hiện, tự động mở ra. Một chân Mạc Phàm bước vào trong, sau đó biến mất trong không khí. Khi Mạc Phàm xuất hiện lần nữa, đã tới một nơi khác. Trên bầu trời màu xám, được một vùng sương mù dày đặc bao phủ. Thỉnh thoảng vòng tròn màu xám trắng lộ từ trong mây mù ra, rắc thêm ánh sáng lạnh, không nhìn ra là mặt trời hay mặt trăng. Xung quanh là một vùng rừng cây màu trắng liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ, trên cây có một số con như quạ đen, cú mèo. Dưới nền đất thỉnh thoảng có bóng người, quỷ hỏa màu lam xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy. Từng cơn gió lạnh phát ra âm thanh như quỷ khóc. Kèm theo thê lương và lạnh lẽo khiến người ta lã chã rơi lệ, không rét mà run. Lúc này Mạc Phàm đứng trên một gò đất nhìn ngó xung quanh, trên gương mặt lạnh nhạt không có một chút dị sắc. Hắn từng đến quỷ vực nhiều lần rồi, cho nên không có gì mới lạ đối với hắn. Hắn mới đứng ở đây không lâu, khí thể màu đen ở xung quanh giống như người được khí tức ác quỷ sinh ra xông về phía hắn. Nhưng vừa đến trên người Mạc Phàm, đã bị quang mang do quỷ tỷ chiếu ra chắn ở bên ngoài. Quỷ Mị Nhi, tới gặp tôi. Mạc Phàm không quan tâm những quỷ khí này, kêu về phía không trung. Sau khi Quỷ Mị Nhi sống lại, hắn liền để Quỷ Mị Nhi ở đây khôi phục thực lực. Giọng nói không lớn, nhưng thông qua quỷ tỷ truyền vào tai mỗi quỷ vật ở đây. Chỉ trong phút chốc, Quỷ Mị Nhi mặc trang phục thời đường xuất hiện trước người Mạc Phàm. Quỷ Mị Nhi bái kiến chủ nhân, sao cậu lại tới đây? Quỷ Mị Nhi hơi cúi đầu với Mạc Phàm. Tò mò nói. Tôi tới truy giết một người, cô và thuộc hạ của cô rời khỏi nơi này trước, lát nữa tôi sẽ phong bế quỷ vực này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Long Ảnh vào quỷ vực, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Những quỷ vật khác bị ảnh hưởng hay không hắn không thèm để ý, nhưng Quỷ Mị Nhi là người của hắn, không thể có chuyện. Chủ nhân muốn đuổi giết người, vậy Mị Nhi đi cùng chủ nhân, rồi giúp chủ nhân tìm người kia luôn. Quỷ Mị Nhi suy nghĩ một lát rồi nói. Tìm người thì không cần, tôi biết người kia ở đâu, bảo thuộc hạ của cô chạy tới phía đông đi. Mạc Phàm nói. Dạ. Quỷ Mị Nhi tạo quỷ ấn, đi về phía tây quỷ vực với Mạc Phàm. Phía tây quỷ vực, bên cạnh một tiểu hồ, Long Ảnh hơi nhếch miệng cười mỉa, giơ tay diệt một quỷ binh. Hào quang màu xám sáng lên, anh ta liền biến thành dáng vẻ của quỷ binh kia. Quỷ vực chi địa. Người bình thường không vào được thì không nói, cho dù có thể vào được cũng không chịu nổi quỷ khí ở đây. Hiện giờ cho dù Mạc Phàm có thể đi vào, chỉ sợ cũng không nhận ra anh ta. Chỉ cần Mạc Phàm không tìm được anh ta trong một khoảng thời gian ngắn, nhiệm vụ của anh ta cũng hoàn thành rồi. Anh ta cười lạnh lùng, muốn lẫn vào trong đám quỷ binh. Chỗ nghi tâm không ít quỷ binh sáng lên ký hiệu, mang theo cơn gió âm nhao nhao chạy về phía đông. Long Ảnh nhíu mày. Tươi cười lập tức cứng đờ. Anh ta ra vào quỷ vực quanh năm, quỷ vạt có vực tính rất cường đại, bình thường sẽ không rời khỏi nơi mình ở quá xa. Những quỷ vật này chạy về phía đông phần lớn, đó là nơi anh ta tiến vào quỷ vực. Anh ta do dự, muốn bay về phía đông theo những quỷ vật này thì sắc mặt thay đổi. Cách đó không xa, Mạc Phàm đang đi về phía anh ta, không chỉ có quỷ vương xinh đẹp như hoa là Quỷ Mị Nhi, xung quanh cơ thể còn có một tỷ ấn đang bay. Những quỷ vật này gặp Mạc Phàm thì nhao nhao tránh đi, giống như tránh vương của quỷ vật. Lúc anh ta nhìn thấy Mạc Phàm cũng thấy anh ta. Nếu tôi cũng giống anh, vừa tới địa cầu không lâu, quả thật sẽ để anh chạy thoát, hiện giờ anh còn muốn trốn đi đâu, sơn ngoại sơn có ma vực, anh có muốn thử tới đó không, tôi quen thiên ma vương ở nơi đó, tôi có thể bảo ông ta mở truyền tống môn cho anh. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Long Ảnh nhíu chặt mày. Không có bất luận do dự gì, con mắt huyết sắc ở trên trán mở ra, một đạo huyết quang bắn về phía không khí. Cùng là một đạo quang, trên hồ vong tình, một vòng xoáy mở ra,
ở quỷ vực thì không nhúc nhích tí nào. Nếu đã tới đây rồi, anh còn muốn đi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt Long Ảnh thay đổi, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía tỷ ấn trôi nổi quanh Mạc Phàm. Quỷ tỷ, vậy mà cậu có được quỷ tỷ của vùng quỷ vực này. Tỷ ấn mà Mạc Phàm đặt bên ngoài là Sơn Hà ấn cả Hoa Hạ, chuyện này không có gì kỳ lạ, thế lực của Mạc Phàm cả Hoa Hạ không có người địch lại, cầm tỷ ấn này rất bình thường. Nhưng ngay cả quỷ tỷ khống chế quỷ vực cũng ở trong tay Mạc Phàm. Không chỉ như vậy, xem ra ngay cả ma vực ở Hoa Hạ cũng được Mạc Phàm khống chế. Chỉ trong phút chốc, Long Ảnh thoải mái hơn. Mạc Phàm thân là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thần Nông Tông, ở một nơi nhỏ bé lâu như vậy, nếu không nắm trong tay những thứ này, thì không phải là người của Thần Nông Tông. Nghĩ như vậy bóng dáng anh ta nhoáng lên một cái, từ quỷ binh vừa rồi khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Anh không định chạy nữa à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng cậu đến được đây thì có thể giết tôi, đừng quên cậu là người. Tôi là quỷ ảnh nhất tộc. Long Ảnh lạnh lùng nói. Anh ta xem như xông vào trong nhà giam của Mạc Phàm, nhưng chưa hẳn chỉ còn đường chết. Mạc Phàm cần quỷ tỷ mới có thể sinh tồn ở đây, mà anh ta không cần bận tâm chuyện này. Cứ như vậy, ưu thế của Mạc Phàm sẽ ít đi nhiều. Vậy sao? Một tay Mạc Phàm nắm lấy quỷ tỷ, đưa cho quỷ Mỹ Nhi. Cô cầm lấy thứ này đi. Long Ảnh thấy Mạc Phàm đưa quỷ tỷ cho quỷ Mỹ Nhi thì nhíu mày, sau đó cười lạnh lùng. Không có quỷ tỷ bảo vệ, Mạc Phàm chỉ như người bình thường, không sống được lâu đâu, quả nhiên. Quỷ tỷ mới vào tay quỷ Mỹ Nhi, quỷ khí liền lao về phía Mạc Phàm một cách dũng mãnh. Mạc Phàm giống như không cảm nhận được, mệnh kiếm phù chỉ về phía Long Ảnh. Không còn quỷ tỷ, bây giờ anh có thể đến đây. Long Ảnh hơi nhếch miệng. Anh ta không nói nhiều lời với Mạc Phàm nữa, bóng dáng anh ta nhoáng lên một cái liền xuất hiện sau Mạc Phàm. Anh ta không giết Mạc Phàm, trái lại giơ tay đánh quỷ Mị Nhi ở bên cạnh Mạc Phàm. Long Ảnh, xem ra anh vẫn không có ý định ra tay với tôi. Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Khi Long Ảnh này ở Hồ Vong Tình, thì muốn trốn vào quỷ vực để kéo dài thời gian. Đến quỷ vực này, còn có ý định phá hủy quỷ tỷ. Long Ảnh cười nham hiểm. Căn bản không bị Mạc Phàm ảnh hưởng, tay như tia chớp vươn về phía quỷ tỷ trong tay quỷ Mỹ Nhi. Quỷ tỷ mà quỷ Mỹ Nhi cầm trong tay, là chìa khóa anh ta có thể rời khỏi nơi này. Trừ chuyện đó ra, thứ này cũng là thứ mà anh ta nắm chắc. Đợi anh ta lấy được thứ này, giao đấu với Mạc Phàm hay rời đi đều theo anh ta. Lấy quỷ tỷ cho tôi. Long Ảnh lạnh giọng quát. Giọng nói này vừa vang lên, quỷ Mỹ Nhi như bị sét đánh. Cơ thể run lên đứng ngây ra tại chỗ. Tay Long Ảnh tới trước mặt quỷ Mỹ Nhi, muốn lấy quỷ tỷ đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường, hắn chẳng quan tâm quỷ tỷ, một tay kéo quỷ Mỹ Nhi lùi về sau. Trái lại quỷ Mỹ Nhi tránh thoát khỏi một chảo của Long Ảnh, nhưng quỷ tỷ lại rơi vào tay anh ta. Chủ nhân, tôi. Quỷ Mỹ Nhi thấy quỷ tỷ rơi vào tay Long Ảnh, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi, vội vàng quỳ xuống. Mạc Phàm đuổi giết người này tới quỷ vực, nói lên người này rất nguy hiểm. Nhưng Mạc Phàm giao quỷ tỷ cho cô nắm giữ, cô lại làm mất quỷ tỷ. Không sao, chỉ là một pháp bảo được tôi khóa lại mà thôi, cho dù anh ta lấy đi cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nếu hắn sợ quỷ tỷ bị Long Ảnh cướp đi, đã không giao quỷ tỷ cho quỷ Mỹ Nhi rồi. Cái gì? Long Ảnh mới cao hứng chưa tới 10 giây, lông mày lập tức nhíu lại. Tất nhiên anh ta có biết khóa pháp bảo có thể theo tâm ý của chủ nhân, để mặc cho người ta sử dụng, cũng có thể khóa lại. Một khi khóa lại, không ai có thể sử dụng được pháp bảo này trong thời gian ngắn. Anh ta vận khởi linh khí rót vào trong quỷ tỷ, sắc mặt lập tức khó coi. Quỷ tỷ vừa rồi còn giúp Mạc Phàm ngăn cản quỷ khí giống như một cục gạch, căn bản không có một chút phản ứng, thật sự bị Mạc Phàm khóa lại rồi. Anh ta cất quỷ tỷ. Khi nhìn về phía Mạc Phàm trong đôi mắt tràn đầy tàn ác. Mạc Phàm, cậu đã muốn chống chọi với tôi, vậy tôi xem tôi sẽ chết ở dưới kiếm của cậu trước, hay là cậu bị quỷ khí ăn mòn trước. Nói xong hai tay anh ta vươn ra, gió phần phật nổi lên cuồn cuộn từ người anh ta, quỷ khí nồng đậm tụ tập vào trong tay anh ta. Chỉ trong phút chốc, hai thanh đại kiếm màu đen do quỷ khí ngưng tụ thành xuất hiện trong tay anh ta. Chảm! Cơ thể anh ta nhoáng lên một cái. Thân như quỷ mị tới bên cạnh Mạc Phàm.
Hai thanh đại kiếm như hai hắc long, cuốn lấy quỷ khí chém về phía Mạc Phàm. Hơi thở của người sống vốn dễ hấp dẫn quỷ khí, long ảnh vừa ra tay, lượng lớn quỷ khí dậy sóng rót vào trong cơ thể Mạc Phàm. Mạc Phàm không chút hoang mang, hai mắt nhìn chằm chằm long ảnh ở trong không trung cầm kiếm chỉ về phía hắn. Long ảnh, anh cảm thấy tôi sẽ e sợ quỷ khí à? Anh phát hiện trên người tôi có hai loại chân hỏa, chỉ sợ anh không nhìn ra một loại chân hỏa khác là hỏa diễm gì, hay là không biết chân hỏa loại này có lai lịch gì đúng không? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Long ảnh nhíu mày, hai kiếm trong tay vẫn tràn đầy khí thế chém về phía Mạc Phàm. Trong đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm tỏa ra hào quang, mắt hắn nheo lại. Bùm, hỏa diễm đỏ như máu đột nhiên giấy lên trên khắp người hắn. Ở tầng ngoài cùng hỏa diễm, một số hỏa diễm bay vào không trung, biến thành từng đóa hồng liên thiêu đốt quỷ khí trong không khí. Hỏa diễm mới giấy lên, trong quỷ vực cho dù là quỷ mị nhi hay những quỷ vật khác đều phủ phục trên đất, giống như rất e sợ loại hỏa diễm này. Long ảnh cũng không ngoại lệ, trong đôi mắt anh ta tràn đầy vẻ khó tin, sợ hãi phát ra từ tận linh hồn đầy trên mặt anh ta. Đây là hồng liên nghiệp hỏa. Quỷ vực và quỷ giới chỉ có thứ liên quan tới quỷ tộc mới tồn tại bình thường, ví dụ như tam muội chân hỏa được xưng không vật không đốt được, đến quỷ vực sẽ nhanh chóng tắt đi. Nhưng có hỏa diễm là ngoại lệ, đó chính là hồng liên nghiệp hỏa. Loại hỏa diễm này không thuộc về chân hỏa trong quỷ hỏa bất diệt, bạch linh cốt hỏa, nhưng loại hỏa diễm này không chỉ sẽ không tắt trong quỷ vực, trái lại càng cháy càng mạnh trong quỷ khí, khắc tinh của quỷ vật. Quỷ vật gặp phải hỏa diễm này, cho dù là hồn cao tăng đắc đạo 10 thế chuyển sang kiếp khác, cũng bị cháy sạch không còn thừa chút nào, vô cùng khủng bố. Quỷ ảnh nhất tộc của anh ta coi như là một nhánh của quỷ tộc, không có nhiều thứ kiêng kỵ lắm, nhưng hồng liên nghiệp hỏa này tuyệt đối là một cái. Cậu là huyết mạch hồng liên. Long ảnh kêu lên. Hồng liên nghiệp hỏa là một trong những hỏa diễm không thể luyện hóa, chỉ có người có huyết mạch hồng liên thức tỉnh mới nắm trong tay. Mạc Phàm không trả lời, hỏa diễm trên người ngưng tụ thành hai đại thủ hỏa diễm, không do dự nắm lấy hắc kiếm long ảnh chém ra. Bùm, không gian chấn động, đại thủ hỏa diễm nắm chặt lấy hắc kiếm do long ảnh ngưng tụ ra. Bản thân hắc kiếm do quỷ khí ngưng tụ ra, hồng liên nghiệp hỏa thiêu sạch hắc kiếm. Trong chớp mắt sắc mặt long ảnh vô cùng khó coi, vội vàng ném hắc kiếm đi. Bị mệnh kiếm phủ đâm chúng anh ta còn chống đỡ được một lát, nhưng dính hồng liên nghiệp hỏa, anh ta chỉ có đường chết. Hai đại thủ hỏa diễm của Mạc Phàm nắm lấy đại kiếm cháy sáng hồng liên nghiệp hỏa, mang theo tiếng xé gió vù vù chém về phía long ảnh. Sắc mặt long ảnh xanh mét, độc thuật của anh ta không có tác dụng với Mạc Phàm, mệnh kiếm ảnh không thể sử dụng với Mạc Phàm. Ngay cả chạy trốn tới quỷ vực vẫn gặp phải hồng liên nghiệp hỏa của Mạc Phàm. Dưới hồng liên nghiệp hỏa, anh ta chỉ có thể được đằng này chật đằng kia không ngừng né tránh. Mạc Phàm mới chỉ là tu sĩ kim đan, anh ta chưa từng bực tức như vậy. Mạc Phàm, cậu giết tôi, Long Ngạo Thiên còn phái người tới nữa, cậu tha cho tôi một mạng, tôi không những mê hoặc Long Ngạo Thiên, tôi còn có thể giết người Long Ngạo Thiên phái tới giúp cậu. Long ảnh tránh thoát đại kiếm do hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ lại một cách khó khăn, khẩn cầu. Mạc Phàm không chỉ có khắc tinh của anh ta, còn là khắc tinh áp chế anh ta toàn diện, lại phản kháng đúng là ngu ngốc. Tha cho anh một mạng sao? Mạc Phàm nhướn mày hỏi. Đúng vậy. Long ảnh nghiến răng nói. Hạ Thuận Thiên thuật với em gái tôi và Lưu Phỉ Phỉ là anh đúng không? Tôi là Phụng Mệnh. Phụng Mệnh. Mạc Phàm lắc đầu cười. Hẳn là Long Ngạo Thiên không hạ mệnh lệnh như vậy, chuyện này là do Long Ảnh bố trí ra. Vạn niên tuyệt trên người em gái tôi là anh hạ đúng không? Chuyện này, nhân duyên giữa Liễu Như Phi và em gái tôi cũng do anh tính ra đúng không? Chuyện này, sắc mặt Long Ảnh hoàn toàn khó coi. Nếu anh có thể sống sót dưới một kiếm này, có lẽ tôi sẽ suy xét việc tha cho anh một mạng. Mạc Phàm nắm chặt đại kiếm hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ lại. Ném về phía mệnh kiếm phù. Giống như vạn niên tuyệt lúc trước, hỏa diễm nhanh chóng được mệnh kiếm phù hấp thu, trên thân kiếm xuất hiện màu đỏ yêu dị. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tốc độ tăng vọt, long ảnh mới tránh thoát công kích của hỏa kiếm hồng liên, còn chưa phản ứng kịp, thanh kiếm này đã tới trước người long ảnh. Phập, mệnh kiếm phù đâm vào trong cơ thể long ảnh, vạn niên tuyệt và hồng liên nghiệp hỏa cùng biến mất vào trong cơ thể anh ta. Không. Long ảnh nhìn mệnh kiếm phù trên ngực, không cam lòng thét lên. Dưới ba loại lực lượng, cơ thể anh ta vốn nhanh chóng giàn nua,
lập tức biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Sau đó hỏa diễm chui từ mỗi lỗ chân lông của ông ta ra, đốt anh ta thành cho tàn. Long ảnh chết, hỏa diễm tắt, mệnh kiếm ảnh, quỷ tỷ và một chiếc nhẫn chữ vật rơi xuống đất. Mạc Phàm phóng thần thức quét xung quanh mấy lần, xác nhận long ảnh đã tử vong hoàn toàn, lúc này mới đóng cửu cực chi môn. Theo cửu cực chi môn đóng lại, khí tức trên người hắn nhanh chóng suy giảm, không chỉ như vậy, kim đan của hắn vốn từ 5 đạo thụ văn biến mất 3 đạo, chỉ còn lại 2 đạo, lập tức từ kim đan trung kỳ biến thành kim đan sơ kỳ, tu vi giảm một tiểu cảnh giới. Mạc Phàm cũng không để ý, mệnh kiếm ảnh, nhẫn chữ vật của long ảnh và quỷ tỷ bay vào tay hắn. Long ảnh đến nằm ngoài dự kiến của hắn, cho dù hắn có mệnh kiếm phù, hồng liên nghiệp hỏa, nhưng nếu không tăng thực lực tới cực hạn thông qua cửu cực bí pháp, hắn sẽ như đứa bé cầm thanh kiếm đối phó người lớn, không phải là đối thủ của long ảnh. Chỉ cần giải quyết được long ảnh là tốt rồi, tu vi rút đi cũng không sao. Chủ nhân, người này là... Quỷ Mị Nhi thấy long ảnh bị giết, căng thẳng trong lòng buông lỏng, lúc này mới hỏi. Lúc trước cô thấy Mạc Phàm rất tức giận, vẫn không dám mở miệng. Người trước đó phái tới. Mạc Phàm cất quỷ tỷ đi, thản nhiên nói. Khi nói chuyện hắn cũng không vội rời khỏi quỷ vực, mà cầm mệnh kiếm ảnh, đặt mệnh kiếm ảnh vào trong mệnh kiếm phủ trong tay. Mệnh kiếm có tổng cộng 9 thanh, mỗi một thanh đều có công hiệu khác nhau. Nhưng thực ra 9 chuôi kiếm này lấy từ trên thân kiếm thiên đạo mệnh xuống. Mệnh kiếm phủ của hắn là phù lục trên kiếm thiên đạo mệnh kiếm ảnh là bóng của thanh kiếm này. Hai thanh kiếm này bất luận là thanh nào đều yếu hơn chút, nhưng hợp lại với nhau, mới có thể dung hợp ra một thanh càng mạnh hơn. Phù văn trên mệnh kiếm phù vừa gặp được mệnh kiếm ảnh, phù văn nhanh chóng khởi động, chỉ trong phút chốc đã nuốt hết mệnh kiếm ảnh, phù văn trên mệnh kiếm phù nhanh chóng phai nhạt đi, nếu không nhìn kỹ gần như không thấy sự tồn tại của mệnh kiếm phù. Hơn nữa mệnh kiếm phù vốn không có bóng dáng lại có thêm bóng dáng. Mạc Phàm không thưởng thức uy lực của mệnh kiếm mới, liền cất mệnh kiếm đi, ánh mắt nhìn về phía nhẫn chữ vật. Long ảnh đã chết, thuận thiên thuật đã được giải trừ. Nhưng vạn niên tuyệt vẫn còn trên người tiểu vũ, hắn chỉ có thể tạm hoãn nửa năm, lúc này hắn còn phải tới ngạo Nhật Sơn Tông cứu tiểu tuyết. Vốn không có nhiều thời gian, bây giờ càng gấp hơn rồi. Trái lại hắn có thể giải vạn niên tuyệt, nhưng cần mấy nguyên liệu ở tu chân giới. Không biết trong cái nhẫn này có thứ có tác dụng với tiểu vũ không? Một nhánh thần thức của hắn tiến vào trong nhẫn, không ít thứ xuất hiện trong mắt hắn. Trong nhẫn chữ vật có không ít nguyên liệu, dược vật, pháp khí, đan dược, cũng có không ít thiên tài địa bảo, thứ cần cho tu sĩ Nguyên Anh đều ở bên trong, có thể nói giá trị con người rất phong phú. Cái nhẫn này ném vào tay một tu sĩ bất kỳ ở địa cầu, đều là kỳ ngộ không nhỏ, dù sao cũng là nhẫn chữ vật của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng long ảnh có thể sử dụng vạn niên tuyệt, hắn lại không có biện pháp giải trừ, đồ trong nhẫn của anh ta cũng vô dụng. Hắn vừa định ném nhẫn cho Quỷ Mị Nhi, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ý niệm vừa động, một vòng tròn đen tuyền và mấy tảng đá cỡ hạt đậu phồng trong gói cũ nát xuất hiện trong tay hắn, vui mừng xuất hiện trong đáy mắt hắn. Vòng tròn này tên là Vũ Quang Bàn, nếu hắn nhớ không nhầm, đây là một trong những pháp bảo của Phản Quang Môn môn phái đã biến mất. Pháp bảo này trái ngược với trụ quang bàn của Phản Quang Môn, trụ quang bàn có thể tăng nhanh tốc độ thời gian, bên trong mấy chục năm, bên ngoài chỉ một năm, Vũ Quang Bàn cộng thêm tinh thạch thì có thể khiến tốc độ thời gian chậm lại, bên ngoài 10 năm, bên trong một năm. Có Vũ Quang Bàn này, cho dù là cấp thấp nhất, nếu đặt tiểu vũ ở bên trong cũng có thể hoãn thời gian phát tác vạn niên tuyệt. Tuy không tìm được giải dược giải trừ vạn niên tuyệt, nhưng có thứ này là được. Nếu ngay cả Vũ Quang Bàn cũng không có, hắn chỉ có thể mạo hiểm mang tiểu vũ tới tu chân giới rồi. Hiện giờ hắn không cần. Cho cô thứ này, bên trong có không ít thứ có tác dụng với cô. Mạc Phàm cất Vũ Quang Bàn và mấy tinh thạch đi, đưa nhẫn cho Quỷ Mị Nhi. Long ảnh là quỷ ảnh nhất tộc, rất nhiều thứ tu sĩ nhân loại không dùng được, nhưng có tác dụng với Quỷ Mị Nhi. Chủ nhân, đây là... Quỷ Mị Nhi nhìn thoáng qua nhẫn, không dám nhận lấy. Trong nhẫn này có một số thứ thích hợp với cô, tôi sẽ nhanh rời khỏi địa cầu một khoảng thời gian, nếu trong thời gian này có người phạm Mạc gia tôi như lúc trước, tôi hy vọng cô có thể giết kẻ đó, mà không phải bị giết. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Dạ, chủ nhân, chắc chắn Quỷ Mị Nhi sẽ không cô phụ sự kỳ vọng cao của chủ nhân.
Quỷ Mị Nhi nghe lời Mạc Phàm nói, lúc này không do dự nữa, cất chiếc nhẫn kia đi. Mạc Phàm làm xong những chuyện này thì không ở lại, quỷ tỷ xuất hiện, truyền tống trận được mở ra. Đồng thời ở Ngạo Nhật Sơn Tông, nơi Long Ngạo Thiên bế quan. Đôi mắt anh ta mở ra, trong mắt anh ta hiện lên dị sắc. Long Diệt và Long Nô thì không nói, quả thực thực lực hơi yếu một chút, nhưng còn có Long Ảnh. Bình thường Long Ảnh ít khi lộ diện, ở Ngạo Nhật Sơn Tông không có danh tiếng lắm, nhưng anh ta biết thực lực của Long Ảnh còn trên anh ta. Hơn nữa Long Ảnh cầm mệnh kiếm trong tay thì không nói, anh ta còn am hiểu dùng độc, ám sát, người như vậy mà vẫn chết. Tiểu tử này không đơn giản. Long Ngạo Thiên lẩm bẩm. Làm sao vậy, Ngạo Thiên, có vẻ con có chuyện phiền lòng. Cách mật thất không xa, một lão giả tóc bạc tiên phong đạo cốt, nhưng sắc mặt rét lạnh cảm nhận được Long Ngạo Thiên tỉnh lại, hỏi. Không có gì, chỉ là mấy con chó nuôi bị một con kiến cắn chết. Lông mày Long Ngạo Thiên giãn ra, nói với vẻ khinh thường. Con kiến này không đơn giản, cần ta an bài người đi giải quyết không? Lão giả lạnh lùng nói. Không cần làm phiền sư phụ, một con kiến mà thôi, lợi hại mấy cũng chỉ là con kiến, không thể tạo nên sóng gió gì, con còn hậu thủ khác đối phó tên đó. Long Ngạo Thiên nói với vẻ tự tin. Vậy là được rồi, nhưng ta phải nhắc nhở con một câu, đừng vì một con kiến mà ảnh hưởng tới đại bỉ. Lão giả lớn tiếng nói. Nói xong ông ta nhắm mắt lại. Dạ, sư phụ. Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, trái lại khóe miệng còn hơi nhếch lên. Hai tay anh ta kết ấn, rất nhanh một pháp ấn biến mất vào trong không trung. Long Ngạo Thiên cười lạnh lùng, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Pháp ấn này vừa biến mất, trong quỷ vực, một chấm đen bay từ nơi Long Ảnh hóa thành cho tàn ra. Điểm đen chớp lóe, liền biến mất trên người Quỷ Mị Nhi. Chân Mạc Phàm mới rời khỏi quỷ vực, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại rồi dừng bước, thần thức quét trong quỷ vực. Làm sao vậy, chủ nhân? Quỷ Mị Nhi tò mò nói. Thần thức của Mạc Phàm quét trong quỷ vực mấy lần, lúc này mới thu hồi thần thức. Một khắc trước hắn cảm nhận được rõ một chút khí tức kỳ lạ xuất hiện. Nhưng quét mấy lần, vậy mà không tìm thấy. Không có gì, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm không để ở trong lòng, nói. Hơn một tiếng sau, trên tế đàn ở Phong Thiên Chi Địa. Ngao Sương, Lưu Phỉ Phỉ thấy Mạc Phàm và Quỷ Mị Nhi đi lên tế đàn, vội vàng chạy tới đón. Người kia đâu, đã giải quyết xong chưa? Ngao Sương lo lắng hỏi. Thực lực của người kia còn mạnh hơn Long Ngạo Thiên, tuy thực lực của cô tăng lên không ít, nhưng Mạc Phàm không có ở đó, người kia sẽ giết cô một cách dễ dàng. Anh ta đã không còn tồn tại. Mạc Phàm đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, nói. Lúc này Tiểu Vũ được Lưu Phỉ Phỉ ôm, ngồi trên trận nhãn của tứ tượng thú thiên trận. Dưới lông mi dài của Tiểu Vũ, hai mắt cô nhắm chặt, không có bất luận dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ làm sao bây giờ, anh có biện pháp chữa cho em ấy không? Một tay Lưu Phỉ Phỉ chạm lên mặt Tiểu Vũ, hỏi. Có, nhưng tôi cần đến một nơi khác lấy mấy thứ. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Vũ ngủ say, nói. Hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể chữa khỏi vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ. Châm cứu cũng được, nhưng cần long nha châm. Loại châm này là do một loại long nha tên Bát Bảo Thiên Long luyện chế mà thành, loại long này tuyệt đối là quý tộc trong long, không ăn kỳ chân dị bảo, còn rất mẫn cảm với kỳ chân dị bảo. Nơi nó thường lui tới, tất nhiên sẽ xuất hiện bảo vật. Bởi vì thiên tài địa bảo tẩm bổ, hình thể loại long này không lớn, nhưng thực lực vô cùng khủng bố, số lượng cũng rất ít. Hắn ở tu chân giới 500 năm, cũng chỉ nhìn thấy một con. Long nha châm này do răng nanh của Bát Bảo Thiên Long 100 năm dụng mài thành, có tổng cộng 8 cái, cho dù hắn có thể tìm được một con Bát Bảo Thiên Long, chỉ là một bộ châm hơn 800 năm, rõ ràng là không được. Ngoại trừ long nha châm ra, thiên mệnh ngọc lộ cũng có thể giải trừ vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ. Nhưng thiên mệnh ngọc lộ ẩn sâu trong lục đạo luân hồi. Có người từng mưu tính tiến vào lục đạo luân hồi lấy một chút thiên mệnh ngọc lộ, viết mệnh nghịch thiên cho con của mình, cuối cùng không lấy được thiên mệnh ngọc lộ, ngay cả ông ta cũng bị lục đạo luân hồi nghiền nát, lúc này 10 đại cao thủ ở tu chân giới biến thành 9. Ngay cả một trong 10 đại cao thủ ở tu chân giới cũng không thể lấy thiên mệnh ngọc lộ, hắn càng không có khả năng. Đương nhiên hai thứ này, nếu là ở kiếp trước hắn từng có được rồi, cũng biết ở đâu có mấy thứ này,
nhưng hiện giờ hắn tiến vào tu chân giới, trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy được mấy thứ này. Hai thứ này không được, vậy chỉ có thể dùng Ngọc Thanh Đan. Loại đan dược này là đan dược cực phẩm, tuy không thể viết mệnh nghịch thiên, nhưng có thể loại trừ vạn niên tuyệt trong cơ thể Tiểu Vũ. Ngoại trừ Ngọc Thanh Đan, hắn còn có thể luyện chế một loại đan dược cực phẩm khác tên là Vạn Thọ Đan, giúp Tiểu Vũ tăng thọ nguyên lên trên vạn năm, tuy Tiểu Vũ không thể tu luyện, nhưng dược lực có thể đỡ vạn niên tuyệt. Chỉ là trong Ngọc Thanh Đan cần dùng răng độc của huyền xà làm thuốc dẫn, cho dù có thể dùng long thi thảo thay thế, long thi thảo cũng là thứ không có ở trên địa cầu, thứ này chỉ có ở một nơi trên tu chân giới. Mà Vạn Thọ Đan cần nội đan vạn niên huyền vũ làm chủ dược, vạn niên huyền vũ ít nhất phải là cảnh giới hóa thần đỉnh phong, trên địa cầu không có khả năng có. Ngoại trừ hai loại thuốc chính này ra, còn cần rất nhiều nguyên liệu hiếm làm phụ dược, muốn tìm những thứ này ở trên địa cầu cũng không dễ dàng. Nhưng tìm những chủ dược và phụ dược này đơn giản hơn Long Nha Châm và Thiên Mệnh Ngọc Lộ nhiều, hắn có thể thử một lần. Cậu phải đi bao lâu, Tiểu Vũ có thể đợi được sao? Trên mặt Ngao Xương hiện lên vẻ áy náy, hỏi. Tuy lực sinh mệnh trên người Tiểu Vũ sói mòn chậm hơn khi mới trúng độc nhiều, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được, lực sinh mệnh của Tiểu Vũ vẫn đang sói mòn. Tuy cô chưa từng tới Thiên Ngoại Thiên mà Mạc Phàm từng nói, nhưng ký ức truyền thừa của cô có những chuyện liên quan tới Thiên Ngoại Thiên, một khi tiến vào Thiên Ngoại Thiên, cho dù là một con rồng tới đó cũng nhỏ bé như cá nhập đại hải, muốn quay về cũng không đơn giản như vậy. Mạc Phàm cũng thế, cho dù hắn có tu vi nghịch thiên ở địa cầu, đến Thiên Ngoại Thiên vẫn là người phàm. Tiểu Vũ có thể đợi được Mạc Phàm trở về hay không, thật sự rất khó nói. Tiểu Vũ biến thành như vậy, thực ra là có lỗi của cô. Tiểu Vũ không sao. Mạc Phàm nói. Kiếp trước hắn trở về từ tu chân giới, quả thật phải hao phí rất nhiều sức lực, đó là vì linh khí trên địa cầu khô kiệt hoàn toàn, thông đạo truyền tống sụp đổ. Nhưng thông đạo truyền tống hiện giờ còn duy trì được ít nhất 100 năm không có vấn đề. Ngoài ra kiếp trước hắn cần 10 năm mới trở thành y tiên bất tử. Hiện giờ hắn là y tiên bất tử hơn 500 năm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ trong một năm hắn có thể mang Tiểu Tuyết và đồ cần thiết trở về chữa bệnh cho Tiểu Vũ. Cho dù có ngoài ý muốn, cho dù phải xé rách trời, hắn cũng phải cứu Tiểu Vũ. Vậy có nói chuyện này cho chú và dì biết không? Ngao Xương do dự một lát, vẫn mở miệng hỏi. Tiểu Vũ là cô mang ra ngoài, Tiểu Vũ xảy ra chuyện, cô vẫn chưa nói cho bọn họ. Mạc Phàm nhíu mày, hắn suy nghĩ một lát. Khoan hãy nói cho bọn họ, nếu bọn họ hỏi, cô cứ nói với bọn họ là Tiểu Vũ đang bế quan. Gần đây Mạc Phàm xảy ra nhiều chuyện, không nói cho cha mẹ biết thì hơn, chỉ một năm mà thôi, đợi hắn chữa trị cho Tiểu Vũ xong, lại nói cho bọn họ cũng không muộn. Nhưng cậu thật sự nắm chắc chữa khỏi cho Tiểu Vũ sao, nhỡ đâu? Ngao Xương xác nhận lại, nói một nửa thì dừng. Gần đây cô rất thân với Tiểu Vũ, rất thích Tiểu Vũ, không dễ dàng gì mới mang Tiểu Vũ ra ngoài một lần, lại bị thương thành như vậy, khó chịu hơn cô bị đâm một đao. Con bé là em gái tôi cần lừa cô sao, nếu tôi thật sự không cứu được em gái mình, tôi sẽ không nói chuyện khách sáo với cô như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dù không phải là trách nhiệm của Ngao Xương, nhưng Tiểu Vũ xảy ra chuyện, Ngao Xương cũng có lỗi. Tôi biết rồi, nếu Tiểu Vũ có chuyện, không cần cậu ra tay, tôi sẽ tự giải quyết tôi. Ngao Xương bĩu môi, lại nhìn Tiểu Vũ vài lần, không biết là vui vẻ hay ấm ức, đôi mắt đỏ bừng đứng một bên. Mị Nhi, cô đến Đông Hải nói với người Mạc gia tôi, sau khi tôi rời đi, tất cả người Mạc gia chuyển tới đây tăng thực lực, tôi cho mọi người một năm. Một năm sau lúc tôi quay trở về, tôi cần tất cả mọi người tiến vào thần cảnh đỉnh phong, Nguyên Anh thì không cần thử, cố gắng áp chế thực lực, tăng phẩm chất cấp độ kim đan, đợi tôi trở lại giúp mọi người cùng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Mạc Phàm không để ý tới Ngao Xương, ra lệnh cho Quỷ Mỹ Nhi. Có những người khác che giấu Tiểu Vũ, cha mẹ sẽ tin tưởng hơn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thực lực của mọi người, có thực lực mới không có chuyện như vậy xảy ra. Dạ. Chủ nhân, Quỷ Mị Nhi hơi cúi đầu với Mạc Phàm, xoay người biến mất trên tế đàn. Mạc Phàm lấy vũ quang bàn đạt được trong nhẫn chữ vật ra, cùng với mấy tiểu tinh thạch. Không biết vũ quang bàn này cấp mấy? Mạc Phàm nhìn vũ quang bàn, trong mắt hiện lên chờ mong nói. Vũ quang bàn có cấp bậc khác nhau, tốc độ làm chậm thời gian cũng khác.
Vũ quang bàn cấp thấp có thể làm chậm gấp đôi thời gian trôi qua, vũ quang bàn cấp cao có thể làm chậm gấp trăm lần. Hắn không yêu cầu xa vời là vũ quang bàn cấp cao, chỉ cần là vũ quang bàn bình thường, cho hắn thêm chút thời gian là được. Đưa tiểu vũ cho tôi. Mạc Phàm nói với Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu, đưa tiểu vũ cho Mạc Phàm, cô đi ra khỏi trận nhãn. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tế đàn có một chiếc giường đá bay lên. Một tay hắn nắm về phía không trung, linh khí ngưng tụ thành một nệm hơi mềm mại, rơi lên trên giường đá, tiểu vũ được đặt ở trên nệm hơi. Hắn cầm lấy vũ quang bàn, linh khí dậy sóng chút vào bên trong. Trên vũ quang bàn màu đen lập tức sáng lên lam quang nhạt, một quang quyển do phù văn tạo thành bay từ vũ quang bàn lên. Mạc Phàm nhìn thấy quang quyển kia thì mắt hơi tối sầm lại. Chỉ có một quang quyển, nói lên vũ quang bàn chỉ cấp 1. Nói cách khác vạn niên tuyệt trên người tiểu vũ chỉ có thể chống đỡ nửa năm, dưới tác dụng của vũ quang bàn này, tiểu vũ chỉ có thể kiên trì một năm. Nếu vũ quang bàn cấp cao một chút, thời gian của tiểu vũ sẽ dài hơn một chút. Nhưng chỉ trong phút chốc, thất vọng trong mắt Mạc Phàm được đánh tán. Một năm thì một năm, tốt hơn so với nửa năm. Khai! Hắn khẽ quát một tiếng, trên vũ quang bàn phát ra âm thanh linh kiện va chạm vào nhau. Từ to bằng lòng bàn tay biến thành thau rửa mặt, trôi nổi trên đỉnh đầu tiểu vũ. Mấy cái máng khảm cũng cùng xuất hiện phía trên vũ quang bàn. Mấy tinh thạch hắn cầm trong tay hơi chấn động, thạch y màu đen ở bên ngoài đã được chấn ra, lộ ra bản thể màu lam ở bên trong. Hắn đặt từng tinh thạch vào trong máng khảm, vũ quang bàn chấn động, một vầng sáng lập tức chiếu xuống, bao bọc tiểu vũ ở bên trong. Khi quầng sáng chiếu xuống, chỉ trong chớp mắt tốc độ linh khí hóa lỏng bay quanh tiểu vũ lập tức chậm gấp đôi. Đây là... Ngao Xương cảm nhận được dị thường của vũ quang bàn, hỏi. Pháp khí kéo dài thời gian. Mạc Phàm giải thích, đầu ngón tay hắn sáng lên kim quang, họa lăng không quanh tiểu vũ. Một tiếng sau, một trận pháp hình tròn đường kính gần 10 mét hình thành xung quanh tiểu vũ, chắn Lưu Phỉ Phỉ và Ngao Xương ở bên ngoài. Mạc Phàm nhìn trận pháp này. Lông mày hắn hơi giãn ra một chút. Trận pháp này, hẳn là không có ai ở trên địa cầu có thể xông vào được. Nhưng không thể để không ai tiến vào, tuy tiểu vũ được phong ấn, nhưng vẫn cần người chăm sóc mới được. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một quang điểm màu vàng bay vào trong cơ thể Ngao Xương. Trận pháp này sẽ bảo hộ tiểu vũ, chỉ có cô mới có thể tiến vào, những người khác muốn tiến vào phải đi cùng cô, từ hôm nay trở đi, cô tới bảo hộ tiểu vũ. Không phải người Mạc gia, tiến vào nơi này nửa bước, giết kẻ đó cho tôi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Hắn khó có được trọng sinh mà về, mang người nhà đi tới bước này, nhưng vẫn để tiểu vũ bị thương tổn chí mạng, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Tôi nhất định sẽ không để bất luận người ngoài nào tiến gần tới tiểu vũ. Ngao Xương nắm chặt bàn tay, nghiến răng nói. Tiểu Phàm, tôi ở đây chăm sóc tiểu vũ được không? Lưu Phỉ Phỉ ở bên cạnh hỏi. Cũng được, Ngao Xương, ngoại trừ bảo hộ tiểu vũ ra, một năm này cô phụ trách dạy Phỉ Phỉ tu luyện. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Ngao Xương là Long công chúa, không thể trông cậy cô có thể chăm sóc tiểu vũ thật tốt, Lưu Phỉ Phỉ càng thích hợp hơn một chút. Ngoài ra Lưu Phỉ Phỉ có tu vi trong người, mới có thể bảo vệ mình thật tốt. Được, Ngao Xương gật đầu liên tục. Mạc Phàm dặn dò hai người một số chuyện quan trọng. Lại nhìn thoáng qua tiểu vũ ngủ say trong trận pháp. Hắn đi tới bên cạnh tiểu vũ, một tay vươn ra, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người lập tức sáng lên. Năng lượng huyết sắc lập tức thoát từ lòng bàn tay hắn ra, ngưng tụ thành một tảng đá huyết sắc hình tròn. Theo cục đá này ngưng tụ, tạo hóa bất diệt ấn của hắn nhạt đi nhiều. Không chỉ như vậy, sắc mặt của hắn cũng trắng xanh hơn, giống như một người mới mất quá nhiều máu. Mãi đến khi tạo hóa bất diệt ấn gần như biến mất, lúc này hắn mới dừng lại. Tảng đá này là phần lớn lực tạo hóa bất diệt ở trong cơ thể hắn, tuy thứ này không thể giải vạn niên tuyệt, nhưng là lực lượng rất khó nói. Lúc trước từng có người đạt được lực tạo hóa, không chỉ có thể cải tử hoàn sinh, hỗn loạn âm dương, còn khai sáng ra một tông phái có thế lực không kém. Nhớ đâu một năm này xảy ra vấn đề, nói không chừng lực tạo hóa bất diệt này có thể kháng lại giúp tiểu vũ. Cũng may trước đó hắn tới bí cảnh của tạo hóa môn một chuyến, chiếm được cơ duyên, nếu không hắn không có biện pháp đưa lực tạo hóa của mình cho tiểu vũ. Ý niệm của hắn vừa động, cả
cái tay cầm lực tạo hóa bất diệt lập tức trong suốt, lực tạo hóa bất diệt được hắn đặt vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Tảng đá nhập thể, trên trán Tiểu Vũ xuất hiện một tạo hóa bất diệt ấn tương tự như trên người hắn. Ngoại trừ lực tạo hóa bất diệt ấn ra, một tay Mạc Phàm vươn ra chiêu xuất Hồng Liên, đặt Hồng Liên vào tay Tiểu Vũ. Hồng Liên giống như đoán được ý đồ của Mạc Phàm, lúc này bay lên, trôi nổi sau lưng Mạc Phàm, dáng vẻ như không tình nguyện lắm. Bảo vệ tốt em gái của ta, một năm sau ta mang ngươi tới một thế giới khác. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lực tạo hóa bất diệt đều vô cùng bất phàm như Hồng Liên, có tác dụng rất lớn khi hắn tiến vào tu chân giới, nhưng ở lại bên cạnh Tiểu Vũ sẽ có thêm một tầng đảm bảo. Hồng Liên nghe thấy lời Mạc Phàm nói thì bay quanh Mạc Phàm vài vòng, lúc này mới quay về tay Tiểu Vũ. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm mới xoay người nhìn Long Bác đang hôn mê bất tỉnh cách đó không xa. Cấm chế trên người Long Bác đã được giải trừ, nhưng sau khi trải qua nuốt hồn, nguyên anh của ông ta biến thành mảnh nhỏ. Như vậy Long Bác không có biện pháp tỉnh lại, chỉ có thể ngưng tụ nguyên anh của Long Bác lần nữa, mới khiến Long Bác khôi phục như thường. Không chỉ muốn ngưng tụ, còn ngưng tụ thành chín thế hồn Long Bác lúc trước, mới khiến Long Bác khôi phục thành nguyên lão hoàn toàn. Ngưng anh! Ngón tay hắn đặt lên mi tâm Long Bác, quát! Ngón tay hắn vừa đặt lên mi tâm Long Bác, hào quang màu xám như gợn sóng dập dờn ra xung quanh. Trong thức hải của Long Bác, mảnh nhỏ nguyên anh màu sắc khác nhau vốn đan vào cùng một chỗ nhanh chóng tách ra, ngưng tụ thành chín nguyên anh màu sắc khác nhau. Linh hồn Long Bác mới vỡ nát không lâu, ngưng hồn thuật cũng không phải là thuật pháp cấp cao, không lâu sau, chín bóng dáng ngưng tụ thành công. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí cuồn cuộn từ đầu ngón tay hắn biến mất vào trên một nguyên anh trong thức hải của Long Bác. Nguyên anh này được linh khí bao bọc, giống như cỏ khô vài ngày gặp được mưa, khí tức nhanh chóng mạnh hơn. Không lâu sau liền ngưng tụ lại như thực chất, mạnh hơn mấy nguyên anh khác nhiều. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, một tụ linh trận xuất hiện, linh khí ở trong phong thiên chi địa hội tụ mà tới, được Long Bác hấp thu vào trong cơ thể, chín nguyên anh cùng mạnh hơn, nhưng nguyên anh được Mạc Phàm chiếu cố mạnh hơn những nguyên anh khác một chút. Mạc Phàm xác nhận Long Bác đã không sao, thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhất thể cửu anh, Long Bác tỉnh lại sẽ có được trí nhớ trước đây, còn mạnh hơn trước nữa. Hắn nhìn Tiểu Vũ trên tế đàn một lát, lại dặn dò vài câu, xoay người đi ra khỏi phong thiên chi địa. Một năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, ở yên đây là vô dụng nhất. Không chỉ muốn cứu Tiểu Vũ, còn có Tiểu Tuyết ở Ngạo Nhật Sơn Tông đợi hắn, cũng tới lúc rời khỏi địa cầu rồi. Trong bí cảnh dưới Huyền Vũ Nhai, ở một bên Đoạn Kiều, phần lớn người Mạc Gia và Cửu Linh đều ở đây. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ đâu? Lão mẹ Mạc Phàm hỏi. Con bé bị thương, hiện giờ đang dưỡng thương ở phong thiên chi địa, con có nặng lời với con bé, tiểu nha đầu tức giận nên bế quan trong phong thiên chi địa, chắc là đợi con trở về mới xuất quan, con bảo Ngao Xương và Phỉ Phỉ chăm sóc con bé rồi. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, giải thích. Nếu hắn nói Tiểu Vũ không sao, chắc chắn cha mẹ sẽ hoài nghi. Nha đầu này đúng là bị chiều hư, con thật sự vội tới nơi đó như vậy sao? Lão mẹ Mạc Phàm nhíu chặt mày, nói. Từ lần trước Mạc Phàm quay về, ở nhà chưa được 3 ngày, hiện giờ lại muốn rời đi 1 năm. Trải qua việc lần này, bà rất hoài nghi Mạc Phàm đi lần này, bà sẽ không gặp được nữa. Người mang Tiểu Tuyết đi sẽ ép Tiểu Tuyết thành thân vào 1 năm sau, con muốn tìm được Tiểu Tuyết trước, rồi dẫn cô ấy trở về. Nghe Mạc Phàm giải thích, lúc này lông mày lão mẹ Mạc Phàm mới giãn ra. Mạc Phàm thích Tiểu Tuyết bà vẫn biết. Lúc trước Mạc Phàm từ Đông Hải đến Giang Nam, chính là vì Tiểu Tuyết. Ngoài ra sở dĩ Tiểu Tuyết bị mang đi, cũng là vì cứu bọn họ, quả thật Mạc Phàm nên rời đi cứu cô. Vậy con đi đi, nhất định phải mang Tiểu Tuyết về, con cũng phải cẩn thận một chút. Lão mẹ Mạc Phàm nắm tay hắn, dặn dò. Rõ ràng là đồng ý để Mạc Phàm rời đi, nhưng không nỡ buông tay. Được rồi, Tố Tố, để Tiểu Phàm đi thôi, con không còn là đứa bé nữa. Cả địa cầu không có ai có thể làm gì được Tiểu Phàm, ngoài ra sư phụ Tiểu Phàm cũng là một cao nhân tuyệt thế, tới đó càng không có chuyện gì. Cha Mạc Phàm thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của Mạc Phàm, khuyên. Tiểu Phàm, sư phụ con ở bên đó có tu vi rất cao sao? Lão mẹ Mạc Phàm nghe thấy vậy, lông mày nhướng lên hỏi. Tu vi của sư phụ con không nằm trong 10 đại cao thủ,
nhưng không kém bất luận người nào trong 10 đại cao thủ. Mạc Phàm mỉm cười nói. Vô Cực đạo nhân sư phụ hắn không tranh sự đời, hắn chỉ từng thấy sư phụ ra tay một lần, là cứu hắn dưới tay lão tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông. Lão tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông nằm trong 10 đại cao thủ ở tu chân giới, lại bị một trưởng của sư phụ hắn đánh lui, cuối cùng không thể không rời đi. Chuyện giữa hắn và Ngạo Nhật Sơn Tông, cũng là Long Ngạo Thiên bị giam, phát tâm ma đại thể không gặp mặt Huyền Nguyệt Tiên Tử nữa mới kết thúc. Ngoại trừ lão tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông ra, mấy người khác trong 10 đại cao thủ gặp sư phụ hắn cũng phải vô cùng khách sáo. Hắn từng hỏi thực lực cụ thể của sư phụ chỉ viết chữ huyền, rồi đuổi hắn đang mờ mịt rời đi. Vậy là được rồi, vậy con đi nhanh về nhanh đi. Lúc này lão mẹ Mạc Phàm mới buông lòng tay Mạc Phàm ra, yên tâm đi, mẹ, có khả năng chưa tới một năm, con sẽ quay về. Mạc Phàm cười khẽ, rời mắt nhìn những người khác, dặn dò từng người một. Những cao thủ kia đã bị diệt, hẳn là không còn ai uy hiếp được Mạc gia. Nhưng hắn rời khỏi địa cầu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào những người này. Nhất là Cửu Linh, có tiểu thú này ở Mạc gia thì Mạc gia an toàn hơn nhiều, Long Ngạo Thiên đến đây cũng chỉ có thể chui đầu vô lưới. Nhưng nếu không an ủi thật tốt tiểu thú này, vậy vô cùng nguy hiểm. Nhưng may mà tiểu thú này nhận thức chuẩn truyền thừa của tạo hóa môn ở trên người hắn, nên hứa hẹn sẽ bảo vệ Mạc gia trong thời gian hắn rời đi. Cho nên hắn không có gì phải lo lắng. Truyền tống trận nối thiên ngoại thiên và sơn ngoại sơn bị Long Ảnh và Long Diệt tự cho là thông minh phong ấn, gần đây khả năng tu chân giới có người tới là không cao. Ngoài ra Mạc gia có Cửu Linh ở đây, không tới vạn vô nhất thất cũng không khác lắm. Hắn dặn dò xong thì hơi thở phào nhẹ nhõm, đi lên phần cuối cầu, một quang bích lập tức xuất hiện. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới đây, cho nên hắn ngựa quen đường cũ đi qua quang bích, giọng nói trầm thấp lần trước lập tức vang lên. Người thừa kế huyết mạch Hồng Liên, mời vào. Giọng nói này vừa vang lên, đoạn kiều gãy được bổ sung, Mạc Phàm đi dọc theo đoạn kiều được bổ sung, lập tức đi lên bình đài tầng 3. Hắn nhìn thoáng qua truyền tống trận, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Truyền tống trận ở nơi này xuất hiện trước là có điều kiện, mấy lần trước hắn thông qua linh khí nơi này ngưng tụ kim đan, sau đó là thần nguyên, mới có thể được truyền tống đến tu chân giới. Nếu nói chỉ cần có được đan lực là có thể truyền tống, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu cần phải ngưng kết kim đan ở nơi này mới có thể rời đi, hắn đã ngưng tụ thành kim đan, tất có thể khiến truyền tống xuất hiện. Đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu không được, hắn chỉ hao phí một ít thời gian, sửa chữa truyền tống trận ở đây là được. Dù sao truyền tống trận này là truyền tống trận gần Thần Nông Tông, có thể rời đi từ nơi này, thì nên rời đi từ đây thì hơn. Hắn đi tới trong ao sen giữa đài, cửu chuyển kim đan mới chuyển động, vui mừng xuất hiện trong mắt hắn. Tuy hắn vận chuyển lực kim đan, nhưng trong chớp mắt lực hút tập trung về phía hắn. Đồng thời trận pháp xung quanh ao sen sáng lên từng vòng, rất nhanh toàn bộ trận pháp trên đài sáng lên. Sau đó ở tầng 2, một tầng trận pháp cũng sáng lên theo. Sân rộng như vậy, toàn bộ được bao phủ trong một truyền tống trận khổng lồ. Linh khí ở xung quanh tụ tập vào trong truyền tống trận một cách điên cuồng. Bí cảnh vốn đang có linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ trong chớp mắt linh khí bị lấy đi không còn. Theo linh khí bị rút đi. Bùm một tiếng, một cột sáng mang theo ấn ký phóng lên trời, cắm thẳng tận chân trời. Nhưng một giây sau, một đạo cột sáng bảy mà càng thô hơn từ trên trời giáng xuống, giống như tinh hà nhật hạ, đập mạnh lên người Mạc Phàm. Kiếp trước hắn tiến vào tu chân giới từ nơi này, là bị lực truyền tống đánh choáng váng, sau khi tỉnh lại liền tới tu chân giới. Nhưng lần này hắn đã sớm có chuẩn bị, ý niệm vừa động, quang mang bảy màu bao phủ hắn ở bên trong, lực đánh vào chưa tới trên người hắn đã bị quang mang bảy màu đánh tan. Nhưng lực hút cường đại lại đến người hắn, kéo hắn bay lên cao với tốc độ rất nhanh. Lúc Mạc Phàm sắp biến mất trước mặt mọi người. Đúng lúc này, chấm đen bám trên người quỷ mị nhi lúc trước bay ra. Chấm đen này chỉ chớp lóe một cái, liền đến bên ngoài truyền tống trận. Chấm đen này vừa xuất hiện, Mạc Phàm ở trong truyền tống trận và Cửu Linh ở bên ngoài truyền tống trận đều cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, trên một tay chớp lóe phù văn, không do dự chộp lấy chấm đen kia. Cửu Linh cũng chớp mắt, há mồm to như bồn máu,
một vòng xoáy sâu không thấy đáy xuất hiện trong miệng nó, muốn đớp lấy chấm đen kia. Nhưng không đợi tay đầy phù văn của Mạc Phàm và mồm to như bồn máu của cửu linh đụng tới chấm đen kia nhoáng lên một cái, liền vào trong truyền tống trận của Mạc Phàm. Bùm bùm, vài tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, cột sáng biến mất dưới lôi điện, mang theo Mạc Phàm và quang điểm màu đen cùng biến mất theo. Trong bí cảnh, trận pháp tắt đi, toàn bộ nhanh chóng khôi phục như thường. Nhưng trong lòng mọi người ở đây là gợn sóng mãnh liệt. Sao lại thế này? Trong hư không, bên trong một quang trụ bảy màu, cơ thể Mạc Phàm được truyền tống đi với tốc độ rất nhanh. Nhưng sắc mặt hắn rét lạnh. Ngay trước người hắn, điểm đen đã biến thành to như thau rửa mặt, giống như một hắc động nhỏ, đang hấp thu linh khí trong thông đạo truyền tống một cách điên cuồng. Hai tay Mạc Phàm vũ động, một đám pháp ấn đánh vào trong quang điểm. Nhưng cho dù là pháp tuyệt gì đánh vào trong quang điểm này, đều giống như châu đất xuống biển, bị điểm đen hấp thu. Vì vậy mà quang điểm này càng ngày càng to, hào quang trên thông đạo truyền tống không chỉ càng ngày càng mờ, cũng càng không ổn định. Mạc Phàm nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Chấm đen này tên là Thao Thiết Chi Hồn, nghe nói là dùng thao thiết tàn hồn trong không gian luyện chế thành, cụ thể là chế thành thế nào hắn cũng không biết. Khi thứ này không xuất hiện thì khó phát hiện ra, một khi xuất hiện sẽ như hắc động, cắn nuốt toàn bộ. Khi hắn ra khỏi quỷ vực, cũng cảm nhận được khí tức của quang điểm này, bởi vì là ở quỷ vực, có thao thiết tàn hồn cũng rất bình thường, cho nên hắn không để ý lắm, thật không ngờ thứ này ẩn nấp trên người quỷ Mỹ Nhi, mãi đến khi hắn rời đi thông qua truyền tống trận mới xuất hiện. Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong đôi mắt hắn lóe lên sắc bén. Thứ này chỉ có Long Ngạo Thiên mới có thể bày ra, dù thế nào hắn cũng không ngờ, vậy mà Long Ngạo Thiên giấu thứ này ở trên người Long Ảnh. Đừng nhìn quang điểm này chỉ lớn như vậy, nếu đặt ở trên địa cầu, nó có thể cắn nuốt toàn bộ sinh mệnh trên địa cầu, vô cùng nguy hiểm. Trong đại chiến thần ma, chính vì thứ này, không ít tinh cầu thậm chí là tinh vực đều biến thành tử địa. Thứ này có thể cắn nuốt địa cầu, ở bên cạnh hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu khi chấm đen này mới xuất hiện, được hắn hoặc cửu linh bắt lấy còn có thể phong ấn, hiện giờ đã được một lúc rồi, hắn thử mấy chục phương pháp. Cũng không thể ngăn cản được chấm đen này. Nếu không có biện pháp che thứ này lại, không lâu sau thông đạo truyền tống sẽ vỡ nát. Nếu thông đạo truyền tống vỡ nát, vận khí tốt thì hắn bị ném tới một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ, vận khí không tốt thì vỡ nát do gió trong hư không thổi chúng, căn bản đừng nghĩ tới chuyện tới tu chân giới. Hắn mới dừng lại, quang điểm màu đen lập tức bắt đầu hút lực lượng trên thông đạo truyền tống. Răng rắc, trên thông đạo truyền tống lập tức xuất hiện vết rạn. Cơn gió như thần binh lập tức rót vào. Hắn vốn đã thành thần thể, ở trên địa cầu ít có thứ thương tổn được hắn, nhưng dưới cơn gió này thì như giấy, chỉ trong chớp mắt trên người hắn đã đầy vết thương thấy rõ cả xương. Sắc mặt hắn thay đổi, linh khí dậy sóng rót vào trong hắc cầu kia, lúc này hắc cầu kia mới rời khỏi thông đạo truyền tống, bay về phía hắn, đồng thời một pháp ấn được đánh lên trên thông đạo truyền tống, khe hở trên thông đạo truyền tống nhanh chóng khép lại. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sắc mặt khó coi hơn nhiều. Hắc cầu này sẽ cắn nuốt linh khí mạnh hơn, nếu hắn không cung cấp đủ linh khí, chắc chắn hắc cầu này sẽ phá thông đạo truyền tống. Nhưng một khi hắc cầu hấp thu linh khí của hắn, thể tích cũng sẽ to hơn thông đạo truyền tống. Lúc này hắn dùng nhiều linh khí, cũng không ngăn được hắc cầu hấp thu linh khí trong thông đạo truyền tống. Nếu là ở địa cầu, hắn có thể dùng Hồng Liên hấp thu hắc cầu này. Hồng Liên là thần thông tương tự với hắc cầu, nhưng Hồng Liên vẫn mạnh hơn một chút. Nhưng Hồng Liên được hắn để ở địa cầu bảo vệ Tiểu Vũ rồi. Hiện giờ sao? Làm sao bây giờ? Mắt Mạc Phàm đảo liên tục, lẩm bẩm. Một khi thông đạo truyền tống bị hủy, hắn đừng nói tới chuyện mang Tiểu Tuyết về, đi cứu Tiểu Vũ, chính hắn đều khó bảo toàn. Kiếp trước hắn muộn mới tiến vào tu chân giới, cuối cùng chết trong tay võ đế quân Khương Lâm. Một đời này hắn bình định địa cầu, kết cửu chuyển kim đan, chẳng lẽ sẽ bị hủy trong cạm bẫy của Long Ngạo Thiên? Hắn suy nghĩ một lát, trong mắt hắn sáng lên hào quang, linh khí trong tay chuyển cho hắc cầu dừng lại. Hắc cầu không cảm nhận được linh khí trên người Mạc Phàm, liền đụng vào thông đạo truyền tống. Không đợi hắc cầu đụng vào thông đạo truyền tống, huyết khí xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Hắc cầu cảm nhận được huyết khí kia, không do dự nhào về phía tay Mạc Phàm. Cắn nuốt huyết khí trên tay Mạc Phàm.
Chỉ trong phút chốc một cánh tay Mạc Phàm khô quắt lại, chỉ có làn da ngăn bao trùm xương cốt. Mạc Phàm nhíu mày, phàm là năng lượng đều bị hắc cầu này hấp thu, khí huyết của hắn cũng vậy. Nhưng hắc cầu này hấp thu khí huyết của hắn, vậy mà ngọc kiếm vô phong ở trong mi tâm hắn không có phản ứng. Hồng Liên không có ở đây, nếu trên người hắn có thứ hủy diệt hắc cầu này, chỉ có ngọc kiếm vô phong hắn không thể sử dụng. Linh khí và huyết khí đều không được, vậy chỉ có thần thức. Nhưng thần thức không như linh khí và huyết khí, những thứ này đều có thể chữa trị. Nhưng nếu là thần thức, hắn tổn thất lượng lớn thần thức, hắn chỉ có thể đợi chết. Nhưng hắn nheo mắt lại, thần thức vẫn chen chúc mà ra, chút về phía hắc cầu. Không thử một lần, hắn cũng sẽ chết. Nếu thần thức bị hắc cầu cắn nuốt, có thể khiến ngọc kiếm vô phong phản kích, hắn còn có thể bình yên tiến vào tu chân giới. Thần thức mới xuất hiện, liền bị hắc cầu hấp thu toàn bộ, hắc cầu cũng lớn hơn một vòng, gần như to bằng đường kính thông đạo truyền tống trận. Hắc cầu này cách thông đạo truyền tống gần như vậy, lực lượng trên thông đạo truyền tống lập tức bị hắc cầu hút đi, chút về phía hắc cầu. Mạc Phàm chau mày, thần thức của hắn bị hắc cầu cắn nuốt, ngọc kiếm vô phong không thèm cử động một phen, cũng không có phản ứng. Còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự xong đời rồi. Hắn cố nén choáng váng vì thần thức bị hút đi, thần thức không giữ lại rót vào trong hắc cầu. Ngọc kiếm vô phong vẫn không có phản ứng. Lại chút. Trước đó ngọc kiếm vô phong còn sáng lên một chút, lần này lại thờ ơ, ngay cả thanh quang đều tắt đi, giống như không xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm nhíu chặt mày lại, trong mắt hiện lên dữ tợn. Lần trước ngọc kiếm vô phong phát huy, là vì nguyền rủa đâm vào hắn, lực nguyền rủa tiến vào trong thức hải của hắn. Lần này, hắn dùng thần thức bao lấy tay, trực tiếp nắm lấy hắc cầu như chất lỏng được hắn nắm lấy. Hắn cầm hắc cầu đặt vào trong thức hải của mình. Hắn chỉ ngoại phóng thần thức, kích khởi ngọc kiếm vô phong. Dù sao đều phải chết, vậy thì dẫn hắc cầu vào trong thức hải của hắn. Đồng thời hắc cầu hấp thu thần thức của hắn một cách điên cuồng, thần thức của hắn cường đại tới cỡ nào, lúc này bị hấp thu 8 phần, thần thức chưa từng suy yếu như vậy. Nhưng mà, hắn vừa phóng hắc cầu vào trong thần thức, ngọc kiếm vô phong như thần thú bị người ta mạo phạm lãnh địa. Ong ong, lục quang đại phóng, kiếm minh vang lên không thôi, trong thức hải của hắn, một kiếm đâm lên hắc cầu. Hắc cầu mà hắn luôn không có biện pháp, ở dưới ngọc kiếm vô phong này, bị lục quang bao phủ một cách dễ dàng, biến mất vô ảnh vô tung. Thông đạo truyền tống khôi phục như thường, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Vẫn hôn mê bất tỉnh trong truyền tống trận. Tu chân giới, trên một tinh cầu nhỏ linh khí nồng đậm gấp bội lần địa cầu, một đạo ánh sáng 7 màu mỏng manh từ trên trời giáng xuống, chiếu lên trên truyền tống trận ở tinh cầu này. Hào quang thu lại, Mạc Phàm xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Mạc Phàm cảm nhận được linh khí phả vào mặt, nhưng không xác nhận đây là nơi nào, chỉ miễn cưỡng suy nghĩ, quần áo thoải mái trên người biến thành trường bào cổ màu trắng. Hắn lấy một viên đan dược từ trong nhẫn chữ vật ra, mới nuốt vào liền hôn mê bất tỉnh hoàn toàn. Mạc Phàm ngủ thẳng 3 ngày, sau khi hắn tỉnh lại thì ở trong một căn phòng. Căn phòng này được xây theo phong cách cổ, không xa hoa lắm, ngoại trừ giường gỗ hắn đang nằm ra, thì chỉ có một chiếc bàn gỗ và 3 cái ghế dài. Bên cạnh cửa sổ là mấy cây chu linh thảo đã bị tàn phá. Tuy hơi đơn sơ, nhưng được thu dọn sạch sẽ, trong phòng còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Mạc Phàm nhìn một vòng trong phòng nhỏ, không nhìn thấy những người khác, thì bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Linh khí gần như hao sạch, khí huyết vô cùng suy yếu. Phần lớn vết thương trên người đã kết vảy, không biết ai bôi thuốc lên mấy vết thương nặng lưu lại trong quá trình truyền tống, nhưng vẫn chảy máu như cũ. Những vết thương này nếu là bình thường, cho dù không có tạo hóa bất diệt ấn, dựa vào sức khôi phục cơ thể của hắn cũng đã khỏi hẳn rồi. Nhưng khí huyết của hắn tiêu hao quá nhiều, trước khi đi hắn để lại phần lớn lực tạo hóa bất diệt cho Tiểu Vũ, phải mất một thời gian mới khôi phục lại được. Trừ phi hắn lấy lực tạo hóa bất diệt trong cơ thể người khác bổ sung, hiện giờ tạo hóa bất diệt ấn của hắn có thể làm được, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Mạc Phàm lại kiểm tra thần thức của hắn, thần thức chỉ có 2 phần bình thường. Cửu chuyển kim đan vốn có 2 đạo thụ văn. Hiện giờ chỉ còn bán đạo, nếu bán đạo này cũng hỏng, kim đan của hắn coi như phế đi. Ngoại trừ lần trước hắn bị vũ khí tiên tiến tấn công ra, lần này là lần bị thương nặng nhất, chuyện này đều do Long Ngạo Thiên ban tặng.
nhưng có thể sống sót trong quá trình truyền tống đó xem như là vận khí của hắn rất tốt rồi. Đổi lại là những người khác, nếu gặp phải chuyện tương tự như hắn, đừng nói là tu vi giảm đi, trong 1 vạn người cũng chưa chắc có 1 người sống sót. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ có cơ hội tìm Long Ngạo Thiên báo thù. Đến lúc đó hắn sẽ để Long Ngạo Thiên nếm thử cảm giác bị thao thiết chi hồn cắn nuốt. Xác nhận tình hình xong, hắn muốn lấy một số đan dược khôi phục trong nhẫn chữ vật ra, thì lông mày nhíu lại. Hiện giờ tinh khí thần của hắn vô cùng suy yếu, biện pháp tốt nhất là thông qua đan dược và thiên tài địa bảo bổ sung trước. Nhưng nhẫn chữ vật hắn luôn mang theo bên người đã không thấy nữa. Hắn kiểm tra thức hải, ngọc kiếm vô phong vẫn còn đó, chỉ có nhẫn chữ vật là biến mất. Trước khi tới, tuy hắn đã phân chia phần lớn đồ trong nhẫn chữ vật cho mọi người. Hắn đưa quỷ tỷ cho quỷ Mỹ Nhi, trường thương Longinus cho Bạch Tử Hàn, khỏa thi bố cho Chu Trường Hoàng. Nhưng bên trong ngoại trừ một số đan dược và thiên tài địa bảo cần thiết ra, còn có một số thứ cần dùng khi ở tu chân giới, ví dụ như linh thạch. Ở tu chân giới, linh thạch là tiền thông dụng, đan dược và thiên tài địa bảo đều không dùng tốt như linh thạch. Dù sao linh thạch là thứ có thể trực tiếp bổ sung linh khí. Chính vì như vậy hắn mới chuẩn bị một lượng lớn linh thạch. Không có cái nhẫn này, hắn muốn thông qua truyền tống trận tới chỗ thần nông tông là chuyện không thể được. Tuy kiếm linh thạch không phải việc khó đối với hắn, nhưng phải tốn chút thời gian. Hiện giờ hắn không có nhiều thời gian. Hắn cũng không sốt ruột, hắn ngồi dậy vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Lúc hắn tới nơi này còn từng sử dụng nhẫn chữ vật. Chắc chắn chiếc nhẫn này đã bị người ta lấy đi. Muốn lấy lại nhẫn, vẫn nên khôi phục chút thực lực thì hơn. Ngoài ra hắn đang ở đâu còn chưa biết, vẫn nên tìm hiểu rõ những chuyện này thì hơn. Vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí nồng đậm ở trong không khí bay về phía hắn, bổ sung linh khí gần như khô héo trong cơ thể hắn. Theo linh khí tràn vào trong cơ thể, trắng xanh trên mặt hắn dần khôi phục lại, miệng vết thương cũng bắt đầu khôi phục, tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Nhưng Mạc Phàm mới tu luyện không lâu, cửa phòng mở ra, một cô gái cầm một chiếc giỏ trúc đi vào. Cô gái này khoảng 20 tuổi, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên hông buộc đai lưng hoa nhỏ màu trắng, trên mái tóc dài đen tuyền buông xuống tận hông ngoại trừ cài một chiếc châm ngọc ra, thì không còn trang sức nào nữa. Trang phục đơn giản một chút, nhưng ngũ quan xinh xắn và dáng người lung linh không thua gì tiểu thư khuê các, trái lại có thêm chút điềm đạm, thanh tú và linh động. Nhất là đôi mắt như bảo thạch màu đen, giống như thu thủy sâu rộng, khiến cho người ta liếc mắt một cái là say mê. Nếu so sánh cô gái này, tuy không thể so được với Tiểu Tuyết, nhưng là mỹ nữ không kém Ngao Sương, chẳng qua là không cùng phong cách. Ngao Sương là công chúa bá đạo, cô gái này thì như thiếu nữ nhà bên. Cô gái này thấy Mạc Phàm ngồi dậy, lông mày vốn đang nhíu chặt lập tức giãn ra, trên mặt lộ ra vui mừng sợ hãi. Vị công tử này... Người tỉnh rồi sao? Sau khi cô cứu Mạc Phàm trở về, khí tức trên người Mạc Phàm vẫn rất yếu, cô bôi thuốc lên vết thương trên người Mạc Phàm mà không thấy tốt hơn. Cô chuẩn bị đợi nếu Mạc Phàm không tỉnh lại, cô sẽ đưa Mạc Phàm tới y quán chữa trị, không ngờ Mạc Phàm tự mình ngồi dậy rồi. Mạc Phàm sớm đã cảm nhận được cô gái này tới gần căn phòng nhỏ, cho nên hắn không tiếp tục tu luyện, dừng cửu chuyển hỗn nguyên công, chậm rãi mở to mắt. Là cô nương cứu ta sao? Mạc Phàm đánh giá cô gái này, nho nhã lễ độ cười nói. Hắn được mang tới đây, một số vết thương trên người được quấn băng vải, có nhiều chỗ còn được bôi thuốc, chắc chắn hắn được cứu tới đây. Công tử té xỉu ở trong truyền tống trận, trên người lại đầy vết thương, ta chỉ mang công tử về, bôi chút thuốc cho công tử mà thôi, công tử có thể tỉnh lại thì quá tốt, công tử đói bụng rồi đúng không, ta sẽ lập tức làm chút thức ăn cho công tử. Cô gái bỏ giỏ trúc xuống, nhiệt tình nói. Được cô gái này nhắc nhở, trái lại Mạc Phàm cảm thấy bụng hơi đói rồi. Làm phiền cô nương rồi. Chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, đúng rồi, ta tên là Lục La, công tử gọi ta là A La được rồi. Lục La. Không lâu sau, một bàn đồ ăn đơn giản xuất hiện. Mạc Phàm cũng không khách sáo, hắn được Lục La nhặt về, coi như là có duyên, sau này báo đáp là được. Lục La cô nương, người có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào không? Kiếp trước hắn thông qua truyền tống trận tới Bích Thần Tinh gần Thần Nông Tông, tinh cầu này xem như là nơi Thần Nông Tông rèn luyện. Hắn ở Bích Thần Tinh một thời gian, xem như khá quen thuộc nơi đó. Nơi này không phải là Bích Thần Tinh,
nhưng hắn có thể chắc chắn hắn đã tới tu chân giới. Nơi này tinh hỏa trấn gần Viêm Dương Thành ở Hỏa Liệt Tinh. Hỏa Liệt Tinh, Mạc Phàm nhướng mày. Tất nhiên hắn biết Hỏa Liệt Tinh, một trong những nơi rèn luyện của Thần Nông Tông, tuy cách Thần Nông Tông xa hơn Bích Thần Tinh, nhưng đến đây cũng coi như không tệ rồi. Lục La cô nương nhìn thấy nhẫn chữ vật của ta không? Mạc Phàm hỏi. Nghe thấy câu này Lục La lập tức nhíu chặt mày. Chuyện này sao? Bàn tay trắng nõn của Lục La nắm chặt làn váy, môi son của cô hé mở lại đóng lại, dáng vẻ khó xử muốn nói lại thôi. Bị những người khác lấy đi sao? Mạc Phàm hỏi. Cô gái này không giống người sẽ trộm đồ của người khác, cho nên phần lớn là không phải Lục La lấy đi. Là bị người trông coi truyền tống trận lấy đi, nhưng người kia không chỉ có chút thế lực ở tinh hỏa trấn, ở Hỏa Liệt Tinh đều có chút bối cảnh, cho nên có khả năng nhẫn chữ vật của công tử không dễ lấy lại được. Lục La xoắn suýt một lát, nói. Hửm. Mạc Phàm nhướng mày, một lát sau lại giãn ra. Không khác với suy nghĩ của hắn lắm, ngoại trừ truyền tống trận bỏ đi, đều có không ít tu sĩ trấn giữ. Người hôn mê giống như hắn ở đó, bởi vì trên người không có gì đánh dấu thân phận. Nếu được xác nhận là ma tu, tà tu bị truy nã thì giết ngay tại chỗ, bình thường tu sĩ thân phận không rõ sẽ không có ai để ý tới, dù sao có nhiều tu sĩ lắm, nếu không có chỗ tốt thì đều để tu sĩ hôn mê tự sinh tự diệt. Còn lấy đồ hữu dụng trên người tu sĩ hôn mê thì càng quá bình thường những người trông coi truyền tống trận gặp được người xa lạ đều vơ vét tài sản một phen, càng không nói tới gặp tu sĩ hôn mê mà không lấy đồ trên người tu sĩ đó. Một khi hắn chết đi, nhẫn chữ vật có thể mở được hết, đồ bên trong đều thuộc về người nọ. Nhẫn chữ vật của hắn bị lấy đi còn được nhặt về, xem như là vận khí tốt rồi. Cụ thể là ai, Lục La cô nương có thể nói cho ta biết được không? Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Nếu bị thủ vệ lấy đi, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Chuyện này sao? Trên mặt Lục La lộ vẻ khó xử. Lục La cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ không liên lụy tới cô nương. Mạc Phàm nói tiếp, Lục La không sợ bị công tử liên lụy, chỉ là người kia là trùm ở đây, ta sợ công tử không lấy nhẫn chữ vật về được, trái lại sẽ bị người đó gây thương tích. Lục La lo lắng nói, chuyện này thì Lục La cô nương yên tâm, ta tự có chừng mực. Mạc Phàm cười nhạt nói, hiện giờ hắn mới vào tu chân giới, tuy kiếp trước là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng hiện giờ hắn là người không có thân phận, tất nhiên hắn sẽ cẩn thận hơn. Đương nhiên hắn rất muốn biết người kia có đáng giá để hắn phải cẩn thận hơn không. Được rồi, ta dẫn công tử đi gặp người kia. Lục La do dự một lát, vẫn nói. Nửa tiếng sau, Lục La dẫn Mạc Phàm tới một căn tử lâu. Ngồi bên cạnh cửa sổ, người hơi mập một chút, anh ta tên là Mạnh Vô Kỳ, là đội trưởng của đội hộ vệ truyền tống trận. Lục La cô nương chỉ một người trong đó nói. À, Mạc Phàm nhướng mày. Liếc mắt nhìn người kia một cái. Tu vi bình thường, chỉ có kim đan đỉnh phong, nhưng người phía sau anh ta là một cao thủ nguyên anh sơ kỳ. Một người là kim đan đỉnh phong, lại có thể khiến tu sĩ nguyên anh làm nô, quả thật như lời Lục La nói, có chút thân phận. Công tử, ta quen anh ta, hay là ta nói với anh ta trước một lát, nói không chừng anh ta sẽ trả nhẫn cho công tử. Lục La nhìn Mạnh Vô Kỳ, nghĩ một lát nói. Không cần. Ta tự mình giải quyết được, cô tránh trước đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đã nợ Lục La nhân tình, lại để vị cô nương này lấy lại đồ giúp hắn, hắn không làm được chuyện này. Có người lấy đồ của hắn, vậy thì không lấy lại được đơn giản như vậy. Vậy công tử cẩn thận một chút. Lục La liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không cưỡng cầu nữa, đi xuống lầu. Mạc Phàm cười khẽ, lấy một chén rượu trong mâm của tiểu nhị ở bên cạnh. Đi đến chỗ Mạnh Vô Kỳ. Tiểu nhị hơi sửng sốt, anh ta muốn tìm Mạc Phàm lấy tiền, nhưng chân không nâng lên nổi. Mạc Phàm mới đi tới bên cạnh cửa sổ, tu sĩ Nguyên Anh kia hơi nhíu mày. Tiểu tử, muốn uống rượu thì cút sang một bên. Tu sĩ Nguyên Anh kia nói. Là ngươi lấy nhẫn chữ vật của ta sao? Mạc Phàm nhấp một ngụm rượu, hỏi. Mạnh Vô Kỳ vốn đang uống vui vẻ với mấy người, lông mày nhíu chặt lại. Không chỉ đám Mạnh Vô Kỳ bỏ chén xuống, cả lầu hai tử lâu cũng vô cùng yên tĩnh. Tiểu tử này là ai? Có người tò mò hỏi. Ở tinh hỏa trấn không ai không biết Mạnh Vô Kỳ, nhưng bọn họ chưa từng gặp Mạc Phàm.
Đây không phải là tiểu tử mấy ngày hôm trước từ trên trời rơi xuống rồi được Lục La nhặt đi sao, vậy mà tỉnh lại rồi, Lục La khắc chết người nhà, vậy mà tiểu tử này không sao, mệnh đúng là đủ lớn. Một người đàn ông trong đó nhận ra Mạc Phàm, cười nói. Trải qua tiểu tử kia nhắc nhở, không ít người nhận ra Mạc Phàm. Ngày đó Mạc Phàm từ trên trời giáng xuống, không ít bọn họ có chút ấn tượng. Mạnh Vô Kỳ cũng hiểu ra, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười mỉa, lấy một hạt đậu ném vào trong miệng. Hóa ra là tiểu tử này, nhẫn chữ vật của ngươi không ở trên tay ngươi, lại đến chỗ Mạnh thiếu ta đòi, đầu ngươi bị chập mạch à, hay Mạnh thiếu của chúng ta là người tốt bụng, ngươi tìm Mạnh thiếu đòi nhẫn chữ vật, Mạnh thiếu phải đưa cho ngươi một cái. Một nam tử đầu trọc ở bên cạnh Mạnh Vô Kỳ cười mỉa nói. Tiểu Quang, người tới là khách, đừng vô lễ với khách. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng nói. Đầu bóng loáng nghe thấy lời Mạnh Vô Kỳ nói thì hơi nhếch miệng, quả thật không nói nữa. Không ít người ở xung quanh không nói gì thêm, tất cả đều nhìn về phía Mạc Phàm. Ngón tay Mạnh Vô Kỳ sáng lên, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay anh ta. Người muốn nhẫn chữ vật đúng không? Cho người cái này, bên trong không chỉ có kiện pháp khí, còn một ít linh thạch, không cần cảm tạ, cầm đi đi. Mạnh Vô Kỳ đặt nhẫn chữ vật lên trên bàn, nhìn về phía Mạc Phàm. Bên cạnh anh ta, đầu bóng loáng nhướn mày cười lạnh lùng, cánh tay anh ta vung lên, nhẫn rơi từ trên bàn xuống đến chân Mạnh Vô Kỳ. Nếu Mạc Phàm nói lời hay, anh ta còn có thể để Mạc Phàm lấy nhẫn chữ vật này đi. Một chiếc nhẫn cộng thêm mấy khối linh thạch, vốn dĩ không đáng mấy đồng, trêu chọc Mạc Phàm là được rồi. Nhưng Mạc Phàm lại hung hăng vênh váo, cho dù là thứ không đáng giá tiền, cũng không thể để Mạc Phàm lấy đi. Một người từ bên ngoài tới. Không có nhẫn chữ vật, vậy thì có ý nghĩa không có linh thạch, ở tu chân giới ngay cả cơm đều không ăn được, càng không nói tu luyện. Ngại quá, không ngờ nó lại rơi xuống đất, tự ngươi nhặt lên đi. Tên đầu bóng loáng cười mỉa nói. Lúc nói chuyện, anh ta dẫm chân lên chiếc nhẫn trên đất. Không ít tử khách ở đây cười to, vẻ mặt xem trò hay. Ở tu chân giới là như vậy, không có thực lực thì nửa bước khó đi, tuy rất hiện thực nhưng chính là như vậy. Không ai đi thương hại kẻ yếu, cũng không có người khinh bỉ cường giả, cho dù cách làm việc của người mạnh rất quá phận. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trong đôi mắt rét lạnh không có chút gợn sóng, hắn không đi nhặt cái nhẫn kia, trái lại hỏi. Người mới nói Lục La cô nương khắc chết người một nhà, nói cho ta biết là vì sao, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Hắn được Lục La cứu, nợ ân tình của Lục La, nếu trên người Lục La có chuyện như vậy, hắn sẽ giải quyết giúp Lục La. Trong tử lâu, không ít người nghe thấy lời Mạc Phàm nói thì cười to. Mạc Phàm là người vừa tới tu chân giới, vậy mà dám nói chuyện như vậy, tha cho tên đầu bóng loáng không chết. Bọn họ từng gặp người gan lớn, nhưng chưa từng gặp người nào không biết sống chết như Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ vốn không để Mạc Phàm ở trong lòng, không khỏi nhìn Mạc Phàm vài lần. Anh ta trấn giữ truyền tống trận này không phải ngày một ngày hai, gặp không ít người như Mạc Phàm tìm anh ta lấy đồ. Nhưng không có một ai giống như Mạc Phàm. Dù sao Phàm là người dám ra tay với anh ta, đa số không có bối cảnh, thân phận gì, nếu là đệ tử của tông phái, nói ví dụ như đệ tử của Thần Nông Tông, anh ta không chỉ không ra tay, còn lấy đồ ăn ngon rượu đắt chiêu đãi, sợ thất lễ. Mạc Phàm là con chuột nhắt vô danh, anh ta lấy nhẫn chữ vật của Mạc Phàm có năng lực làm gì anh ta? Thậm chí anh ta hoài nghi Mạc Phàm là tu sĩ phi thăng từ hạ giới tới. Bởi vì phần lớn truyền tống trận ở tu chân giới truyền tống tới đều đi từ trong cửa truyền tống ra, hay là xuất hiện trong truyền tống trận, gần như không có thông đạo truyền tống từ trên trời giáng xuống, phần lớn những người như vậy từ hạ giới tới tu chân giới. Một người phi thăng vẫn chỉ là phàm nhân đối với anh ta, càng không lọt nổi mắt xanh của anh ta. Tên đầu bóng loáng kia cũng hơi nhếch miệng cười. Tiểu tử, người cảm thấy có hứng thú với Lục La à, có phải nhìn chúng tiểu tiện nhân đó rồi không? Tên đầu bóng loáng vừa nói xong, không ít người lập tức ồn ào. Tiểu tử, ánh mắt ngươi không tệ đâu, trước đây Lục La là mỹ nữ thiên tài của tinh hỏa trấn chúng ta, có không biết bao nhiêu người muốn biến cô ta thành phụ nữ đâu đó. Nhưng mà tiểu tử ngươi đúng là xui xẻo, lại có quan hệ với tiểu tiện nhân kia, hiện giờ những người có quan hệ với tiểu tiện nhân này đều đã chết, ta khuyên ngươi nên nhặt nhẫn Mạnh thiếu đưa, cách tiểu tiện nhân đó xa một chút. Một người khác cười mỉa nhắc nhở. Mạc Phàm làm như không nghe thấy những lời người đó nói, vẫn khẽ nhấp một ngụm rượu.
Ta cho ngươi 10 giây, nói hoặc chết. Tuy chén rượu này hơi tệ, nhưng cũng là linh tử, lần trước lúc hắn uống loại rượu này, đã ra tay giết một người chửi sư phụ hắn là đệ tử tà phái, lần này hắn không ngại giống như trước đây. Giọng nói lạnh như băng khiến tươi cười của không ít người cứng đờ, nhưng lập tức lắc đầu. Kiến càng lay cổ thụ, chỉ dựa vào miệng cũng không có tác dụng. Mạnh Vô Kỳ và đám đầu bóng loáng không hẹn mà cùng cười khinh thường, có mấy người còn đập bàn cười. Quang thiếu, có người nói muốn giết ngươi 2 lần, ta không nghe lầm đấy chứ. Nam tử tóc dài đối diện tên đầu bóng loáng nói. Ngươi không nghe sai, ta cũng nghe thấy được. Ở đây chỉ có tu sĩ Nguyên Anh phía sau Mạnh Vô Kỳ cho mày, dùng thần thức đảo qua người Mạc Phàm mấy lần. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, hơn nữa phần lớn là xảy ra chuyện trong quá trình truyền tống, khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu, rất không ổn định, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Nhưng Mạc Phàm luôn cho ông ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, ông ta không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng ông ta cảm thấy Mạc Phàm như tên đồ tể không chỉ giết một cao thủ Nguyên Anh. Lúc tu sĩ Nguyên Anh nhòm ngó tu vi của Mạc Phàm, đám đầu bóng loáng vẫn âm dương quái khí. Quang thiếu, bị người ta uy hiếp 2 lần, nếu ta gặp phải loại chuyện này, ta tuyệt đối không đành lòng, nếu ngươi không muốn ra tay, vậy để ta giáo huấn tiểu tử này giúp ngươi nhé. Nam tử tóc dài nhìn lướt qua bóng lưng đơn bạc của Mạc Phàm, nói với vẻ khinh thường. Đừng, nhớ đâu tiểu tử này thật sự lợi hại, là chiến tu nhất trảm lưỡng trảm, một chiêu giết chết được ta, không dễ dàng gì ta mới tu tới kim đan đỉnh phong, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao. Tên đầu bóng loáng cũng không tức giận, cười nói. Anh ta bưng chén rượu lên, thất tha thất thểu đi tới. Tiểu tử, người thật sự dọa quang ra ta sợ rồi, người đã muốn nghe, vậy ta nói cho người biết. Lục La trời sinh đã có tu vi trúc cơ, vô cùng hiếm có ở trong nhân loại, còn vô cùng xinh đẹp, lúc nhỏ được bồi dưỡng làm thiên tài của tinh hỏa trấn. 16 tuổi Lục La tới kim đan đỉnh phong, kim đan thất chuyển, ở một nơi nhỏ như tinh hỏa trấn chỉ có mình cô ta. Vốn tới tuổi này Lục La sẽ tham gia tuyển chọn tông môn. Nhưng lúc này có một đệ tử thế gia được truyền tống tới tinh hỏa trấn, anh ta nhìn chúng Lục La. Lục La không có hứng thú với người thanh niên này, từ chối rất nhiều lần. Nhưng tu vi của cô không bằng người thanh niên này, bối cảnh thì càng khỏi phải nói, từ chối không có bất luận tác dụng gì, đành phải lấy cái chết ra uy hiếp. Người thanh niên này thấy Lục La lấy cái chết ra để uy hiếp thì thẹn quá hóa giận, một tay bóp nát kim đan của Lục La, còn hạ nguyền rủa vói Lục La nữa, sau đó giận dữ rời đi. Sau khi người thanh niên này rời đi, cha mẹ Lục La lần lượt mắc bệnh mà mất mạng, sau đó là đệ đệ của cô ta. Mấy người chết một cách khó hiểu liên tục, không còn ai dám tiếp xúc với Lục La nữa. Thậm chí có không ít người mê sắc đẹp của Lục La, cũng không dám mạo hiểm đụng vào cô. Nếu không với tư sắc và tu vi của Lục La, đã sớm bị người ta khinh bạc không biết bao nhiêu lần. Có thể nói Lục La là cấm kỵ ở tinh hỏa trấn. Lông mày Mạc Phàm giãn ra, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Lúc trước hắn vẫn luôn tò mò, một cô gái không nơi nương tựa chỉ có tu vi trúc cơ sao có thể sống sót ở đây. Hiện giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra là như vậy. Lúc trước hắn kiểm tra qua cơ thể Lục La, quả thật phát hiện ra chút khác thường. Nhưng thần thức của hắn hao phí quá nhiều, cho nên không đi tra cẩn thận, không ngờ thực sự là nguyền rủa. Tiểu tử, ta nói xong rồi, mạnh thiếu chúng ta đưa nhẫn cho ngươi rồi, ngươi còn không nhặt lên. Tên đầu bóng loáng cười nói. Tính nợ của Mạnh Vô Kỳ trước, rồi tính của anh ta sau cũng không muộn. Dù ao hôm nay bọn họ có việc vui rồi. Nói xong anh ta nhổ phi một cục đờm vào trên nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn dơ bẩn tới mức khiến người ta không dám nhìn. Mạc Phàm uống một hơi cạn sạch chén rượu, chậm rãi xoay người lại. Hắn không thèm nhìn nhẫn chữ vật trên đất, tất nhiên đây không phải là nhẫn chữ vật của hắn. Trả nhẫn chữ vật của ta đây, nếu không chức đội trưởng trông coi truyền tống trận của ngươi tới đây là dừng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu đã biết chuyện của Lục La rồi, cũng tới lúc lấy nhẫn chữ vật về. Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi, mạnh thiếu chúng ta thấy ngươi từ ngoài tới rất đáng thương. Nên cho ngươi nhẫn chữ vật, còn đưa cho ngươi chút linh thạch, ngươi không biết điều còn không tính, vậy mà dám nói chuyện với mạnh thiếu của chúng ta như vậy, muốn chết à? Mấy người khác đứng dậy, pháp khí xuất hiện trong tay bọn họ. Không đợi bọn họ ra tay, Mạnh Vô Kỳ đã ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.
Mấy người lạnh lùng trừng Mạc Phàm một cái, dáng vẻ như sẽ khiến Mạc Phàm đẹp mặt, lúc này mới ngồi xuống. Mạnh Vô Kỳ gắp đồ ăn, lại uống một ngụm rượu, sau đó ngón tay anh ta sáng lên, nhẫn chữ vật của Mạc Phàm xuất hiện trong tay anh ta. Nhẫn của ngươi ở đây, có bản lĩnh ngươi tự tới lấy đi. Mạnh Thiếu ra tay, lần này có trò hay để coi rồi. Có người thấy Mạnh Vô Kỳ lấy nhẫn chữ vật ra, cười nói với vẻ đầy hứng thú. Xem Tiểu Lâu La đấu với Tiểu Lâu La có gì thú vị, Mạnh Vô Kỳ ra tay càng thú vị hơn. Mạnh Thiếu uy vũ, tiểu tử, nhẫn chữ vật của ngươi ở trong tay Mạnh Thiếu chúng ta, ngươi tự lấy đi. Tên đầu bóng loáng cười nói với Mạc Phàm. Tiểu tử, không nhanh đi lấy đi. Những người khác ồn ào theo. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, hắn không do dự muốn lấy chiếc nhẫn kia. Cộp cộp, âm thanh lên lầu vang lên, Lục La vội vàng chạy lên. Công tử, đừng lấy chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn kia có vấn đề. Một tay Lục La đè lên ngực lên xuống phập phồng, nói. Lục La mới mở miệng, tất cả mọi người bao gồm cả Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Tiểu tiện nhân, có phải ngươi muốn chết hay không, đừng tưởng rằng trên người ngươi có nguyền rủa, chúng ta không dám làm gì ngươi. Tên đầu bóng loáng híp mắt, sát khí tỏa ra bốn phía. Trên người Lục La có nguyền rủa, nhưng càng khiến người ta e sợ là đệ tử thế giá hạ nguyền rủa với Lục La. Sở dĩ đệ tử kia không giết Lục La, chỉ hành hạ cô là vì đợi Lục La cúi đầu với mình. Lúc trước có lão khất cái có ý đồ với Lục La, mới đẩy cửa nhà Lục La ra đã bị cắt thành mấy mảnh. Nhưng giết người có nhiều phương pháp, Mạnh Vô Kỳ thân là trùm ở Tinh Hỏa Trấn, muốn giết Lục La thần không biết quỷ không hay vẫn rất dễ dàng. Ví dụ như sắp xếp cho Lục La một nhiệm vụ, hay cố ý ném một đệ tử ma giáo tới gần chỗ ở của Lục La, đều có thể giết chết Lục La. Công tử, cái nhẫn đó của công tử sẽ nổ mạnh, đừng nghe người đó nói, đừng đi lấy chiếc nhẫn đó. Lục La thở dốc nói. Cô trốn đi theo lời Mạc Phàm, nhưng không đi xa. Những lời tên đầu bóng loáng nói dụ Mạc Phàm đi tới chỗ Mạnh Vô Kỳ lấy nhẫn, cô nghe thấy hết. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Vô Kỳ chơi trò này, lúc trước có một người trẻ tuổi mang một số lớn linh thạch tới mua dược liệu trong hội đấu giá được cử hành hàng năm ở Tinh Hỏa Trấn, tự mình chữa bệnh cho mẫu thân. Bởi vì trên đường đi gặp một đám cướp, lúc truyền tống tới nơi này cũng hôn mê như Mạc Phàm. Lúc tỉnh lại phát hiện không còn nhẫn chữ vật nữa thì như điên rồi. Một lão giả thấy anh ta đáng thương, liền tốt bụng nhắc nhở một phen, nói là nhẫn chữ vật bị Mạnh Vô Kỳ lấy đi. Người thanh niên này quỳ xuống dập đầu với Mạnh Vô Kỳ, thậm chí còn ký khế ước bán thân, Mạnh Vô Kỳ cũng không chịu đưa nhẫn chữ vật cho người thanh niên kia. Cuối cùng người thanh niên kia nổi giận ra tay với Mạnh Vô Kỳ, anh ta chỉ là kim đan trung kỳ nên không phải đối thủ của Mạnh Vô Kỳ, bị bắt dễ dàng. Lúc ấy Mạnh Vô Kỳ cũng giống như hiện giờ, lấy nhẫn chữ vật ra bảo người thanh niên kia tự mình tới lấy. Người thanh niên kia vì chữa bệnh cho mẫu thân, dám ra tay với Mạnh Vô Kỳ, tất nhiên sẽ không sợ vấn đề gì, cho nên anh ta giơ tay lấy nhẫn chữ vật. Tay trái anh ta cầm nhẫn chữ vật, tay trái bị lực lượng trên nhẫn nổ tung. Người thanh niên này nghiến răng, lại giơ tay phải đi lấy, tay phải cũng nổ tung theo. Cuối cùng người thanh niên mất đi hai tay nghiến răng. Thử lần ba, dùng miệng lấy chiếc nhẫn kia. Nhưng vận khí của người thanh niên này không tốt như vậy. Lúc anh ta lấy linh thạch trong nhẫn chữ vật ra, đổi linh dược chữa bệnh cho mẫu thân, Mạnh Vô Kỳ dẫn theo một đám người xuất hiện, toàn bộ linh thạch bị Mạnh Vô Kỳ lấy đi, người thanh niên kia chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Không ai ra tay mà bị tức chết. Cả Tinh Hỏa Trấn đều biết chuyện này, Mạnh Vô Kỳ lại lấy chiếc nhẫn này ra bảo Mạc Phàm đi lấy, chắc chắn là muốn lặp lại chiêu cũ. Bởi vì nhẫn chữ vật đều có chủ, Mạnh Vô Kỳ không mở được nhẫn ra, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Nhưng nếu đối phương không coi trọng chiếc nhẫn lắm, không phải nhát gan thì bên trong không có đồ đáng giá. Trái lại thì chắc chắn trong nhẫn có không ít thứ tốt. Cho nên anh ta lấy được nhẫn chữ vật, đều gieo âm dương hỏa chú lưỡng trọng lên. Hỏa ấn này ở trên nhẫn rất khó phát hiện, chỉ nổ mạnh người có ý đồ lấy nhẫn đi, sẽ không phá hủy chiếc nhẫn. Nếu Mạc Phàm đi lấy chiếc nhẫn chữ vật này, chắc chắn sẽ có kết cục như người thanh niên trước kia. Tiểu tiện nhân, ta thấy ngươi muốn chết thật rồi, lão tử thành toàn cho ngươi. Tên đầu bóng loáng nhíu chặt mày, một tay không do dự vỗ về phía ngực Lục La. Tay anh ta vừa động, một vòng xoáy lập tức xuất hiện, lực hút cường đại tự nhiên hiện ra.
Cổ Lục La bị bóp chặt, trên người chỉ chớp lóe lục quang nhạt, rồi biến mất vô hình, cơ thể sắp bay về phía tên đầu bóng loáng kia. Nhưng không đợi Lục La bay ra nửa bước. Ta thấy người muốn chết là ngươi mới đúng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn giơ tay lấy nhẫn chữ vật trên tay Mạnh Vô Kỳ, không đợi chú ấn nổ tung như lời Lục La nói, nhẫn chữ vật đã được vào tay tên đầu bóng loáng duỗi về phía Lục La. Ấn ký hỏa diễm trên nhẫn lập tức sáng lên, hỏa diễm trào từ trong ra, bao phủ toàn bộ cánh tay của tên đầu bóng loáng. Bùm, một tiếng thật lớn, hỏa diễm nổ tung, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. A, à, lửa tán đi, một tay của tên đầu bóng loáng biến mất không thấy, chỗ cánh tay và bả vai cũng là một vùng cháy đen, không ngừng có máu loãng chảy ra, trong không khí tràn ngập mùi thịt bị nướng. Sắc mặt mọi người ở đây thay đổi, nhìn nhẫn chữ vật trôi nổi trong không trung. Sao lại thế này? Chiếc nhẫn này vốn dùng để đùa giỡn Mạc Phàm cầm chiếc nhẫn đó sẽ lập tức nổ tung, vậy mà lại nổ tung trên tay tên đầu bóng loáng. Là tốc độ của tiểu tử này quá nhanh, hay là có vấn đề gì khác? Lục La tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt cô hơi sửng sốt, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy khó hiểu. Đây là... Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, tuy chú ấn này do tôi tớ của anh ta hạ, nhưng anh ta biết rất rõ về âm dương hỏa chú lưỡng trọng. Ngoại trừ anh ta và tôi tớ của anh ta ra, chỉ cần những người khác động vào chiếc nhẫn sẽ lập tức nổ tung, ngay cả thời gian ném đi cũng không có. Trừ phi tốc độ nhanh tới cực hạn, nếu không không có khả năng xuất hiện tình cảnh hiện giờ. Tốc độ ra tay của Mạc Phàm không tính là nhanh, chuyện này rõ như ban ngày. Chẳng lẽ, Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, trừng mắt với tôi tớ phía sau anh ta một cái. Âm dương hỏa chú lưỡng trọng này là do tôi tớ hạ. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phần lớn là sai lầm của tôi tớ. Sắc mặt tôi tớ của anh ta trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán người này xuống. Người này không mở miệng đặt tay ra sau lưng, trong tay xuất hiện một quang ảnh như hình phong điểu, quang ảnh lặng yên không tiếng động bay ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh Mạc Phàm, người thanh niên kia chịu đựng đau nhức, một tay còn sót lại không do dự đánh về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, lão tử muốn diệt ngươi. Những lời này vừa vang lên, trên nắm tay của anh ta đại phóng hào quang, mấy quang ảnh hình xà trông rất sống động bay ra, một con há mồm to như bồn máu muốn táp Mạc Phàm. Quả đấm này vừa đánh ra, cả lầu hai tửu lâu được bao phủ bởi khí tức lạnh lẽo, đẫm máu, hung lệ. Đây là vạn xà hồn quyền sao? Sắc mặt không ít người thay đổi, kiêng kỵ nói. Tuy tên đầu bóng loáng này chỉ là một người hầu bên cạnh Mạnh Vô Kỳ, nhưng không phải là tôm chân mềm. Không biết quyền pháp này của anh ta từ đâu tới, nghe nói bên trong phong ấn vạn xà hồn, mỗi lần giết một sinh linh, vạn xà hồn này sẽ mạnh hơn một chút, tương ứng uy lực quyền pháp này cũng càng khủng bố. Một quyền tương đương với kim đan đỉnh phong cộng thêm lực lượng của vạn xà. Ở tinh hỏa trấn, trong số tu sĩ cảnh giới kim đan đỉnh phong, tên đầu bóng loáng này không có nhiều đối thủ. Cũng vì nhìn chúng quyền pháp của tên đầu bóng loáng này, Mạnh Vô Kỳ mới nhận tên đầu bóng loáng này làm người hầu. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ, tuy không biết vừa rồi Mạc Phàm làm gì khiến âm dương hỏa chú lưỡng trọng không nổ tung trên tay mình, mà nổ mạnh trên tay tên đầu bóng loáng. Nhưng một quyền này đánh xuống, chỉ sợ Mạc Phàm sắp thành tế phẩm của vạn xa rồi. Cách đó không xa, Lục La mới thở phào nhẹ nhõm được một chút, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Công tử, cẩn thận! Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hơi bất ngờ liếc nhìn tên bóng loáng này một cái. Trái lại hắn không coi trọng tên đầu bóng loáng này, hắn vốn tưởng rằng tên đầu bóng loáng này là một người chỉ biết nịnh nọt, không ngờ ngoại trừ nịnh nọt ra, anh ta còn ngu ngốc như vậy. Phương pháp để đủ loại hồn nhập thể, nhìn thì giống như thực lực của một người một yêu, thực ra giống như quỷ bà nuôi dưỡng cổ thảo trên địa cầu hạ cổ với mình, người nghiên cứu chế tạo độc dược ăn độc dược của mình. Trái lại như vậy sẽ khiến mình cường đại một thời gian, nhưng đợi yêu hồn khôi phục. Mà ký chủ không có biện pháp cung cấp tế phẩm cấp cao, người kế tiếp bị cắn nuốt sẽ là ký chủ. Hắn lắc đầu, nắm lấy nhẫn chữ vật đang trôi nổi trong không trung, lại đặt lên tay còn sót lại của tên đầu bóng loáng này. Mắt tên đầu bóng loáng mở to, trong mắt đều là không thể tin được. Vừa rồi Mạc Phàm từng lấy chiếc nhẫn kia một lần, vậy mà còn dám lấy nhẫn tiếp. Chuyện này, quả thật thực lực của anh ta là kim đan đỉnh phong ở tinh hỏa trấn. Nhưng trên chiếc nhẫn này là âm dương hỏa chú lưỡng trọng do tu sĩ Nguyên Anh gieo xuống. Anh ta nắm lấy cái nhẫn kia,
cho dù có lực lượng của vạn hồn xà, tay anh ta và vạn hồn xà cũng sẽ bị nổ nát, chuyện này không có bất luận bất ngờ gì. Anh ta không biết vì sao Mạc Phàm nắm chiếc nhẫn mà không bị nổ, nhưng chắc chắn thứ này có thời gian hạn chế, lúc này anh ta chỉ muốn tránh thoát, bị nổ hủy cánh tay chỉ là Mạc Phàm, tuyệt đối không thể là anh ta. Đợi cánh tay Mạc Phàm bị nổ hủy, lại thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Anh ta gần như không có bất luận do dự gì, vội vàng thu tay lại. Đồng thời dưới chân vừa động, không do dự lùi về sau. Nếu lại bị hủy một tay nữa, anh ta sẽ bị phế. Anh ta không phải là đệ tử của Đại Tông Môn, cho dù không thể tứ chi tự sinh, cũng có thể thông qua một số thuốc dán đôi cánh tay mới. Hửm! Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Không phải ngươi muốn giết ta sao, một chiếc nhẫn ngươi cũng không dám đụng, ngươi giết ta thế nào, như vậy mà muốn ta để ngươi giết. Thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh tên đầu bóng loáng, để nhẫn vào trong lòng bàn tay anh ta. Tiểu tử, ngươi! Sắc mặt tên đầu bóng loáng xanh mét, còn chưa kịp mở miệng mắng. Bùm, lại một tiếng nổ nữa, hỏa hoa bắn ra bốn phía, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa rồi tên đầu bóng loáng kia còn tốt, chỉ trong phút chốc tứ chi chỉ còn hai chân. Xung quanh lặng ngắt như tờ, không ít người vốn đang còn chút men say, hiện giờ tỉnh táo hoàn toàn. Nhất là mấy người ồn ào lúc trước, bọn họ không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng hối hận không thôi. Nếu Mạc Phàm cầm nhẫn mà không bị nổ một lần thì có khả năng là trùng hợp, do vận khí. Hiện giờ cái nhẫn kia ở trong tay Mạc Phàm lâu như vậy, đều không nổ mạnh. Chỉ sợ người bọn họ luôn trào phúng không phải là kẻ yếu, là một tấm sắt cứng. Còn không phải là tấm sắt bình thường. Vừa rồi bọn họ đá vào tấm sắt, chỉ sợ không có kết cục tốt. Trong lúc này, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm đã thay đổi. Mạnh Vô Kỳ cũng nhíu mày, vừa rồi anh ta hoài nghi âm dương hỏa chú lưỡng trọng có vấn đề, hiện giờ xem ra không phải, mà là tiểu tử này có vấn đề. Nhưng anh ta chỉ suy nghĩ một lát, vẻ mặt anh ta liền khôi phục như thường. Cường Long không áp địa đầu xà, anh ta có thể trở thành trùm ở tinh hỏa trấn, không phải là đồn thổi, vứt bừa một người tới cũng thổi không đi. Đương nhiên anh ta chẳng những không hạ lệnh bảo người khác đối phó Mạc Phàm, trái lại còn vỗ tay. Rất có thủ đoạn, tiểu tử, ngươi tên là gì, đến từ nơi nào? Ngươi giống như Mạc Phàm, vừa tới tu chân giới không nơi nương tựa, rất cần chỗ dựa vào. Nếu không con đường sau này khó mà đi tiếp được. Nếu tài cán của Mạc Phàm sử dụng vì anh ta không những trả nhẫn cho Mạc Phàm, còn cho Mạc Phàm thân phận và không ít ưu đãi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật kia, rót một chút linh khí vào bên trong, trên nhẫn sáng lên hào quang màu bạch ngọc, tầng màu đen ở bên ngoài chiếc nhẫn lui đi, lộ ra dáng vẻ ban đầu của chiếc nhẫn. Hắn đeo nhẫn chữ vật lên tay, lại liếc mắt nhìn tên đầu bóng loáng một cái. Tên đầu bóng loáng bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, thì sắc mặt anh ta thay đổi. Hai tay bị phế, Mạc Phàm giết anh ta chẳng khác gì giết chết một con kiến. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi vừa nói cho ta biết chuyện của Lục La, ta sẽ không giết ngươi. Mạc Phàm nói xong xoay người đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Trước mắt tên đầu bóng loáng sáng lên, vội vàng lại Mạc Phàm, lúc anh ta mới cúi người, tàn nhẫn xuất hiện trong đáy mắt anh ta. Mạc Phàm hủy hai tay của anh ta, tương đương phế anh ta cả đời, sao anh ta có thể tha cho Mạc Phàm dễ dàng như vậy? Anh ta mới khom người xuống, một chiếc cốt tiễn màu đen lóe sáng u quang bay từ lưng anh ta ra. Không đợi bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, cốt tiễn màu đen kia đã tới tim Mạc Phàm. Một màn bất chợt này khiến vẻ mặt không ít người sửng sốt. Không ít người vừa rồi vô cùng hối hận nhướn mày, trên mặt hiện lên vui mừng lần nữa. Nhưng mà, không đợi cốt tiễn này đâm trúng Mạc Phàm, một bàn tay xuất hiện phía trước cốt tiễn màu đen, cốt tiễn màu đen chỉ cách tim Mạc Phàm nửa ngón tay thì bị nắm chặt. Cái tay này không phải của người khác, đúng là của Mạc Phàm. Cả quá trình này Mạc Phàm không xoay người, giống như sau đầu mọc mắt, nắm được cốt tiễn màu đen kia. Nhìn thấy cốt tiễn bị nắm chặt, mắt tên đầu bóng loáng đảo liên tục, trong mắt đều là sợ hãi. Có không biết bao nhiêu người đã chết vì chiêu này của anh ta, trong đó bao gồm cả cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ. Mạc Phàm không chỉ có thể phát hiện, còn đỡ được. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Tha cho ngươi, có thể. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vai phụ như vậy,
chết hay sống đều không quan trọng. Đa tạ đại nhân, tên đầu bóng loáng vội vàng bái lại nói. Nhưng người như ngươi, vẫn nên chết thì hơn. Mạc Phàm ném cốt tiễn trên tay, một đạo hắc quang bắn vào trong miệng tên đầu bóng loáng. Cốt tiễn xuyên qua miệng tên đầu bóng loáng, chui từ trong đầu ra, định trên mặt đất. Cơ thể tên đầu bóng loáng run rẩy vài cái, thần quang trong mắt chậm rãi mất đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.